Tiên nghịch chương 243, đằng nhất. Người này không hề né tránh, mặc kệ pháp bảo công kích. Chỉ có điều, tấn công điên cuồng như thế, Vương Lâm cũng chịu không nổi, nhất là cực cảnh thần thức, mỗi lần sử dụng là một lần tạo thành hao tổn lớn cho Nguyên Anh. Cả thân hình Vương Lâm chợt lóe lên, lại xuất hiện ở ngoài trăm dặm, lập tức từ trong túi trữ vật xuất ra một bình ngọc, đổ ọc tất cả vào miệng, nhanh chóng bổ sung linh lực cho cơ thể. Nhưng vào đúng lúc này, cả nam tử gầy như bộ xương khô kia bỗng nhiên ngẩng đầu lại một lần nữa động thân vương lâm chấn động cả người lập tức nhoáng lên gần như ngay tại sát na bộ xương khô kia xuất hiện hắn lại né được trong đường tơ kẻ tóc tráng vương lâm lấm tấm mồ hôi lạnh nhanh chóng tiêu hóa đang dược bổ sung cho nguyên anh tiêu hao cùng lúc vỗ túi trữ vật một vỏ kiếm kiểu cổ xuất hiện trong tay hắn dùng tốc độ cực nhanh xuất ra một phi kiếm đâm vào bên trong lập tức phi kiếm mạnh mẽ bay ra từ trong vỏ kiếm, hình thành một đạo kiếm khí rất to lớn, ầm ầm lao tới bộ xương kia. Mắt nam tử đó lại trở nên ngây dại. Kiếm khí kia lao đến mạnh mẽ vô cùng, nhưng gã không tránh không né, tùy ý để cho kiếm khí đánh trúng vào thân thể. Cuối cùng, cả thân hình da bọc xương của hắn không chịu nổi đòn này, bắt đầu vỡ vụn tan nát. Nhưng ngay khi xương cốt toàn thân hắn tan nát là lúc ánh mắt hắn sáng rực lên, tay trái trúc trắc nâng lên, dường như có chút khó khăn. Cánh tay trái sắp dập nát đó bấm một pháp quyết, trong miệng rít lên một âm thanh giống như tiếng xương khô cạ vào nhau, ngưng. Lập tức, thân thể gã vốn là phải tan tành, bỗng nhiên toàn thân lóe kim quang, ngay sau đó lại khôi phục như thường, hoàn hảo không hao tổn gì. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, chầm chầm nhìn gã không nói nên lời. Mắt gã chớp sáng nhìn Vương Lâm chầm chầm, ánh mắt trực lên chiến ý mãnh liệt, bàn tay nắm chặt, thân mình hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền đánh tới Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm sáng lên, lập tức lui về phía sau, nhưng đột nhiên nhận ra linh lực tứ phía quanh mình dường như bị một lực lượng thần bí nào đó hút ra không còn, thậm chí không ngờ tứ phía còn dường như xuất hiện một lực lượng mang tính giam cầm. Bên trong đó, hắn cảm thấy tốc độ của mình bị hạn chế vô cùng. Ngay thời khắc này, Vương Lâm lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng từ túi trữ vật xuất ra thanh đồng cổ kính lóe sáng chiếu đến đối phương có điều thanh quang do cổ kính phát ra không ngờ lại không có chút tác dụng nào với gã hắn siết chặt tay ầm ầm đánh vào cổ kính trên kính xuất hiện vài khe nứt từ trong đó ánh sáng lóe lên dưới ánh sáng này lực lượng giam cầm tứ phía dường như hơi lỏng ra không chút do dự vương lâm nhanh chóng bay thoát ra cùng lúc đó mặc dù ruột đau như cắt vẫn thấp giọng quát bạo thanh đồng cổ kính bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, ầm một tiếng nổ tung. Vụ nổ này hình thành một trận gió lốc thật mạnh, điên cuồng càng quét bốn phía. Gió lốc tan đi, gã nam tử gầy như bộ xương khô kia phun ra một nguồn máu màu vàng. Máu vừa ra khỏi miệng, cả người hắn lập tức mềm mặt xuống, mặt đầy kinh hãi, lao nhanh về hướng nguồn máu bắn ra, muốn nuốt nó lại. Hai mắt vương lâm lóe sáng, chẳng những hắn không lùi còn bắn người lao đi, hiển nhiên là đuổi theo cục máu vàng kỳ lạ đó cả khi thấy vương lâm cũng lao tới lại cố gắng vọt nhanh hơn một tay vương ra chụp vào cục máu vương lâm cũng không dám chậm trễ vương tay tóm lấy hai người cùng phát lực cục máu tách làm hai nửa bay về phía hai người bộ xương khô bắt được cục máu vội vàng nuốt vào bụng u quan trong mắt lại lóe quắt mắt nhìn đối thủ nhanh chóng phóng đi vương lâm bắt được nửa cục máu còn lại cũng không chậm trễ lao đi chạy về phía thật xa Hai người một trước một sau, loan loán bay đuổi nhau, Vương Lâm cũng không dại mà bay đường thẳng mà vòng vòng quanh hắc nê đàm. Cảm giác đối phương có gì đó kỳ quái, lại nghĩ đến cục máu vàng, chớp mắt, hắn bỗng nhiên đại ngộ. Cục máu vàng này thì hắn không biết, nhưng trong trí nhớ cổ thần Đồ Ti, lại có một loại rất giống như vậy. Thực ra, cục máu vàng này cũng không phải vật gì quý báu lắm, chẳng qua chỉ có tương tự như máu cổ thần thôi. Hoặc cũng có thể nói, nó có ẩn chứa một tia máu cổ thần. Xem cách tấn công của gã kia, ngoại trừ ngưng tụ thân thể, gần như không có pháp thuật hay linh lực dao động, mà là hoàn toàn lấy nắm đấm mà công kích. Kiểu tấn công này tất nhiên không phải phương thức chiến đấu của tu chân giới, người này giống như một bộ thay khô bị luyện thành con rối, chỉ có sức mạnh tay chân. Hơn nữa, khi Vương Lâm thi triển pháp thuật, gã tỏ ra vô cùng ngây dại, nhưng con mắt mê man ngây dại lại phản phất chút tia cảm xúc nên có thể nói người này là đang luyện một công pháp quỷ dị nào đó, lại bị tẩu hỏa nhập ma mới bị biến thành bộ dạng thế này. Các loại công pháp của tu chân giới thật sự là vô vàng vô kể, Vương Lâm không thể biết được toàn bộ. Nhưng những gì hắn phán đoán là hoàn toàn chính xác, công pháp mà đằng nhất tu luyện là một loại thần thông luyện thể cổ xưa. Thần thông này vốn không phải pháp môn của triệu quốc, mà là do vị sứ giả thông thiên tháp kia mang đến. Thần thông này sau khi tu luyện, thần thức và thức hải không tồn tại nữa mà được dung nhập khắp trong xương cốt toàn thân. Cho nên cực cảnh thần thức của Vương Lâm mới mất đi tác dụng của một kích trí mạng. Vương Lâm chăm chú bắt tay vào nghiên cứu cục máu vàng kia, ánh mắt chớp động không ngừng, trong đầu hắn dần dần rõ ràng, cử động của người này không phải là con rối bằng thây khô, mà là mô phỏng theo cổ thần. Mắt hắn lóe ra một tia sáng sắc bén, vỗ túi trữ vật, lập tức một màn xương đen bay ra, hóa thành hai con rối thây khô. Đây là con rối được luyện thành từ hạch tâm tộc nhân nguyên anh kỳ của đằng gia. Tay phải hắn bắn ra hai giọt máu trúng mi tâm con rối, hai con mắt nó lập tức mở trừng trừng lóe hồng quang, gào rít đánh về phía đằng nhất, điên cuồng vung quyền vung cước chém giết ầm ầm, ý đồ ngăn cản bước chân đối phương. Hai mắt gã lóe lên u quang, siết chặt nắm tay, ầm ầm đánh vào ngực một con rối, lập tức thân mình nó run rẩy rồi ầm ầm vỡ vụn. Tuy đồng bạn đã bỏ mình, nhưng con rối còn lại dường như không biết sợ là gì lao tới đánh tiếp vương lâm mượn cơ hội này nhanh chóng dừng lại ném cục máu vàng trong tay đi hai tay bấm một pháp quyết cổ quái miệng lẩm nhẩm một tràng những chú ngữ phức tạp lúc này thì kể cả là người thông kim bát cổ cũng không thể nghe ra hắn đang nói thứ tiếng gì vì đây là ngôn ngữ của cổ thần để tạo ra một thuật thần thông thật ra trong đầu vương lâm biết rất nhiều phép thuật liên quan đến ngôn ngữ của cổ thần có điều lại không có truyền thừa lực lượng của cổ thần nên không có khả năng sử dụng. Bây giờ thần thông hắn thi triển cũng không cần cổ thần lực nhiều lắm, một ít cổ thần lực trong cục máu vàng vẫn đủ để phát ra. Nhìn đến nó, hắn quyết định thi triển pháp thuật này. Theo chú ngữ Vương Lâm niệm ra, cục máu vàng rất nhanh sôi lên, một sợi khí màu trắng thoát ra. Khí thể thoát ra ngày càng nhiều, cục máu vàng càng bị nén ép kịch liệt, cuối cùng hóa thành một ký hiệu kiểu cổ xưa trong nháy mắt ký hiệu cổ này xuất hiện giữa không trung mờ mịt những mây, chớp mắt đã biến mất. Ngay sau đó, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, giữa kim quang là một thân ảnh hoàn toàn được tạo thành từ linh lực dần dần xuất hiện. Thân ảnh ấy thật lớn, gần như đầu đội trời, chân đạp đất. Thân thể hắn dần ngưng tụ, thì ba phần trong số năm phần linh mạch trên triệu quốc lập tức biến thành những ngọn núi bình thường. Linh lực bên trong thân thể đó tăng cao điên cuồng còn lại hai phần năm lượng linh mạch linh lực bên trong đã tiêu tan sạch có điều máu cổ thần để dẫn phát ra được thần thông lần này thật sự vẫn còn quá ít không đủ cho thân ảnh khổng lồ này ngưng tụ hoàn toàn chỉ có thể duy trì trạng thái hư ảo tráng vương lâm đổ mồ hôi thôi động thần thông khổng lồ này thân thể hắn phải chịu đựng thật lớn mi tâm lóe sáng rực rỡ sắc tím tay phải vương lâm gian nan chỉ vào nam tử kia người này thấy chuyện không ổn đã co cẳng bỏ chạy lập tức hư ảnh kia gật gật đầu vung cánh tay khổng lồ lên vô thanh vô tức lẳng lặng biến mất không ngờ đằng nhất đang ở rất xa thân hình không hề biến hóa gì lại biến mất một cách quỷ dị trong thần thức vương lâm điểm sáng của người này cũng tối sầm lại theo ngay sau đó một giọt máu màu vàng chậm chậm xuất hiện ở nơi đằng nhất biến mất vương lâm chụp vào khoảng không một cái giọt máu liền bay vào trong tay hắn lúc này hư ảnh thật lớn kia xoay người lại phía vương lâm hướng về phía chân trời biến mất. Cùng lúc đó, ký hiệu do cục máu vàng kia hóa thành cũng chậm rãi tiêu tan. Lúc này, trên khắp triệu quốc, phàm là nguyên anh tu sĩ trở lên, tất cả đều cảm thấy được chuyện dị thường. Đang phi hành giữa không trung, phát nam tử sắc mặt tái nhợt, lập tức dừng thân, dùng thần thức đảo qua, cố gắng cảm nhận. Đồng thời, ở triệu quốc, trung tâm thông thiên tháp, một trung niên béo mập đang ngồi tĩnh tọa đột nhiên mở trừng trừng hai mắt nhìn ra xa. Ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. "Đây, đây là thông thiên thuật của cự ma tộc." Lại nói đến Vương Lâm, hắn cẩn thận thu hồi cục máu vàng, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra một bình đang dược ném vào miệng, cấp tốc vận chuyển cổ thần quyết tiêu hóa. Con khôi lỗi không bị giết đang ngu ngơ đứng im bên cạnh hắn, nhưng lúc này chỉ cần bốn phía có gió thổi cỏ lay nó lập tức sẽ lao ra. Một ngày sau, Vương Lâm mới từ từ mở mắt, hít thật sâu nếu không nhờ ăn nhiều đan dược trước đó lần này thi triển thần thông của cổ thần sợ là không đủ nửa tháng rất khó khôi phục như thường hắn đứng lên liếc nhìn khôi lỗi bên cạnh trên thân thể nó bị tổn thương mấy chỗ dựa theo ngọc giảng miêu tả thì khôi lỗi có thể tự chữa thương hắn bấm quyết đặt trên mi tâm của nó lập tức khôi lỗi hóa thành một màn xương đen chui vào trong túi trữ vật sau đó vương lâm lại ngoái đầu phức tạp nhìn nam tử gầy như xương khô kia tộc nhân đằng gia này mạnh mẽ hơn hẳn sự tưởng tượng của hắn. Nếu như thần thông của cổ không thể thi triển ra thì cuối cùng cũng chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Sợi tơ thiên kiếp, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Vương Lâm thật sự không muốn dùng đến. Bởi một khi dùng ra, kế hoạch báo thù lần này của hắn có thể bị ngưng hẳn. Bởi sợi tơ thiên kiếp là Vương Lâm chuẩn bị để đối phó với thượng cấp sứ giả thông thiên tháp năm đó. Lần này, chẳng những sợi thiên kiếp không phải sử dụng, Ngược lại còn thu được một giọt máu cổ thần, mặc dù giọt máu cổ thần này không phải tinh khiết lắm, nếu dùng nhiều sẽ hết, nhưng sự thật đã chứng minh, có thể thi triển ra một lần thần thông của cổ, tuy chỉ là một lần, cũng đủ cứu mạng Vương Lâm một lần. Tay phải Vương Lâm triệu Cấm Phiên, nhìn nó một cái, trong lòng đã hạ quyết tâm, sau khi xử lý xong việc đằng gia thì phải kiếm lấy một chỗ có thể chống đỡ được thiên kiếp, hạ đạo cấm chế cuối cùng lên Cấm Phiên, cho nó đạt tới được cảnh giới mới lúc ấy uy lực của nó sẽ tăng rất nhiều, sẽ không để xảy ra chuyện như hôm nay, tấn công liên tục mà đối phương chẳng lo ngại gì. Lần đầu tiên, Vương Lâm phát hiện, pháp bảo của mình thật sự rất thiếu. Hành đồng cổ kính phát nổ, khiến cho số pháp bảo của hắn vốn đã không nhiều lắm, giờ lại mất đi một. Cho đến bây giờ, pháp bảo của hắn có thể lấy ra, trừ tấm phiên ra, cũng chỉ có vỏ kiếm thần bí kia. Còn phi kiếm, uy lực quá kém, cần tế luyện lại ngoài ba thứ này ra còn có mấy thứ chẳng qua cũng chỉ có thể sử dụng trong những trường hợp đặc biệt ví dụ như khu thú quyển thứ này trừ phi gặp một ít dị thú thực sự hùng mạnh nếu không chỉ là thứ vô tác dụng còn cuốn tranh huyền bí kia nữa vương lâm tuy chưa bao giờ mở ra nhưng mỗi lần xuất ra đều cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ dường như bên trong cuốn tranh phong ấn một sinh linh hùng mạnh trực giác nói cho hắn biết quyết không thể dễ dàng mở ra Đương nhiên còn một ít pháp bảo nữa, nhưng uy lực cũng không đủ. Trầm mặt một lúc, hắn lấy ra ba túi trữ vật cất trong ngực. Trước nguy cơ không đủ pháp bảo, hắn không thể không đem mục tiêu đặt lên ba túi trữ vật này. Qua trận chiến này, hắn đã biết, cực cảnh thần thức cũng không phải vô địch. Trên thế gian này còn rất nhiều thứ khác có thể đối kháng thậm chí không chừng còn có thể khắc chế. Nếu hắn đã tu luyện cực cảnh lên đến đỉnh cao thì cũng không cần quá lo lắng, nhưng tu luyện cực cảnh thật sự rất khó khăn. Do vậy, pháp bảo trở nên vô cùng quan trọng. Vương Lâm không nghĩ sẽ đặt tất cả hy vọng vào cực cảnh. Nếu như vậy, một khi cực cảnh thần thức của hắn không thể sử dụng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Chăm chú nhìn ba túi trữ vật, Vương Lâm thở dài, cấm phiên trung lên hóa thành tấm màn đen bao phủ bốn phía. Từ mi tâm của hắn, hai ma đầu bay ra thủ hộ xung quanh. Do dự một lát, hắn không triệu hoán khôi lỗi nó vừa mới trải qua một trận chiến với nam tử gầy như xương khô kia đã bị thương lúc này không thích hợp dùng để phòng thủ chuẩn bị xong đâu đó vương lâm ngưng thần dò tìm một túi trữ vật túi trữ vật này chính là của cổ đế trên đó có một chữ lam trầm ngâm một lúc linh lực trong hắn người điên cuồng chuyển động phân thân hóa thành nguyên anh mở hai mắt một tia linh lực uy áp tràn ra từ người hắn thần sắc vương lâm ngưng trọng tay phải chậm rãi chạm vào cái túi khi tay hắn đụng tới túi trữ vật, trên đó liền xuất hiện một lực cản mãnh liệt. Đáy lòng vương lâm trầm xuống. Hắn biết, cổ đế vẫn chưa chết. Hít thật sâu, vương lâm dứt khoát ấn tay, liên tiếp không ngừng, mỗi một lần thần thức của cổ đế lại ít đi một chút. Có điều vương lâm cũng phải chịu linh lực phản chấn cũng ngày càng kịch liệt. Sau nửa nén hương, tráng vương lâm đã đầy mồ hôi. Hắn thở hỗn hển, xuất ra vài viên đan dược, rồi ăn vào. Sau khi điều chỉnh nội tức xong, Vương Lâm lại cắn răng một cái, cực cảnh thần thức thoáng động lần nữa, xuất hiện trên tay phải hắn, cùng với linh lực trong cơ thể hướng về túi trữ vật. Tốc độ lúc này rõ ràng đã nhanh hơn không ít, chẳng qua sự tiêu hao của Vương Lâm cũng lớn lên theo. Sau khi hắn liên tiếp dùng hết cả bình đan dược, bên ngoài túi mới dần dần xuất hiện một tầng bạch quang. Bạch quang càng ngày càng nhạt, cuối cùng rung động một chút rồi biến mất. Vương Lâm thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn túi trữ vật của cổ đế đã bị hắn mở ra thần thức hắn tiến vào bên trong giò xét nhưng rất nhanh vẻ mặt liền trở nên cổ quái trong túi trữ vật của cổ đế rất ít đồ vật ngoài hai khối cực phẩm linh thạch ra cũng chỉ có một vỏ kiếm cổ kính thần niệm của vương lâm hơi động vỏ kiếm liền xuất hiện trong tay hắn hắn nhìn kỹ một lúc lâu lông mày nhíu chặt vỏ kiếm này và vỏ kiếm của hắn không ngờ lại rất giống nhau chỉ khác ở ký hiệu mà thôi. Do dự một lúc, Vương Lâm liền đem vỏ kiếm của mình ra. Hai cái vỏ kiếm vừa mới cùng xuất hiện, đột nhiên ký hiệu trên đó bỗng lóe sáng. Một lúc lâu sau ánh sáng mới dần dần biến mất. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào hai vỏ kiếm, trong lòng hắn có một loại cảm giác, trong vỏ kiếm này rõ ràng ẩn chứa một bí mật to lớn. Quan sát một lúc nữa, Vương Lâm thu hồi hai vỏ kiếm lại. Túi trữ vật của cổ đế hắn vỗ một cái liền nát vụn. Vương Lâm thở dài. Phí hết tâm huyết mở túi trữ vật này ra, không ngờ lại lấy được thứ cổ quái này. Vương Lâm chẳng biết là mình may mắn hay xui xẻo đây. Hắn do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía hai cái túi trữ vật khác. Bên trong một cái là di vật của thi hài thần bí trong chiến thần điện ở Hỏa Phần Quốc. Cái còn lại chứa 10 pháp khí. Những pháp khí đó vốn là của thượng cổ tu sĩ ở nơi của cổ thần. Chẳng qua tu vi của bọn họ quá cường đại vương lâm trải trăm cây ngàn đắng cũng chỉ may mắn khống chế được mỗi một kiện pháp khí là thanh đồng cổ kính mà thôi nhưng cổ kính này hắn thấy uy lực cũng không phải mạnh lắm còn kém xa mới xứng là pháp khí hàng đầu điều này khiến hắn thấy hơi khó hiểu hắn cầm lấy túi trữ vật dùng thần thức xem xét bên trong một hồi những quần sáng phòng ngự mấy pháp khí này vẫn như trước với tu vi hiện tại của hắn còn lâu mới mở được lúc này vương lâm không khác gì đang ở trong một tòa núi bạc nhưng bản thân lại không tài nào nhặt lấy một đồng. Thở dài một tiếng, Vương Lâm cầm lấy cái túi trữ vật cuối cùng, thần thức đảo qua. Bên ngoài túi này lại có từng đợt lực cản. Vương Lâm cắn răng một cái, không nói một lời liền thúc dục linh lực trong cơ thể, kết hợp với cực cảnh thần thức xóa đi thần thức trên đó. Nhưng ngay trong nháy mắt khi thần thức của hắn vừa đụng tới cái túi trữ vật này, đột nhiên thân thể Vương Lâm chấn động. Hắn cảm thấy ý thức bản thân trong nháy mắt xuyên không gian trước mắt hắn hiện ra là khung cảnh mặt đất rộng lớn một người thanh niên tà dị đang phi hành tốc độ của hắn nhanh tới khó mà tin nổi cả đời này vương lâm chưa từng gặp qua người thanh niên này đang phi hành đột nhiên thân thể dừng lại ngẩng đầu ánh mắt lộ vẻ âm lãnh chậm rãi nói ngươi đừng hòng chạy thoát ý thức vương lâm chợt hỗn loạn lập tức trở lại thân thể thân hình hắn khẽ run rẩy hai mắt lóe hàng mang Thanh niên nọ tuy hắn không nhìn thấu tu vi nhưng cứ từ tốc độ mà đoán thì hiển nhiên là không thấp, rất có thể đã vượt xa hắn. Nhất là quan cảnh nơi hắn vừa nhìn thấy, Vương Lâm chỉ liếc mắt là nhận ra, rõ ràng là tu ma hải. Hiển nhiên người này chính là khối thây khô nọ ở hỏa phần quốc. Mình cầm túi trữ vật của hắn, bây giờ hắn tỉnh dậy liền truy tìm mình. Nếu người này còn chưa lộ sát khí, Vương Lâm rất có khả năng đem túi trữ vật trả lại. Nhưng hiện giờ sát khí của đối phương dày đặc như vậy, cho dù có trả lại thì hắn cũng sẽ chẳng bỏ qua cho mình. Do đó, không lòng vương lâm không khỏi trầm xuống. Do dự một hồi, hắn lập tức gia tăng thần thức vào linh lực, không ngừng xóa dần đi thần thức trên túi trữ vật. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thần thức trên túi trữ vật dần dần giảm bớt. Nhưng với tốc độ này, phải tới mấy trăm năm may ra mới có thể hoàn toàn xóa hết. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, nội tâm đã có ý tưởng. Chẳng qua hiện giờ hắn chưa có thời cơ thi triển. Hắn biết rõ thời gian bản thân của mình gấp gáp, lập tức đứng lên, ánh mắt hướng về phía đằng gia thành dần dần trở nên lạnh như băng. Hắn thì thào, đằng hóa nguyên, ta tới đây. Đằng gia thành, những ngày gần đây cơ hồ tất cả tộc nhân đằng gia đều đã tập trung lại đây. Bọn họ cho rằng chỉ có ở nơi này mới có thể an toàn. Đằng hóa nguyên mắt thấy tộc nhân toàn bộ chạy tới, trong lòng hắn càng âm trầm hơn. Hắn biết, Vương Lâm hiện giờ hẳn đang tiến tới. Cả đàn gia thành bây giờ bị vây trong khủng hoảng. Những tộc nhân từ bên ngoài ùng ùng chạy tới rốt cục cũng đã biết vì sao lão tổ lại không xuất hiện ngăn cản sự giết chóc này. Không phải hắn không muốn ra ngoài mà là cả đàn gia thành trong vòng ngàn dặm đã bị một tầng cấm chế bao phủ, chỉ có thể vào, không thể ra. Bởi vậy khủng hoảng lập tức bùng lên bốn bề. Đồng thời những tin tức về kẻ thần bí đang tàn sát đằng gia dần dần truyền đi, phát tán khắp đằng gia thành. Cơ hồ mỗi một tộc nhân của đằng gia đều liên tục thảo luận một cách bất an, rốt cục kẻ này có thù hận gì mới đằng gia mà lại ác độc như vậy, muốn diệt cả đằng gia. Đủ loại tin đồn thất thiệt được tung ra trong đằng gia. Trong số đó, không ngờ lại có mấy tin đồn đã tới được gần với sự thật. Tuy rằng đàn hóa nguyên cố gắng ngăn cản, nhưng trong thời khắc nguy ngập này, những tin đồn đó làm sao sức người có thể ngăn cản nổi. Dần dần sự khủng hoảng trong tộc nhân đàn gia càng ngày càng tăng. Tới một hôm, mới sáng tinh mơ, ánh ban mai tươi sáng, trời trong xanh ngàn dặm. Hôm nay là ngày thứ 9 đàn gia bị tàn sát. Cả triệu quốc hệ là người có huyết mạch đàn gia nếu không tử vong thì đã tụ tập hết ở đằng gia thành. Ngày hôm nay là ngày đàn gia tanh máu, là ngày đằng gia bị dệt tộc. Dù là mấy trăm năm sau, khi nhắc tới ngày này, không ít tu sĩ triệu quốc cũng vẫn chấn động tâm thần, mặt mày biến sắc. Ngày hôm nay là ngày thế cục cả triệu quốc thay đổi, là ngày mà triệu quốc máu chảy thành sông. Ngày hôm nay, mặt đất cả đằng gia thành tràn ngập máu tươi, ướt đẫm tường thành. Đó cũng là ngày mà cả triệu quốc không ai không biết tới cái tên Vương Lâm thân ảnh lạnh lùng với mái tóc bạc tung bay kia khiến cho đông đảo tu sĩ rét buốt cả ruột gan đồng thời cái tên vương lâm này cũng thay thế phát nam tử trở thành đệ nhất nhân nơi triệu quốc trong ngày này rất nhiều đại tu sĩ của triệu quốc cũng mất đi sáng sớm ở ngoài đằng gia thành ngàn dặm vương lâm cưỡi trên văn thú chậm rãi bay tới phía sau thân thể hắn dưới pháp thuật duy trì không cho phân hủy là một núi thi thể được bảo tồn hoàn hảo bởi vì Vương Lâm muốn xếp tháp đầu người nhà họ đằng. Tốc độ phi hành của Vương Lâm cũng không phải là nhanh. Hắn nhìn đằng Gia Thành ở phía trước mà trong lòng cảm khái. 400 năm trước, hắn bị đằng hóa nguyên bức phải tự bạo thân thể, suýt chết. 400 năm sau, hắn đã quay trở lại, mang theo sát khí và một lòng thù hận quay trở về. Đã 400 năm, cuối cùng thì hắn cũng đợi được đến ngày hôm nay. Vương Lâm hạ xuống trên một vùng đất trống cách Đằng Gia Thành cả ngàn dặm. Hắn lạnh lùng nhìn Đằng Gia Thành, không nhanh không chậm tháo long cân từ trên miệng văn thú ra, sau đó thả đám thi thể bị trói chặt lên mặt đất. Hễ là thi thể đều bị hắn chặt bỏ đầu. Động tác của hắn rất nhanh gọn và sạch sẽ, nét mặt lạnh như băng không hề có chút tình cảm. Dần dần, số lượng đầu người ở bên cạnh hắn càng lúc càng nhiều. Nét mặt của mỗi cái đầu mang theo những vẻ khác nhau nhưng cùng có một điểm chung duy nhất là sự hoảng sợ và không cam lòng trước khi chết khi đầu người ngày càng nhiều, ván khí cũng trở nên mạnh mẽ tỏa ra xung quanh từng con gió lạnh nổi lên bầu trời dường như trở nên u ám chỉ thấy một cái tháp bằng đầu người rất lớn từ từ xuất hiện trên mảnh đất trống đây chính là một cái tháp được xây bằng đầu của người đằng gia bất kể ai nhìn thấy cũng đều ớn lạnh trong lòng vương lâm đặt một cái đầu người cuối cùng lên trên đỉnh tháp sau đó tay phải nâng lên nhất thời cái tháp được xây bằng cả ngàn cái đầu người bay thẳng lên trời nhẹ nhàng lơ lửng ở sau lưng vương lâm cái tháp bay theo hắn từ từ tiến vào bên trong trận pháp cấm chế của đằng gia thành đằng hóa nguyên ngày hôm nay vương mổ đến đây đừng mong có ai chạy thoát tất cả chỉ có chết mà thôi một giọng nói tràn ngập sự căm hận đột nhiên vang vọng trong đằng gia thành trong nháy mắt đằng gia thành lúc này đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh nhưng cũng rất nhanh không gian yên ắng đã bị những tiếng thét kinh hoàng thay thế gần như cùng một lúc một số cao thủ của đằng gia đã nhìn thấy một tháp đầu người cao vút đang từ từ tiến vào dần dần càng ngày lại càng có nhiều người nhìn thấy cái tháp bầu không khí sợ hãi lập tức tràn ngập không gian sắc mặt đằng hóa nguyên âm u đứng ở trên thành bên cạnh hắn có bốn người bốn người đó là một nhóm nguyên anh tu sĩ cuối cùng còn sót lại của nhà họ đằng bất chợt đàn hóa nguyên chỉ vào bốn người trong nháy mắt họ lập tức biến mất ngay tại chỗ đến khi xuất hiện đã đứng ở trước mặt vương lâm cách khoảng trăm trường bốn người vừa mới xuất hiện lập tức lấy ra đủ loại pháp bảo nhưng đứng trên con đường phục thù cuối cùng của vương lâm thì bốn người này sao có thể ngăn cản được mặc dù tận đáy lòng vương lâm đã nguội lạnh nhưng ánh mắt lại có một tia điên cuồng Ngày hôm nay hắn muốn phát tiết tất cả những oán hận của 400 năm trước. Ngày hôm nay hắn muốn trở thành một người điên, một người điên khát máu. Dường như không có chút do dự, trong nháy mắt khi bốn người kia xuất hiện, cực cảnh thần thức đột nhiên khẽ động. Những tia chớp màu đỏ bắn ra liên tục. Bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ, còn chưa kịp lấy pháp bảo, đã la thảm một tiếng. Bên ngoài cơ thể bọn họ, cực cảnh thần thức đã hóa thành một cái lồng nhốt cả bốn vào trong cùng lúc này cơ thể vương lâm khẽ động nhảy vào trong cái lồng giơ tay chém xuống cái đầu của người đầu tiên bị hắn đá bay vào trong tháp tháp đầu người lại có thêm một cái đầu máu từ xác chết phun ra như suối thi thể từ trên trời rơi xuống mặt đất vương lâm mạnh mẽ xoay người trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm một đường kiếm hạ xuống lại có một đầu người bay lên tháp đầu người lại có thêm một cái nữa Tất cả những chuyện này xảy ra cực nhanh, bốn người chỉ còn lại hai. Hai người còn lại bị cực cảnh giam giữ, ngay cả sức phản kháng cũng chẳng còn. Khi Vương Lâm hét lên một tiếng, giết, cực cảnh thần thức đột nhiên co rút lại, giống như những đường tơ nhỏ, cắt qua thân thể hai người đó. Máu tươi giống như mưa, từ trên trời rơi xuống, trong đó còn mơ hồ có lẫn cả những miếng thịt nát như. Nhưng dưới sự cố gắng của Vương Lâm, hai cái đầu người vẫn còn nguyên vẹn tháp đầu người, lại có thêm hai cái. Sau khi giết chết cả bốn, Vương Lâm đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn đằng hóa nguyên đang đứng trên đằng gia thành, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nhìn thấy nụ cười đó, đằng hóa nguyên có cảm giác ớn lạnh. Bốn tu sĩ Nguyên Anh không ngờ lại dễ dàng bị hắn giết chết như vậy. Tu vi của Vương Lâm cuối cùng đã đến mức nào rồi? Da đầu của đằng hóa Nguyên đã trở nên tê dại. Hắn thấy chính mình đã phạm một sai lầm trận pháp cấm chế ở bốn phía, rõ ràng không phải người nào khác bày ra, mà chính là tên sát tinh đến lấy mạng đang ở trước mặt. Đằng hóa nguyên. Ngươi vẫn khỏe chứ? Ánh mắt của Vương Lâm chỉ có duy nhất một sự căm thù. Nhưng thần thái lại rất bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười. Trong lúc nói chuyện, tay phải của Vương Lâm cách không đưa lên, lập tức hóa thành một bàn tay lớn, úp xuống đằng gia thành lại có hơn 10 người hét lên những tiếng kêu kinh hoàng từ trong đằng gia thành bay lên. Trong đám người đó có nam có nữ, có tu sĩ, có cả người thường. Trong nháy mắt khi Vương Lâm vừa dứt lời, tay phải hắn liền nắm chặt lại. Lập tức vang lên mấy tiếng ầm. Ầm. Những người đó ngoài cái đầu ra, toàn bộ cơ thể đều nổ tung ra, hóa thành những cơn mưa máu rơi xuống đằng gia thành. Một giọt máu bắn lên mặt đằng hóa nguyên khiến cho hắn càng thêm run rẩy cái tháp lại có thêm 10 cái đầu người. Vương Lâm Sát khí trên người đằng hóa nguyên mạnh mẽ tỏa ra. Tay phải hắn khẽ vung lên, một cây cờ màu vàng lập tức xuất hiện trong tay. Cầm cây cờ trong tay vung lên một cái, lập tức từ trong lá cờ bay ra một làn sương mù. Ngay sau đó, sương mù hóa thành một bộ xương khổng lồ, phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng, quay về phía vương lâm mà gầm rống. Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, vỗ vào túi trữ vật lập tức lấy ra là hồn kỳ hắn phất tay lên hơn một ngàn linh hồn mang theo những tiếng gào thê thảm từ trong lá cờ bay ra đằng hóa nguyên năm đó ngươi lấy linh hồn của những người trong gia tộc bức bách ta ngày hôm nay vương mổ cũng trả lại cho ngươi số linh hồn này mặt ngươi tùy ý cắn nuốt vương mổ cũng chẳng đau lòng đâu giọng nói vương lâm rất bình thản trong lúc hắn nói tay phải lại chọc một cái hơn trăm người nhà họ đằng từ trong đằng gia thành bay lên. Những người này, dù có vùng vẫy thế nào, cũng không có tác dụng. Lúc này, đằng hóa nguyên khẽ quát một tiếng, tay áo vung lên. Nhất thời một luồng gió lạ đột nhiên xuất hiện, muốn chặt đứt pháp thuật của Vương Lâm. Khóe miệng Vương Lâm nhếch lên lộ ra một nụ cười mỉa mai. Cực cảnh thần thức trong mắt lóe lên, hóa thành tia chớp màu đỏ chui vào bên trong ngọn gió lạ kia, khiến cho nó biến mất ngay lập tức. Sau đó, Vương Lâm nắm chặt tay lại. Hơn trăm người lập tức phát nổ. Máu thịt giống như một cơn mưa từ trên trời rơi xuống. Lúc này, tất cả tộc nhân bên trong đằng gia thành không thể chịu nổi những đợt tấn công liên tục như vậy nữa. Cũng không biết ai là người mở đầu, chỉ thấy từng đạo kiếm quang từ trong thành tản ra khắp bốn phương tám hướng. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Tay phải chỉ một cái, lập tức trên không trung hiện lên hơn một ngàn linh hồn. Chúng nhanh chóng tản ra, bay về phía bọn tộc nhân của đằng gia mà thôn vệ. Thân thể đằng hóa nguyên chợt lóe, Hắn cắn chặt răng, phất nhẹ lá cờ màu vàng trong tay. Bộ xương màu vàng đang đứng ở phía trước lập tức lóe lên, chia thành hơn một ngàn phần, bay về phía những linh hồn mà thôn vệ. Việc làm của đằng hóa nguyên so với việc tự tay giết chết tộc nhân, thật sự cũng chẳng có gì khác biệt cơ thể vương lâm lóe lên, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, đã ở bên cạnh một người của đằng gia đang bay như tên bắn. Đây là một người thanh niên, tu vi hắn chỉ đạt tới tầng thứ ba của ngưng khí kỳ. Mười ngày trước, hắn còn tự hào vì là người của nhà họ đằng. Nhưng bây giờ, hắn hận không thể vứt cái chữ đằng đi, rồi cắt đứt tất cả quan hệ. Nhưng hắn cũng chẳng còn cơ hội. Khi hắn nhìn qua bên cạnh mà kinh hãi khi thấy người thanh niên tóc bạc ngay sau đó một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ hắn một tiếng rắc vang lên người thanh niên đứt thở mà chết sau khi giết một người cơ thể vương lâm lại lóe lên lần này hắn xuất hiện ở bên cạnh một cô gái rất đẹp nhưng đối với vương lâm nàng cũng chỉ là một người chết hắn cũng chẳng vì nàng là phụ nữ mà có chút thương xót bởi vì dòng họ nàng và nhà họ vương có mối thù không đội trời chung bóc nát cái cổ trắng muốt của người con gái cơ thể vương lâm lại lóe lên đằng hóa nguyên gầm lên giận dữ cơ thể lóe lên nhưng tốc độ của hắn lúc nào cũng chậm hơn vương lâm một chút mỗi lần muốn ngăn cản lại nhìn thấy nhà mình mất đi một người loại cảm giác đau thương khi phải trơ mắt nhìn từng tộc nhân bỏ mạng mà chính mình lại không có cách nào ngăn cản làm đằng hóa nguyên trở nên điên loạn lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy vương lâm xuất hiện ở phương xa bên cạnh Vương Lâm, là một tên thiếu niên yếu đuối. Người này là cháu đích công đời thứ bảy mà chính mắt đằng hóa nguyên vẫn luôn nhìn hắn không lớn từng ngày. Không. Hai mắt đằng hóa nguyên đỏ như máu, tốc độ của hắn giống như tên bắn. Vương Lâm lạnh lùng nhìn đằng hóa nguyên đang bay tới, tay phải đặt trên đầu của tên thiếu niên, dưới ánh mắt cừu hận của đối phương, khẽ xuất linh lực. ầm, một tiếng, cơ thể thiếu niên nổ tung thành một đám máu thịt. Đời sau, sẽ không còn họ đằng vương lâm giết người xong lại biến mất ngay tại chỗ đằng hóa nguyên ngây người nhìn đống máu thịt bầy nhầy của cháu đích tôn rơi trên mặt đất gầm lên một tiếng đau đớn vương lâm vương lâm xuất hiện ở cách đó trăm trượng lạnh lùng nói đau đớn sao năm đó ngươi giết toàn tộc ta thì lòng ngươi có cảm thấy đau không nói xong hắn phất nhẹ tay phải một người trung niên ở bên cạnh đang hoảng sợ bỏ chạy kêu thảm một tiếng cơ thể lại trở thành một đống máu thịt bầy nhầy ta giết toàn tộc ngươi vì ngươi giết đằng lệ cháu bốn đời của ta đằng hóa nguyên vẻ mặt dữ tợn trống lên lời lẽ hoang đường chẳng lẽ trên thế gian chỉ có nhà họ đằng của ngươi mới được giết người khác còn người khác không thể phản kháng sao vương lâm cười khẩy vỗ vào túi trữ vật mười thanh phi kiếm lập tức bay ra càng quét xuống dưới lại có thêm mười người chết trước mắt đằng hóa nguyên đằng hóa nguyên nắm chặt tay. Hắn vung lá cờ màu vàng trong tay lên, lập tức những tất cả những mẫu xương màu vàng liền tập hợp lại, rồi bổ nhào về phía vương lâm. Vương lâm vỗ vào túi trữ vật. Cấm phiên lập tức xuất hiện trên tay. Tay hắn khẽ rung nhẹ một cái, một tấm màn màu đen lập tức xuất hiện bao bọc bộ xương màu vàng vào bên trong. Ánh mắt vương lâm lóe lên, nói, đằng hóa nguyên. Năm đó ngươi làm sao tìm ra được quê nhà của ta? mặt đằng hóa nguyên co rút lại, nhìn chầm chầm vào vương lâm, trong ánh mắt lộ ra mối căm thù thật sâu sắc, nói, ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Sắc mặt vương lâm trầm hẳn xuống, tay phải vung lên, lập tức từ trong tấm màn màu đen bay ra hơn 90 đạo cấm khí. Chúng lao xuống phía dưới. Trong nháy mắt, lập tức có mấy trăm người nhà họ đằng, kêu lên thảm thiết mà chết. Nói hay không? Đằng hóa nguyên vỗ vào túi trữ vật một cây kiếm lớn từ bên trong lập tức bay ra cây kiếm này có hình dáng rất cổ xưa hắn cắn đầu lưỡi phun ra một nguồn máu tươi cả người ngay lập tức rủ hẳn xuống nhưng cây kiếm lại đột nhiên lóe lên mũi kiếm hướng về phía vương lâm toàn thân kiếm lấp lánh ánh điện ầm ầm bay tới ánh mắt vương lâm chớp động trong nháy mắt khi đại kiếm bay đến cực cảnh thần thức nhanh chóng tỏa ra hóa thành từng chuỗi tia chớp lập tức bao quanh thanh phi kiếm từng đợt âm thanh vang lên đùng đùng, ánh sáng của đại kiếm có phần mờ nhạt. Cuối cùng thân thể vương lâm khẽ rung lên một cái, cực cảnh thần thức đã cạn kiệt. Cùng lúc này, đại kiếm xuất hiện những vết nứt rồi, hóa thành tro bụi. Vương lâm vung tay lên, từ trong túi trữ vật bay ra vài nguyên anh của đằng gia. Sau khi bị hắn nuốt vào trong cơ thể, nguyên anh tinh khí nhanh chóng được bổ sung lại năng lượng đã mất. Đằng hóa nguyên ngơ ngác nhìn về phía đại kiếm biến mất thân hình liền trở nên giả nua tay phải vương lâm bấm pháp quyết điểm lên mi tâm ma đầu hứa lập quốc và ma đầu thứ ba lập tức bay ra dưới thần niệm của vương lâm chúng hưng phấn gầm rống bay về phía người của nhà họ đằng ở bốn phía trong nháy mắt lại có mấy người kêu lên thảm thiết mà chết mỗi một tiếng kêu thảm đều làm cho thân thể đằng hóa nguyên run rẩy nói hay không giọng nói vương lâm hết sức lạnh lẽo đằng hóa nguyên hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Vẻ mặt vương lâm cũng không chút thay đổi, chẳng thèm nhìn đằng hóa nguyên một cái. Hai tay biến đổi pháp quyết, đánh ra một đạo cấm chế. Nhất thời cấm chế ở ngoài đằng gia thành ngàn dặm, đột nhiên khẽ động, từ từ co rút. Tộc nhân của đằng gia tuyệt vọng nhìn cấm chế đang liên tục co rút. Tâm trạng bọn họ sinh ra hai loại biến đổi trái ngược nhau. Loại đầu tiên thì hoàn toàn vứt bỏ ý kháng cự loại còn lại thì mắt đỏ bừng, từng người lấy ra pháp bảo, chẳng thèm quan tâm tới bất cứ điều gì, như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa, phóng về phía vương lâm. Dần dần, càng ngày càng nhiều tộc nhân đằng gia, phóng về phía vương lâm. Nhưng khi bọn họ mới tiến vào trong chu vi một ngàn dặm, đã bị cấm khí trên bầu trời đánh lên người. Tất cả nhanh chóng biến thành cơn mưa máu, rơi khắp mặt đất. Người trong tộc kêu lên thảm thiết từng tiếng từng tiếng vang lên trong tai đằng hóa nguyên, khiến thân thể hắn run rẩy kịch liệt, trong lòng nổi lên từng cơn đau xót. Hắn cố gắng phản kháng, nhưng ngay cả pháp bảo của thượng cấp tu chân quốc tặng cũng không có tác dụng. Vẻ mặt của đằng hóa nguyên lại càng trở nên già lão. Lúc này, hắn đã không còn phong độ như năm xưa mà chỉ là một lão già trơ mắt đứng nhìn tộc nhân bị giết mà không có cách nào bảo vệ. Ta, nói hai mắt đằng hóa nguyên chỉ có một sự căm thù sâu sắc. Hắn nhìn Vương Lâm, nói từng chữ, nếu nhà họ đằng ta gặp phải kiếp nạn thì đừng hòng có kẻ nào chạy thoát. Năm đó Cao Khải Minh của phiêu miễu tông dùng thuật bói toán giúp ta tìm được chỗ ở của nhà họ Vương. Chính là hắn. Ngươi hãy đi tìm hắn. Bây giờ, hắn là tổ sư của phiêu miễu tông. Cao Khải Minh. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào đằng hóa nguyên, mặc kệ đối phương nói thật hay giả thì cái tên này Vương Lâm cũng phải nhớ kỹ. Nhìn đằng hóa nguyên, đột nhiên vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, sau đó liếc mắt nhìn ra phương xa. Ngay lập tức sát khí trong mắt bùng lên. Hắn vung tay phải một cái, cấm chế đột nhiên co lại với tốc độ mạnh mẽ hơn. Nhất thời, từ bên ngoài ngàn dặm lập tức rút đến người. Trong quá trình này, hãy là tu sĩ ở bên trong, cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, mà chết sạch. Cùng lúc đó, một đống đầu người, bị một lực lượng thần kỳ khống chế nhao nhao bay tới rơi lên ngọn tháp dần dần ngọn tháp đầu người càng lúc càng lớn gần như đâm hẳn vào mây đến lúc này toàn tộc nhà họ đằng ngoại trừ đằng hóa nguyên tất cả đều chết sạch trên mặt đất máu chảy thành sông tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc đằng hóa nguyên ngơ ngác nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mặt đột nhiên cười lên ha ha trong tiếng cười tràn ngập một nỗi đau xót vô tận hai hàng huyết lệ từ khóe mắt hắn chảy xuống. Vương Lâm lặng lặng đứng nhìn đằng hóa nguyên. Rất lâu sau, đằng hóa nguyên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời, giọng tràn đầy tan thương và bi phẫn, nói, tốt. Tốt. Hai nhà họ Vương và họ đằng của ta và ngươi, từ nay về sau tất cả ân oán đều xóa bỏ. Ta giết toàn tộc ngươi, ngươi giết sạch huyết mạch của ta. Nhân quả tuần hoàng, đúng là nhân quả tuần hoàng. Vương Lâm, ngươi ra tay đi vương lâm nâng tay phải lên trên đầu ngón tay của hắn lóe lên một đạo ánh sáng nhọn và trong suốt linh lực trong cơ thể hắn cuộn trào ngưng tụ lại trên đầu ngón tay nhưng đúng lúc này một tiếng hét lớn từ phía chân trời truyền đến dừng tay nghe thấy giọng nói đó đằng hóa nguyên lập tức biết được phát nam tử đã tới trong lòng hắn cảm thấy vui mừng như điên hắn biết ngày hôm nay mình còn có cơ hội sống ánh mắt hắn nhìn về phía vương lâm nồng nặc sát khí ý nghĩ muốn sống của hắn lập tức bùng cháy nếu như có một chút khả năng hắn cũng tuyệt đối không muốn chết cái gì là ân oán xóa bỏ chẳng qua lúc đó hắn cho rằng chính mình chắc chắn sẽ chết mới nói ra câu nói như vậy mà thôi ngày hôm nay chỉ cần hắn còn sống đằng hóa nguyên sinh thề cả đời này của hắn phải đạt đến hóa thần kỳ cho dù phải hy sinh tất cả mọi thứ cũng phải đạt đến cảnh giới hóa thần sau đó hắn muốn giết chết vương lâm một cách tàn nhẫn để báo mối thù ngày hôm nay nhưng mà hắn đánh giá quá cao phát nam tử cũng xem thường vương lâm từ lúc phát nam tử xuất hiện ở ngoài vạn dặm thì đã bị thần thức có thể so với cảnh giới hóa thần kỳ của vương lâm phát hiện ra vì thế làm sao hắn có thể để cho phát nam tử ngăn cản được trong nháy mắt khi phát nam tử xuất hiện mũi nhọn ánh sáng trong tay vương lâm đã bắn ra xuyên qua mi tâm của đằng hóa nguyên một chiêu lấy mạng hoàn toàn đúng như lời hắn nói từ nay trở về sau hai nhà vương đằng tất cả ân oán đều xóa bỏ huyết mạch của nhà họ đằng đã biến mất trên thế gian tất cả hoàn toàn đoạn tuyệt hình bóng của phát nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn ngơ ngẩn nhìn vô số máu thịt trên mặt đất lại nhìn thấy thi thể của đằng hóa nguyên ngã xuống khi vừa mới xuất hiện ý niệm cầu sinh. Cuối cùng ánh mắt nhìn lên ngọn tháp đầu người cao ngập vào trong mây, lập tức cảm thấy ớn lạnh. Hắn không do dự, hai tay lập tức bấm pháp quyết. Đột nhiên từ trong túi trữ vật đang đeo bên dưới bay ra hai đạo ánh sáng xanh hồng. Thần sắc vương lâm vẫn như thường, nhìn chầm chầm vào phát nam tử, bình thản nói, ngươi đã đến chậm. Phát nam tử nhìn vương lâm, đột nhiên ngẩn người, lại cẩn thận nhìn vài lần thất thanh nói ngươi ngươi chính là tên đệ tử của hàng nhạc phái năm đó vương lâm nhìn phát nam tử một cái không nói cực cảnh thần thức phóng ra trong nháy mắt đã công kích đến trước người phát nam tử hai đạo ánh sáng xanh hồng tự động bao bọc ở bên người hắn tạo thành một vách phòng ngự trong nháy mắt khi cực cảnh thần thức hạ xuống hai luồng sáng xanh hồng nhanh chóng lóe lên cuối cùng cũng chống cự được nhưng ánh sáng lộng lẫy của chúng đã không còn trở nên vô cùng ảm đạm. Phát Nam tử biến sắc. Hắn không chút do dự, cắn đầu lưỡi, phun ra một nguồn máu tươi, rơi trên hai vòng sáng xanh hồng. Sau đó, chỉ vào người vương lâm, Phát Nam tử hét lên, đi. Ngay lập tức hai vòng tròn xanh hồng, bay đi như tên bắn. Ở bốn phía xung quanh chúng nó, từng tầng từng tầng không gian không ngừng bị xé rách. Tay phải vương lâm vung lên, cấm khí ở trong cấm phiên xuất hiện toàn bộ chúng hợp lại với nhau hóa thành một con cự long ngăn cản hai vòng sáng xanh hồng nhưng phẩm chất của hai vòng sáng xanh hồng rõ ràng là cực cao cấm khí chỉ có tác dụng giảm tốc độ của nó nhưng không thể ngăn cản được thế tấn công ánh mắt vương lâm lóe lên cực cảnh thần thức lại tuôn ra lúc này thần thức liên tiếp hóa thành những tia chớp rầm rầm bay tới nhưng mục tiêu của nó không phải hai vòng sáng xanh hồng mà là phát nam tử vẻ mặt phát nam tử đại biến ngay thời khắc nguy hiểm, một bàn tay to, đột nhiên từ bên trong hư vô thò ra, chọc lấy những tia chớp do cực cảnh thần thức hóa thành. Bàn tay khẽ vạn một cái, những tia chớp ngay lập tức bị vỡ vụn, tiêu tan sạch. Nhưng bàn tay kia, cũng lập tức trung lên. Từ trong hư vô, truyền đến một tiếng hừ nhỏ. Ngay sau đó, một người trung niên mặc quần áo sáng màu, cơ thể hơi mập, xuất hiện trước người phát nam tử. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm, ánh mắt ngẩn ra, nhưng lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ, nói, thì ra là ngươi. Nói xong, tay phải hắn vẫy lên kêu gọi, hai vòng sáng xanh hồng lập tức trở lại bên cạnh hắn, lượng vòng xung quanh. Sau khi nam tử trung niên xuất hiện, phát nam tử mới thở vào nhẹ nhõm, không lưng cung kính nói, tham kiến sứ giả đại nhân. Phát nam tử mặc dù cảm thấy an toàn hơn, nhưng trên da đầu lại mơ hồ có chút tê dại. Hắn không biết tia chớp màu hồng kia rốt cuộc là pháp bảo gì. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt khi tia chớp bay đến người, hắn có cảm giác giống như năm đó chiến đấu trong vực ngoại chiến trường, đứng giữa giữa sự sống và cái chết. Hắn không chút nghi ngờ, nếu sứ giả đại nhân không xuất hiện, thì bây giờ hắn đã trở thành một cái xác chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Lâm, ngoài vẻ sợ hãi thật sâu, còn ẩn hiện chút đáng tiếc. Ngươi không chết. Hơn nữa còn trong khoảng thời gian 400 năm ngắn ngủi, đạt đến tu vi như vậy, rất tốt. Giao nghịch thiên châu ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi. Sau đó ta để cho ngươi trở thành người đứng đầu triệu quốc, có được không? Nam tử trung niên nhìn chầm chầm vào vương lâm, chậm rãi nói. Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường. Tên này xuất hiện, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hơn nữa khi ở ngoài ngàn dặm, hắn cũng đã phát hiện ra tung tích của người này. Đó chính là sứ giả của thông thiên tháp, người của tứ cấp tu chân quốc về mặt tu vi thì theo vương lâm thấy tên này ngoại trừ là hóa thần kỳ thì không có khả năng nào khác nếu không phải hóa thần kỳ thì sao có thể tiêu diệt cực cảnh thần thức dễ dàng như vậy được còn về chuyện người này làm sao biết được vương lâm có nghịch thiên châu thì từ lúc hắn phục thù đã có suy xét cẩn thận cho nên khi hắn ở triệu quốc thần thức vẫn bao phủ toàn thân như vậy với thần thức có thể so với hóa thần kỳ của hắn chỉ cần không phải ở sát bên hoặc mặt đối mặt thì không ai có thể nhìn thấy diện mạo của hắn lại càng không có người nào có thể dùng thần thức thăm dò hắn được đó là nguyên nhân mà trong chín ngày hắn giết người đối phương từ đó đến giờ cũng không xuất hiện thật ra nam tử trung niên cũng có chút tâm tư trong khoảng thời gian này thần thức của hắn thường xuyên thăm dò trong biên giới của triệu quốc nhưng trước sau cũng không tìm ra được người thần bí giết chết cả nhà họ đằng Điều này làm hắn có chút khó hiểu. Trừ khi thần thức của đối phương có thể mạnh mẽ như hắn, nếu không, chuyện đó căn bản không có khả năng. Nhưng cũng cần phải biết, tu vi của hắn, tuy 400 năm nay cũng không tinh tiến, nhưng vẫn là hóa thần sơ kỳ. Với tu vi này, ở tại Triệu Quốc tuyệt đối không thể có người nào mạnh hơn được. Nhưng hắn cũng không thể biết được, tu vi của Vương Lâm là nguyên anh kỳ, nhưng thần thức lại đạt đến hóa thần hậu kỳ đừng nói là hắn mà ngay cả tên cự ma tộc to lớn năm xưa có tự thân đến đây dùng thần thức tìm kiếm cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra vương lâm những chuyện thế này trong tu chân giới cực kỳ hiếm gặp nói chung một kẻ thôn hồn ở trong sinh linh giới cũng chỉ có một mình vương lâm mặt khác còn có tia chớp màu hồng kỳ lạ vừa rồi nam tử trung niên tuy bề ngoài thì có vẻ ung dung tiếp nhận nhưng thực tế tia chớp màu hồng lại giống như ăn sâu vào trong xương tạo thành một chút thương tổn cho thần thức của hắn vết thương tuy không lớn nhưng đối với hắn mà nói cũng có chút hoảng sợ lúc này nhìn thấy đối phương xuất hiện ánh mắt vương lâm lóe lên hắn không nói nhiều lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một giọt máu một giọt máu màu vàng của cổ thần phát ra từng trận từng trận uy áp vương mổ chờ ngươi đã lâu rồi trong mắt vương lâm toát ra sát khí tay phải khẽ điểm lên trên giọt máu nó sôi trào lên ngay lập tức hóa thành một ký hiệu màu vàng rồi đột nhiên bay thẳng lên trời lúc này trên bầu trời phát ra những âm thanh ầm ầm từng luồng ánh sáng màu vàng từ trên trời chiếu xuống một người khổng lồ xuất hiện trong chùm sáng màu vàng trong nháy mắt khi hắn xuất hiện toàn bộ đất đai của triệu quốc có cảm giác hơi rung rung cả đất trời bị ánh sáng vàng rực bao phủ tất cả cỏ cây tất cả người thường và tu sĩ tất cả sinh linh cũng không tránh khỏi. Mặc dù thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, nhưng linh lực ở trong cơ thể lại tiêu hao một cách nhanh chóng. Trong nháy mắt khi người khổng lồ xuất hiện, Vương Lâm có chút khó khăn mà đưa tay lên chỉ vào người nam tử trung niên. Người khổng lồ gật đầu, ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Vương Lâm chỉ, giơ bàn tay to, nhẹ nhàng vung lên. Sắc mặt người nam tử trung niên lập tức biến đổi. Trong lòng hắn cảm thấy một mối nguy hiểm mãnh liệt hắn vội vàng chụp lấy phát nam tử đang đứng ngẩn người nhìn dị biến trên bầu trời, đưa lên chắn trước người. Cơ thể của phát nam tử không một tiếng động hóa thành tro bụi. Thậm chí ngay cả tay phải của nam tử trung niên, cũng tiêu tan trong nháy mắt. Nam tử trung niên rống lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng xanh. Hắn nhanh chóng rút lui, đồng thời tay trái xé túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản. Hắn không chút do dự bóc nát, một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện khi ngọc giản bị vỡ vụn, bao quanh nam tử trung niên. Sau đó, hắn biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Khi nam tử trung niên bỏ chạy, người khổng lồ trên bầu trời cũng từ từ tiêu tan. Cơ thể vương lâm khẽ rung, lập tức lấy đan dược trong túi trữ vật ra ăn vào. Thần thức đột nhiên mở rộng, truy tìm tung tích của nam tử trung niên. Một lúc sau, vương lâm nhướng mày lên, khí tức của tên kia đã biến mất ở triệu quốc nhớ lại lúc nãy đối phương bóp nát ngọc giảng vương lâm đoán ngọc giảng đó chắc là một cái truyền tống trận đưa đến nơi nào đó nên trong nháy mắt có thể đưa đối phương chạy đi một khoảng cách xa tứ cấp tu chân quốc có pháp bảo quả thật cao cường đúng là không thể tưởng được vương lâm thì thào tự nói hít một hơi thật sâu thật ra hắn đoán cũng có chút chính xác cái mà nam tử trung niên sử dụng chính là ngọc giảng chạy trốn của kỳ tông phái giao cho tất cả đệ tử quan trọng chỉ cần không vượt quá một phạm vi nhất định, thì có thể trong nháy mắt được đưa về tổng đàn môn phái. Cho dù ở bất kỳ nơi đâu, sứ giả đại nhân cũng bị vương lâm dọa mà bỏ chạy. Người khổng lồ phát ra ánh sáng màu vàng, hắn biết rõ, đó chính là thông thiên thuật của cự ma tộc. Quy lực của nó vô cùng khủng bố. Mặc dù là hắn, cũng không nắm chắc có thể chống lại được. Ở triệu quốc, hắn đã hai lần nhìn thấy thông thiên thuật. Và lần này, nhìn thấy vương lâm thi triển chính là lần thứ ba. Đối với những địch nhân như vậy, cho dù Tu Vi chỉ là Nguyên Anh Kỳ, hắn cũng thật sự không muốn trêu chọc. Vì vậy không cần suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt hắn liền lấy phát nam tử ra đỡ đòn, rồi bóp nát ngọc giản chạy thoát thân. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống điều tức. Rất lâu sau, hắn đứng thẳng người, tay phải vung lên. Tháp đầu người đằng da, bị hắn đưa lên cao, bay theo thân ảnh của hắn dưới dãy núi hàng nhạc trong thôn làng thời thơ ấu của vương lâm ngày hôm nay tất cả thôn dân trong làng sau khi bị một luồng gió lạ thổi qua thì tới tấp ngã xuống ngủ mê trên mặt đất sau đó tại ngôi nhà tổ họ vương một ngọn tháp đầu người đột nhiên dựng lên sừng sững dưới ngọn tháp vương lâm quỳ trên mặt đất dập đầu xuống đất vài cái từ khóe mắt hắn chảy xuống hai hàng lệ nóng hắn cứ ngơ ngẩn như vậy mà nhìn vào nhà tổ dần dần màn đêm buông xuống, Vương Lâm thở dài, tay phải vỗ lên tháp đầu người. Cái tháp cao chót vót lập tức hóa thành tro bụi, bị gió thổi bay đi. Thù lớn đã báo. Cha! Mẹ! Sau này, con sẽ đi trên con đường của mình. Vương Lâm lặng lẽ đứng lên, xoay người đi khỏi sơn thôn. Khi hắn đi khỏi, tất cả dân làng đều ồn ào tỉnh lại. Nhìn thấy trời đã tối, cả đám người tới tấp quỳ hết trên mặt đất xin thần tiên bảo hộ. Vương Lâm bay trên không trung. Văn thú đã bị hắn bỏ vào trong túi trữ vật. Không lâu sau, hắn tới một vách núi. Chỗ này, chính là nơi mà nhiều năm trước hắn đã bị ngã xuống. Nhìn vách núi, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống đất, ngơ ngẩn nhìn bầu trời. Giờ khắc này hắn có muôn vàng suy nghĩ. Tất cả những cảnh tượng 400 năm trước, đều hiện rõ trong đầu. Bây giờ, đàn gia đã bị diệt, hắn đã không còn vướng mắc gì nữa, tâm tình cũng có chút biến hóa. Vương Lâm hiểu rõ, mình đã không còn là người thường, mà đang bước lên con đường tu chân. Con đường đầy gian nan, đầy nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải kiên định bước đi. Qua 400 năm, hắn hiểu rõ, chỉ có sức mạnh mới là phương pháp duy nhất để bảo vệ chính mình. Mộng tưởng thời thiếu niên là trở thành tiên nhân, vào giờ khắc này, đã khết đại lên vô cùng. Còn tư đồ năm, thì chỉ khi nào tu vi của hắn đạt đến anh biến kỳ, tư đồ nam mới có thể từ nghịch thiên châu đi ra. Còn có vũ trụ mênh mông trong ký ức của cổ thần, với rất nhiều sinh mệnh hùng mạnh. Những thứ này, đều làm cho vương lâm rung động. Vương lâm đứng thẳng lên, đưa mắt nhìn ra rất xa. Trong mắt hắn ánh lên một thứ hào quang quái dị. Vào khoảng khắc này, suy nghĩ của vương lâm, đã có sự lột xác. Từ khi hắn còn nhỏ vì lấy thể diện cho cha mẹ mà bước vào tu chân giới, mãi đến khi cha mẹ chết, vì báo thù, phải tu tiên để giành lấy sức mạnh cường đại. Còn bây giờ, đại cừu đã báo, hắn vì giấc mộng của mình, vì muốn thật sự trở thành tiên nhân, phải chủ động theo đuổi tiên đạo. Vương Lâm hít sâu một hơi, búng thân nhảy lên, từ trên vách núi rơi xuống. Trong nháy mắt, đã đến động đá năm xưa. Sau khi nhìn thoáng qua, thân thể hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Trên phiêu miễu tông, Cao Khải Minh đang khoanh chân ngồi bế quan trong mật thất. Trước người hắn, có một gương đồng. Lúc này vẻ mặt của hắn có chút khó coi. Từ 200 năm trước, hắn đã tính được mình sẽ có một kiếp nạn lớn. Đáng tiếc là nó quá mơ hồ, với tu vi của hắn, cũng tính không ra rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, cảm giác đại nạn đang ập lên đầu càng ngày càng mạnh. Mãi đến khi gia tộc nhà họ đằng từng người một chết đi, hắn đột nhiên tính được cuộc đời của mình, chỉ còn 10 ngày. Nếu như trong 10 ngày mình không chết, thì kiếp nạn sẽ đổ ập lên đầu của cả phiêu Miểu tông. Hôm nay chính là ngày thứ 10. Cao Khải Minh cả đời tin tưởng thiên đạo. Điều này cùng với công pháp tu luyện của hắn có quan hệ rất lớn. Hắn hiểu rõ, ngày hôm nay mình nhất định phải chết. Nếu không, nguy hiểm sẽ đổ ập xuống cả phiêu Miểu tông cho nên nhiều ngày trước hắn đã bắt đầu thu xếp hậu sự của phiêu miểu tông lúc này hắn đã không còn gì phải lo lắng yên tĩnh ngồi bên trong mật thất hắn hít vào một hơi thật sâu nhìn bốn phía một chút để lưu lại kỷ niệm sau đó hắn giơ tay phải lên dứt khoát vỗ lên trán mình một dòng máu tươi từ trên miệng hắn chảy xuống hai mắt hắn đã trở nên mờ ảo dần dần cũng trở nên tối tăm vào giờ phút này hắn đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng 400 năm trước, hắn nhận lời thỉnh cầu của Đằng Hóa Nguyên, tìm kiếm một gia tộc của một đệ tử Trúc Cơ Kỳ. Trong đầu hắn đã hiểu được một chút, nhắm mắt lại, ngừng thở rồi chết. Vương Lâm đang ở bên ngoài một cổ truyền tống trận trong khe núi. Sau khi nhìn qua triệu quốc một lần cuối, mới mở trận pháp, trong nháy mắt đã biến mất khỏi triệu quốc. Mười ngày sau, một người thanh niên tướng mạo tà dị, đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài trận pháp. Hắn nhìn chầm chầm vào trận pháp, không nói nhiều mà tất bước đi vào ở một cái bình nguyên cách xa triệu quốc hơn trăm vạn dặm thân ảnh của vương lâm từ từ xuất hiện sau khi xuất hiện thần thức của hắn lập tức đảo quanh rồi lấy bản đồ ngọc giảng nhìn kỹ một lần sau đó cơ thể hắn khẽ động bay tới một cái truyền tống trận kế tiếp vương lâm biết ở phía sau mình chủ nhân của túi trữ vật đang truy đuổi không ngừng nếu không bỏ xa đối phương thì mình sẽ không thể nào an tâm tu luyện được vì vậy truyền tống trận bây giờ mới là mục tiêu của hắn cực phẩm linh thạch trong túi của vương lâm có rất nhiều cũng đủ cho hắn mấy lần sử dụng truyền tống trận sau nửa tháng vương lâm đã tới một cái truyền tống trận sau khi kiểm tra một lúc hắn mới đứng ở trong trận lấy ra một khối cực phẩm linh thạch đặt ở trên nhưng đúng lúc này đột nhiên ở phương xa có một đám mây đen bay đến đám mây từ từ biến đổi thành một người thanh niên tà dị ánh mắt người này âm u, nhìn chồng chọc vào Vương Lâm ở trong truyền tống trận. Trong lòng Vương Lâm cảm thấy trầm xuống, tốc độ của đối phương so với phán đoán của hắn trước đó còn nhanh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, thần thức Vương Lâm cũng không kiểm tra được tu vi của hắn. Một tia khí tức vô cùng nguy hiểm, lập tức bao phủ khắp bốn phía. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào cực phẩm linh thạch để mở truyền tống trận, phải cần một khoảng thời gian 10 lần hít thở nhưng bây giờ là thời khắc nguy hiểm vương lâm cũng không nói nhiều mà điên cùng vận chuyển linh lực trong cơ thể nhanh chóng từ dưới chân truyền vào trong trận pháp tốc độ mở truyền tống trận đột nhiên được tăng tốc cuối cùng trong nháy mắt khi người thanh niên tà dị đuổi đến trong trận pháp đột nhiên lộ ra một khe hở thân ảnh của vương lâm liền biến mất người thanh niên tà dị đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng hai tay hắn bấm quyết cơ thể đột nhiên phóng thẳng về phía trước khoảnh khắc khi vương lâm biến mất hắn cũng bước vào trong lỗ hổng của truyền tống trận sau đó cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì khiến cho truyền tống trận mở ra một lần nữa rồi biến mất bên trong lỗ hổng trong lúc vương lâm xuyên qua truyền tống trận cảm giác nguy hiểm lại càng mạnh hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cổ thần thức khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng của hắn giống như một cơn cuồng phong đang quét về phía mình điều đó khiến cho vương lâm hoảng sợ nhìn thấy nó sắp xông thẳng về phía mình mà cắn nuốt cực cảnh thần thức của Vương Lâm đột nhiên khẽ động, hóa thành một tia chớp màu đỏ lớn nhất từ trước đến nay, ầm ầm đâm thẳng về phía đối phương. Đạo thần thức kia chịu một kích của cực cảnh, không khỏi chậm lại một chút. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện ánh sáng, Vương Lâm giống như một tia chớp từ trong chùm sáng lao ra ngoài. Sau khi xuất hiện hắn không nhịn được phun ra một nguồn máu. Phân thân hóa thành nguyên anh bên trong cơ thể, lập tức trở nên uể oải, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể tán loạn nhưng vương lâm không dám dừng lại trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đến khi xuất hiện đã ở ngoài cả trăm dặm ngay sau đó hắn không tiếp tục bỏ chạy mà nâng tay phải lên từ trên tay hắn bay ra một sợi tơ nhỏ màu đỏ vương lâm biết rõ cho dù có chạy thế nào cũng không thể bằng tốc độ của đối phương hơn nữa bây giờ nguyên anh tinh khí ở trong cơ thể hắn hao tổn quá nhiều nếu như cứ tiếp tục, khỏi cần đối phương ra tay, chính hắn sẽ nổ tung ra mà chết. Vì vậy hắn lợi dụng thời gian thuấn di bay đến chỗ này, nhanh chóng lấy ra sợi tơ thiên kiếp. Đây là pháp bảo có uy lực mạnh nhất của hắn bây giờ. Trong nháy mắt khi lấy ra thiên kiếp, Vương Lâm lại lôi ra một bình đang dược trong túi trữ vật, rồi đổ tất cả vào miệng. Lúc này, người thanh niên tà dị đã lặng lẽ xuất hiện ở trước người Vương Lâm mười trượng, nhìn chầm chầm vào sợi tơ thiên kiếp trong tay Vương Lâm, vẻ mặt âm trầm. Thiên kiếp lực. Không ngờ ở cái tinh cầu tu chân nho nhỏ vứt đi, lại có pháp bảo đẳng cấp như vậy. Người thanh niên tà dị nhìn chầm chầm vào sợi tơ trong tay Vương Lâm, chậm rãi nói. Vương Lâm từ nãy đến giờ vẫn nhìn đăm đăm vào đối phương. Đợi đến khi người này nhìn thấy sợi tơ thiên kiếp liền xuất hiện một chút do dự, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Nếu đối phương tỏ vẻ thờ ơ hoặc không coi thiên kiếp lực vào trong mắt, thì Vương Lâm chỉ có thể tiến vào trong không gian nghịch thiên, để tìm chỗ lánh nạn. Mặc dù đây cũng chẳng phải biện pháp tốt. Lúc này, trong lòng người thanh niên tà dị cũng có chút bực bội. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới có thể nhìn thấy thiên kiếp lực ở nơi đây. Nếu như Tu Vi vẫn còn ở giai đoạn hưng thịnh, thì cho dù gặp phải thiên kiếp lực, hắn nắm chắc 10 phần, có thể hủy diệt nó. Nhưng bây giờ hắn chỉ khôi phục lại được ba thành Tu Vi, tương đương với anh biến sơ kỳ mà thôi như vậy đối với thiên kiếp lực hắn tuy cũng có thể chống đỡ được nhưng cuối cùng thì tu vi cũng sẽ giảm xuống một lần nữa nếu một ngày nào đó rớt khỏi anh biến kỳ hắn chỉ có thể ở lại tìm một chỗ bế quan dưỡng thương không có cách nào rời khỏi tinh cầu này bởi vì tiêu chuẩn thấp nhất để sử dụng tinh la bàn là anh biến kỳ cái này cũng không chủ yếu lắm mà quan trọng là vừa rồi ở trong truyền tống trận hắn cảm nhận được một sức mạnh khiến cho tâm thần hắn chấn động sức mạnh đó hắn vô cùng quen thuộc. Thanh niên tà dị hừ nhẹ một tiếng, không nhìn thiên kiếp lực, ánh mắt nhìn vương lâm, hét lên, tiểu bối. Đưa túi trữ vật ra đây, chuyện này coi như xong. Cái tiền bối muốn, có phải là cái này không? Ánh mắt vương lâm ngưng trọng, nhìn chầm chầm vào tên kia, rồi móc túi trữ vật từ trong ngực ra. Ánh mắt người thanh niên tà dị chuyển đến cái túi, gật đầu nói, không sai. Ném qua đây. Vương Lâm có chút do dự. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Mặc dù, hắn muốn đối phương rời xa chỗ này, hoặc cũng phải chờ hắn rời khỏi chỗ này một khoảng cách nào đó mới đưa túi trữ vật ra. Nhưng cũng vô ích, nếu như đối phương thật sự muốn đuổi theo, thì sẽ rất dễ dàng. Trầm mặt trong giây lát, Vương Lâm quyết định ném túi trữ vật ra. Thanh niên tà dị bắt lấy túi trữ vật, đảo thần thức qua, vẻ mặt hơi dịu lại. Hắn nhìn Vương Lâm, không thấy được vẻ mặt là vui hay giận. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào đối phương, đưa sợi tơ thiên kiếp ra trước người, rồi chậm rãi nói, tiền bối. Túi trữ vật tiểu bối đã trả lại. Tại hạ cáo từ. Nói xong, hắn cẩn thận lui ra phía sau. Thanh niên tà dị nhìn Vương Lâm, trong mắt lóe lên vẻ quỷ dị. Ngay lập tức hai đạo ánh sáng năm màu, từ trong đôi mắt bay ra như tên bắn, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng được, vọt thẳng về phía Vương Lâm vương lâm rất cẩn thận hắn dường như chẳng chút do dự cực cảnh thần thức từ trong mắt lập tức bay ra va ba chạm với luồng sáng năm màu của đối phương ngay sau đó vương lâm phun ra một nguồn máu cực cảnh thần thức hóa thành tia chớp vỡ vụn bên dưới luồng sáng năm màu cùng lúc đó thân thể vương lâm lập tức lui lại trong nháy mắt vỗ vào túi trữ vật lấy cấm viên cầm trong tay sau đó tay phải hắn vung lên đánh ra một đạo cấm chế vào cấm phiến Lúc này, thanh niên tà dị kia sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, dừng tay. Tiểu hữu, đừng kích động. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng lui ra sau vài bước, nhìn cấm phiên chầm chầm, trên mặt lộ ra sự hoảng sợ. Hắn cười khổ trong lòng. Một sợi tơ thiên kiếp, có thể làm cho tu vi của hắn giảm mạnh, nhưng cùng lắm hắn cũng chỉ bế quan hơn nghìn năm mà thôi. Nhưng hắn vừa nhìn thấy lá cờ trong tay Vương Lâm, mới lập tức hiểu rõ, vì sao tên tiểu bối trước mặt lại có thiên kiếp lực tuy hắn không nhận ra lá cờ nhưng liếc mắt cũng có thể nhìn thấy đây là loại pháp bảo có thể làm vật dẫn cho thiên kiếp loại pháp bảo này trong túi trữ vật của hắn cũng có vài cái hắn biết rõ nó có thể khơi ra sức mạnh của thiên kiếp lúc này nếu dây dưa vào tên tiểu bối kia thì có thể hắn không chỉ hạ thấp tu vi mà rất có khả năng từ nay về sau sẽ không thể khôi phục tu vi được nữa khóe miệng vương lâm vẫn còn dính lại vài vệt máu. Hắn nhìn chầm chầm vào nam tử tà dị. Bây giờ chỉ cần tâm hắn khẽ động, thì đạo cấm chế cuối cùng sẽ rơi xuống cấm viên. Đến lúc đó thì cho dù pháp bảo bị hủy cũng sẽ hấp dẫn thiên kiếp, tất nhiên có thể dùng cấm viên có chút thành tựu này để làm vật dẫn cho thiên kiếp đánh lên người tên kia. Tại hạ đã trả lại túi trữ vật. Thậm chí cũng chẳng động đến một cái gì. Nhưng sao tiền bối lại lật lọng? Vương Lâm nhìn chầm chầm vào đối phương, chậm rãi nói. Thanh niên tà dị có chút trầm mặt, đột nhiên nói, ti chớp màu đỏ ngươi vừa sử dụng, là cực cảnh sao. Giọng nói của hắn cũng không chắc chắn lắm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong lòng lại dâng lên ngọn sóng lớn. Hắn nhìn đối phương, không nói gì. Thanh niên tà dị nhìn chầm chầm vào Vương Lâm, nói, chắn chắn đúng rồi. Vừa rồi ngươi dùng chính là cực cảnh lúc này trong lòng hắn cũng có cảm giác vô cùng phức tạp vương lâm gây cho hắn liên tiếp những nỗi khiếp sợ trên tinh cầu vứt đi này có thiên kiếp chi lực đã là chuyện khó tin mà người này không chỉ có nó còn có pháp bảo dẫn phát thiên kiếp thậm chí lại còn xuất hiện cực cảnh ti chớp cực cảnh làm sát khí của hắn tiêu tán ngay lập tức thanh niên tà dị hít vào một hơi thật sâu trong mắt lộ ra vẻ cổ quái vẻ mặt vương lâm như thường ánh mắt bình tĩnh trầm mặt một lúc lâu, hắn nói, tiền bối nếu không còn chuyện gì khác, vãn bối xin cáo từ. Nói xong, hắn cẩn thận lui ra phía sau, nếu có bất cứ hành động nào, hắn sẽ dẫn phát thiên kiếp không chút do dự. Thanh niên tài dị có chút do dự, nói, cực cảnh của ngươi. Chẳng lẽ không muốn đột phá bình cảnh sao? Vương Lâm đứng khựng lại, nhìn về phía đối phương. Thanh niên tà dị lại có chút do dự, sau đó thở dài, nói, mà thôi tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ cực cảnh là một loại sức mạnh cực đoan nếu muốn đột phá sức mạnh này thì rất khó cực kỳ khó nhưng cũng không phải không có biện pháp vương lâm vẫn đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn trong mắt thanh niên tài dị lộ ra vẻ tán thưởng đột nhiên hai mắt lóe lên ánh sáng năm màu từ từ bắn ra từ mắt hắn trở thành một quả cầu năm màu lơ lửng trong lòng bàn tay vương lâm lúc này cảnh giác đến cực điểm nhìn chầm chầm vào quả cầu năm màu. Thanh niên tà dị nhìn xuống quả cầu năm màu, những ý nghĩ phức tạp cuồn cuộn trong lòng. Hắn có chút trầm mặt, và chán nản nói, ngươi dùng thần thức kiểm tra thử xem. Vương Lâm hơi trầm ngâm, đảo thần thức qua, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, hắn cảm thấy do dự, nói, đây là. Hắn ở trong quả cầu năm màu nhìn thấy một tia cực cảnh. Phát hiện này, làm nội tâm hắn chấn động. Thanh niên tà dị hít thở thật sâu, chậm rãi nói, phát hiện được gì không? Quả cầu năm màu này, ở tinh cầu quê hương ta, được gọi là cực cảnh ngũ sắc. Vốn nó cũng không phải của ta, mà của một người bạn tốt tặng ta trước khi chết. Vương Lâm hít mạnh vào một hơi, ánh mắt chớp động nhìn vào quả cầu ngũ sắc. Thanh niên tà dị nắm chặt tay phải lại, quả cầu ngũ sắc biến mất. Hắn nhìn qua Vương Lâm, nói, cực cảnh chia thành rất nhiều loại cụ thể là có bao nhiêu thì không người nào biết được nếu gom tất cả tu sĩ có cực cảnh trong liên minh tu chân cũng không có nhiều nên ta cũng không thể nhìn ra được thuộc tính cực cảnh của ngươi được nhưng ta biết dù loại cực cảnh nào cũng có cực hạn của nó một khi đến mức cực hạn thì rất khó đột phá ngừng lại một chút hắn nói tiếp ta biết một phương pháp có thể làm cực cảnh thần thức đột phá đó là trong những tinh cầu tu chân mỗi một tinh cầu của lục cấp tu chân quốc sau khi được phong tước sẽ được mấy lão thủ lĩnh trong liên minh tu chân cùng nhau tế thiên khi đó thiên uy tự động ngưng tụ mà tạo thành trấn quốc chi bảo của lục cấp tu chân quốc nếu tu sĩ nào nhận được bảo vật này thì chắc chắn sẽ có được xác suất phụ trợ để đột phá cực cảnh thần thức sắc mặt vương lâm trở nên khó coi trấn quốc chi bảo của lục cấp tu chân quốc rõ ràng là vật hắn không thể có được thanh niên tà dị nói xong nhìn vương lâm thật kỹ, rồi vỗ vào túi trữ vật. Từ bên trong lấy ra một la bàn màu đen to bằng lòng bàn tay. Sau đó hắn đưa tay vỗ lên mặt trên, la bàn lập tức trở nên to lớn, lơ lửng giữa không trung. Từ la bàn chiếu xuống những chùm sáng êm dịu. Nếu sau này ngươi có thể giành được tu tinh chi tinh, có tư cách rời khỏi tinh cầu vứt đi này, thì tới ngũ hành tinh tìm ta. Tên ta là Nạp Đa. Nói xong, người này bay lên không, chậm rãi biến mất trong la bàn ngay sau đó la bàn nhanh chóng xoay tròn từ từ một tia chớp lóe lên một cái hắc động tối đen xuất hiện giữa không trung không một tiếng động bên trong hắc động là một khoảng bầu trời lấp lánh dày đặc sao rất đẹp la bàn chuyển động bay vào trong cái lỗ đen sau đó nó nhanh chóng thu hẹp lại rồi biến mất không một tiếng động đối với chuyện người này không truy cứu túi trữ vật trong lòng vương lâm thầm kêu may mắn bất kể là cấm phiên hay sợi tơ thiên kiếp, đều là pháp bảo cuối cùng của hắn. Đặc biệt là sợi tơ thiên kiếp, không phải chuyện bất đắc dĩ, hắn thật sự luyến tiếc không dám sử dụng. Hắn nhìn hắc động biến mất trên không trung, cảm thấy máu nóng trào dân. Thời thiếu niên, hắn mong muốn được bay lên trời cao. Nhưng bây giờ, hắn muốn có tư cách di chuyển giữa các hành tinh. Vương Lâm hít thở sâu rồi xoay người rời khỏi. Tu tinh chi tinh của lục cấp tu chân quốc, rõ ràng không phải thứ mà hắn bây giờ có thể đoạt được. Mặc kệ lời nói của thanh niên tà dị là thật hay giả, thì đây cũng là một manh mối. Nếu như mình có thể lấy được nó, thì hắn cũng không ngại thử một lần. Nhưng việc hắn muốn làm bây giờ là làm thế nào để đạt đến Hóa Thần Kỳ? Hóa Thần Kỳ chính là trạm kiểm soát để tam cấp tu chân quốc lên tứ cấp, độ khó là rất lớn. Phải biết rằng toàn bộ tinh cầu Chu Tước, số lượng tam cấp tu chân quốc rất nhiều, nhưng tứ cấp tu chân quốc lại chỉ có không tới 20 cái. Con số này có thể chứng minh mức độ khó khăn khi tiến lên hóa thần kỳ. Muốn tu vi thăng cấp lên hóa thần, thì linh lực và hoàn cảnh của tam cấp tu chân quốc rõ ràng không thể thỏa mãn được yêu cầu. Mục tiêu của Vương Lâm là tìm một tứ cấp tu chân quốc để tiến lên hóa thần kỳ. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra bản đồ ngọc giảng. Sau khi nhìn một lúc, thì để ý đến một cái tứ cấp tu chân quốc của liên minh ngũ phái có khoảng cách gần nơi đây nhất nửa tháng sau biên giới của liên minh ngũ phái đã xuất hiện trước mắt ở khu vực biên giới có một màn ánh sáng phòng ngự đây là một trong những sự khác nhau của tứ cấp tu chân quốc và tam cấp tu chân quốc màn sáng này có tác dụng ngăn cản bất cứ người nào ở bên ngoài đi vào vương lâm đi lại sát bên màn ánh sáng nhìn một lúc sau đó tay phải khẽ động đánh ra một đạo cấm chế tàn ảnh đụng vào màn sáng ngay lập tức trên màn sáng rồi lập xuất hiện một lỗ hổng. vương lâm không chần chừ chui vào sau khi vương lâm đi vào tứ cấp tu chân quốc hắn không phi hành mà giả làm người bình thường đi bộ trên đường nhìn quang cảnh lạ lẫm ở bốn phía vương lâm hít vào một hơi thật sâu đột phá nguyên anh tiến vào hóa thần thì chẳng có thứ công pháp nào có tác dụng đối với đan dược thì trừ khi có thể lấy được lục phẩm trở lên nếu không sẽ chẳng có bất kỳ tác dụng nào muốn đạt đến cảnh giới hóa thần cần phải hiểu được thiên đạo lĩnh hội được một loại ý cảnh thuộc về mình đây cũng là phương pháp duy nhất vì hiểu được điều này nên khi vương lâm đến tứ cấp tu chân quốc cũng không có suy nghĩ gia nhập vào bất kỳ môn phái nào dù sao nếu không thể thật sự trở thành đệ tử quan trọng của môn phái thì đối với mục đích tiến lên hóa thần không có tác dụng lớn mà nếu muốn trở thành đệ tử hạch tâm môn phái, thì quá khó. Vương Lâm không muốn lãng phí thời gian ở phương diện này. Căn cứ vào những hiểu biết của hắn đối với việc tu chân trong 400 năm qua, và kinh nghiệm giao đấu với những tu sĩ hóa thần kỳ. Vương Lâm biết rõ, nếu muốn đột phá Nguyên Anh, quan trọng nhất phải hiểu được thiên đạo. Vương Lâm tự mình giết chóc, hai tay đẫm máu, trong lòng căn bản chẳng có nửa điểm liên quan đến cảm nhận thiên đạo. Hắn có dự cảm, nếu vẫn tiếp tục như vậy thì nếu muốn đột phá nguyên anh sợ rằng cả đời này cũng chẳng có hy vọng trên thực tế thì tu vi bây giờ của vương lâm cũng không thật sự là nguyên anh kỳ bản tôn của hắn vẫn bị vây vào trong bình cảnh chẳng qua phân thân của hắn thành công đạt đến nguyên anh sơ kỳ mà thôi đi trên đường thân thể của vương lâm từ từ có chuyển biến bản tôn ẩn vào trong rơi vào trạng thái ngủ say mà phân thân lại dần lộ ra bên ngoài Đối với cực cảnh, Vương Lâm đã hiểu rất rõ. Hắn không muốn cưỡng ép cực cảnh đột phá, cũng không muốn ỷ lại vào nó. Theo hắn thấy thì cực cảnh chẳng qua cũng chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi. Bây giờ cấp bậc của pháp bảo không đủ, không thể gây ra nguy hiểm với tu sĩ hóa thần kỳ. Nếu muốn thăng cấp pháp bảo, thì phải có một cái thiên tài địa bảo hiếm có, ví dụ như Trấn Quốc chi bảo tu tinh chi tinh của lục cấp tu chân quốc. Sau khi dứt khoát vứt bỏ cực cảnh, Vương Lâm chuẩn bị lấy trạng thái phân thân để bước lên con đường tu chân. Nếu có một ngày phân thân đạt đến anh biến kỳ, như vậy có lẽ sẽ có cơ hội chiếm được tu tinh chi tinh. Đến lúc đó, dựa vào phương pháp của nạp đa, cực cảnh sẽ có cơ hội đột phá. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, loại bỏ cực cảnh ra khỏi đầu. Hắn biết, chuyện quan trọng nhất của mình bây giờ là cảm ngộ được thiên đạo. Mà nửa cuộc đời trước của hắn, thật sự dết chóc quá nhiều. Nửa cuộc đời đó hoàn toàn tàn khuyết. Nếu muốn thật sự cảm nhận thiên đạo, hắn nhất định phải làm lại từ đầu, trở thành một người phàm nhân. Nếu muốn hóa thần, trước tiên phải hóa phàm. Trong lúc vô tình, cõi lòng của Vương Lâm dần dần thay đổi. Hắn mơ hồ hiểu ra. Chỉ có điều nó lại giống như một tia chớp xẹt qua trong đầu, nhanh đến mức Vương Lâm khó có thể nắm bắt ngay được. Hắn hơi suy nghĩ một chút, rồi lại bật cười tu vi trong cơ thể tan ra như hoa tuyết dưới ánh nắng cuối cùng cả người hắn nhìn qua giống như một người phàm nhân bình thường trong mắt vương lâm toát ra ánh sáng kỳ dị hắn thuận tay bứt một lá cây ở ven đường bỏ vào miệng cảm nhận được vị chắc bên trong rồi dần dần đi về phương xa lãnh thổ của tứ cấp tu chân quốc rất rộng lớn hơn gấp mấy lần so với triệu quốc nên tu sĩ cũng rất đông cũng giống như vậy số lượng phàm nhân cũng đạt đến một con số khổng lồ Vương Lâm đi trên đường, nhìn thấy người thường qua lại đều mang theo hành lý trên lưng. Chỉ riêng hắn chẳng có gì, vì vậy bị người ta chú ý, Vương Lâm suy đi tính lại một lúc liền bẻ cành cây ở hai bên đường, tự tay đan thành một cái gùi, rồi đeo lên lưng. Sau đó, hắn hái một đống lớn lá cây, ném vào trong. Đi trên đường vài canh giờ, hắn thấy rất nhiều võ giả bình thường, cưỡi ngựa, hò hét phóng qua những người này cũng chẳng thèm để ý đến Vương Lâm đang đi trên đường. Mỗi lần có ngựa chạy qua, thì sẽ tạo ra một đám bụi đất. Vương Lâm cũng không thèm để ý, phủi phủi bụi bặm ở trên người xuống, rồi tiếp tục cất bước. Chẳng qua lần này hắn vừa đi được một đoạn không xa, đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng hét lớn, tránh đường. Cùng lúc này, một cơn cuồng phong từ phía sau đánh tới, Vương Lâm hơi nghiêng người, thấy một con tuấn mã đen bóng, gần như áp sát vào người hắn rồi phóng qua. Ngay sau đó, lại có rất nhiều tuấn mã, ầm ầm phóng tới. Trong đám đó có một con sắp đâm vào vương lâm. Đúng lúc này, tráng hán ngồi trên ngựa lập tức kéo cương. Chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí dồn dập. Con ngựa dơ cao hai chân trước, chạy lệch qua bên cạnh. Sau khi chạy lên trước vài bước, con ngựa mới ngừng lại, tráng hán kia trừng to mắt, vung roi ngựa trên tay, giống như muốn vụt vào đầu vương lâm, rồi hét lên, ngươi mù hay sao thế vương lâm nhướng mày nhưng khi cái roi kia vung xuống một người đàn ông trung niên ở bên cạnh thúc ngựa chạy lên vung tay nắm lấy roi ngựa bất mãn nói trương tam ngươi muốn thể hiện uy phong sao tráng hán kia hừ nhẹ thu roi ngựa về nhìn vương lâm một cái thật hung tợn rồi giật cương ngựa chạy đi người đàn ông trung niên cũng chẳng thèm nhìn đối phương một cái xoay người nhìn vương lâm ông quyền nói tiểu ca vừa rồi làm cậu hoảng sợ ta có chuyện quan trọng xin thứ lỗi vương lâm đang nghe truyện trên tv audio cv lắc đầu nói không sao nói xong hắn lại phủi đất trên người xuống trong mắt vị đàn ông trung niên tỏ ra kinh ngạc hắn thấy vương lâm cũng chỉ là một người bình thường không có vết thích của người luyện võ nhưng sự can đảm của người này lại có chút hơn người người đàn ông trung niên nhìn kỹ vương lâm một lượt cười nói tại hạ là lữ hưng con đường này chỉ có một phương hướng là kinh thành không biết tiểu ca đây muốn đi kinh thành làm gì nói xong hắn đưa mắt nhìn cái gùi sau lưng vương lâm cảm thấy kỳ lạ nói tiểu ca là thầy thuốc sao vương lâm cũng không giải thích mà gật đầu người đàn ông trung niên mỉm cười lại ôm quyền rồi xoay người lên ngựa tay trái vỗ lên lưng ngựa khiến nó hí lên một tiếng không phải chạy về phía trước mà phóng về phía sau vương lâm ngoảnh lại nhìn ở sau 10 dặm, có một đội xe ngựa, đang chậm rãi tiến lên. Nửa canh giờ sau, đội ngũ xe ngựa kia mới xuất hiện phía sau Vương Lâm. Bốn phía xe ngựa có cả trăm tên đại hán cởi tuấn mã. Đám người này hai mắt lấp lánh tinh quang, huyệt thái dương nhô cao, rõ ràng đều là cao thủ trong chốn võ lâm. Lữ Hưng đang ở bên một chiếc xe ngựa, thò đầu vào nói chuyện với người ngồi bên trong. Con đường cũng không rộng, nên sau khi nhìn thấy xe ngựa, Vương Lâm phải đứng lại ở ven đường. Khi đoàn xe ngựa đi qua bên cạnh Vương Lâm, có bốn đại hán đi đến giữ hắn đứng ở bên ngoài. Lúc này Lữ Hưng mới quay đầu lại nhìn Vương Lâm. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, khẽ kéo cương, dừng lại. Đợi Vương Lâm đi tới, hắn ôm quyền nói, tiểu ca. Đối với chứng trúng gió độc, cậu có thuốc chữa không? Vẻ mặt Vương Lâm rất bình tĩnh. Hắn biết đối phương tưởng mình làm nghề thầy thuốc với bản tính của hắn, cũng không để ý đến những chuyện này. Nhưng lòng hắn khẽ động, nếu muốn đột phá Nguyên Anh Kỳ, phải cảm nhận thiên đạo, có lẽ đây là một cơ hội tốt để gia nhập vào thế giới phàm nhân. Nghĩ vậy, Vương Lâm nói, có bệnh nhân sao? Người đàn ông trung niên hơi do dự, gật đầu nói, có một nha hoàng bị bệnh. Nơi đây còn cách kinh thành 7 ngày đường, đại phu đi theo cũng đã bốc thuốc, nhưng không thuyên giảm. Vương Lâm nhìn đoàn xe ngựa, nói, để ta lên xem bệnh nhân lữ hưng cười khổ nói tiểu ca trong người cậu có thuốc chữa không nếu không có thì khỏi cần xem cũng được đúng lúc này trong xe ngựa truyền đến giọng của một ông già lữ hưng cứ để hắn đến xem đi người hành nghề y trong thiên hạ cũng không chừng hắn có phương pháp lữ hưng vội vàng vâng lệnh từ trên lưng ngựa nhảy xuống nói với vương lâm tiểu ca làm phiền rồi Vương Lâm đi theo Lữ Hưng, đến bên cạnh xe ngựa. Đúng lúc muốn leo lên, thì lão già trong xe lại ho khan một tiếng. Lữ Hưng lập tức tiến lên ngăn cản, ấy nấy nói, tiểu ca, cứ như thế này mà xem, khỏi cần lên xe. Vương Lâm nhướng mày. Hắn dùng thần thức đảo qua đã sớm biết được trong xe có ba người. Ngoại trừ một ông già, thì có hai thiếu nữ. Từ cách ăn mặc, thì rõ ràng là hai người chủ tớ. Người bị bệnh, căn bản không phải là nha hoàng mà là người chủ dưới thần thức của vương lâm vị tiểu thư kia cũng không phải trúng gió độc rõ ràng máu huyết trong người có một luồng khí màu xanh chứng tỏ nàng bị trúng một loại độc nào đó đưa tay ra đây vương lâm nói thiếu nữ trong xe hơi do dự vương cánh tay ngọc từ trong màn xe ra vương lâm nắm lấy cổ tay một lúc lát sau hắn lấy trừ trong gùi ở sau lưng ra một nhành cây linh lực trong cơ thể khẽ động xoay chuyển một vòng ở trên rồi rút vào lại cơ thể đưa cành cây cho lữ hưng vương lâm nói dùng để uống ngày mai sẽ khỏi lữ hưng cảm thấy quái lạ nhìn cành cây trong tay rõ ràng đây chỉ là một cành cây hết sức bình thường hắn cười khổ thầm nghĩ mình nhìn lầm người người này cũng không phải thầy thuốc gì cả rõ ràng chỉ là một tên điên mà thôi nếu không cũng chẳng cần người đưa lá cây làm thuốc cái này thật sự là thuốc thì hai bên đường đầy lá cây tha hồ hái một bó to hắn đang muốn thuận tay ném cành cây xuống lúc này đột nhiên rèm xe ngựa được vén lên một lão già vẻ mặt đầy nếp nhăn vương người đoạt lấy cành cây trong tay lữ hưng cẩn thận nhìn một hồi lâu vẻ mặt biến đổi thất thanh nói bách niên thụ diệp hắn hít một hơi thật sâu ánh mắt nhìn về phía vương lâm đầy vẻ khó tin vội vàng cung kính nói không biết dùng để ăn thì có gì kiên kỵ không vương lâm như cười như không nói ăn sống là được lão già vội vàng gật đầu sau khi đánh ánh mắt về phía lữ hưng mới kính cẩn lui vào trong xe lữ hưng dùng ánh mắt cổ quái nhìn vương lâm cười khổ nói tiểu ca cậu cũng muốn đi kinh thành hay là cùng đi với chúng tôi được không vương lâm mỉm cười nói ta muốn một con ngựa lữ hưng nghe vậy thì lập tức hét lớn tôn lão nhị đem ngựa của ngươi lại đây một người thanh niên hơn 20 tuổi ở bên cạnh, vẻ mặt khổ sở, quay ngựa lại, rồi nắm cương chạy đến. Sau khi nói vài câu, lại xoay người bỏ đi. Vương Lâm nhìn con ngựa thấy nó rất đẹp, hai mắt như có linh tính. Hắn đưa tay vuốt ve, con ngựa liền liêm diêm đôi mắt cảm giác rất thích thú. Cảnh tượng trước mặt khiến cho Lữ Hưng phải sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy con ngựa có vẻ mặt như thế. Tay trái Vương Lâm đặt lên lưng nó rồi nhảy lên lữ hưng vội vàng bám theo phía sau vừa nói chuyện với vương lâm vừa đưa mắt nhìn về xe ngựa vương lâm cưỡi trên lưng ngựa ánh mắt bình thản nhìn ra bốn phía một cái cảm giác chưa hề có chợt xuất hiện trong lòng vào lúc này linh lực trong cơ thể hắn tự động lưu chuyển linh lực giống như bị một thứ gì đó ở bên ngoài kích thích trở nên cuồn cuộn lúc này nếu tu sĩ có đại thần thông ở đây chắc chắn sẽ phải khiếp sợ bởi lúc này bên ngoài thân thể vương lâm có một làn hơi thở màu đỏ. Hơi thở dày đặc nhưng không hề tản ra, cứ ngưng tụ xung quanh cơ thể vương lâm rất lâu không tiêu tán. Cái làn sương mù màu đỏ đó, chẳng cần phải nói con người mà cho dù là phần lớn tu sĩ cũng không thể nào nhìn thấy. Nó chính là sát khí của Vương Lâm sinh ra trong 400 năm qua, sau khi đã giết không biết bao nhiêu người mà tích tụ lại thành lệ khí. Cuối cùng khi số lượng người bị chết trong tay hắn càng ngày càng nhiều liền hóa một thứ sát khí khiến bất cứ một vị tu sĩ nào cũng phải kinh hãi. Thứ sát khí này một khi có thể sử dụng được nó thì không cần phải chiến cũng có thể khuất phục được người, chẳng khác gì pháp bảo. Thậm chí trong lúc luyện chế pháp bảo có thể trộn thêm một chút, chắc chắn uy lực của pháp bảo cũng phải tăng lên. Một cơn gió nhẹ thổi tới quanh người Vương Lâm. Hắn không tự chủ được hít một hơi thật sâu, hai mắt liền trở nên sáng ngời hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng linh lực trong cơ thể như đang có một sự biến hóa vi diệu sự biến hóa diễn ra hết sức nhỏ bé nhưng lại ẩn chưa một thứ lực lượng thần kỳ lúc này sát khí màu đỏ quanh thân thể vương lâm có một bộ phận nhỏ chợt bay ra hóa thành một tia khí màu hồng chui vào trong cơ thể vương lâm dung hợp với linh lực của hắn dần dần trên quãng đường đội xe từ từ di chuyển linh lực bốn phía càng lúc càng nhiều dưới bầu không khí tràn ngập linh lực tất cả các con ngựa cùng hí lên liên tục. Thậm chí ngay cả cặp mắt của những người luyện võ cũng trở nên sáng ngời. Bọn họ không biết vì sao nhưng trong cơ thể lại có một luồng chân khí chợt dâng lên. Nó lưu chuyển bên trong khiến cho mỗi người cảm thấy hết sức thoải mái. Một lúc sau, linh lực trong cơ thể Vương Lâm từ từ trở lại bình thường. Linh khí bốn phía chậm chậm biến mất. Những người bình thường tu luyện võ thuật đều tỉnh lại, ánh mắt có phần khó hiểu nhỏ giọng nói chuyện với nhau về cái cảm giác khó tin vừa rồi. Đoàn xe vẫn tiếp tục đi cho đến khi màn đêm phủ xuống. Lúc này, đoàn xe được xếp thành một vòng tròn, trú chân trên quan đạo. Một số nữ tử từ trên xe ngựa đi xuống, nhanh chóng chuẩn bị một ít thực vật để nấu ăn. Thi thoảng, một vài đôi mắt đẹp lại liếc nhìn về phía vương lâm, cười duyên một cái. Thực ra cũng chẳng thể trách được đám con gái đó không kiềm chế được phải liếc mắt nhìn Vương Lâm. Lúc này, trong mắt các nàng, Vương Lâm tỏa ra một thứ mị lực không thể tả được. Tuy tướng mạo của hắn bình thường, nhưng toàn thân lại có một sự phóng khoáng. Vương Lâm dựa người vào một gốc cây đại thụ, đưa mắt nhìn nắm bầu trời. Tâm trạng hắn suốt 400 năm qua chưa có một giây phút nào được bình thản. Những ánh sao đêm tỏa một chút ánh sáng xuống mặt đất. Nhưng Vương Lâm biết rằng thực tế mỗi một ngôi sao trên trời lại chính là một cái tinh cầu hắn có được sự hiểu biết đó chính là nhờ ký ức của cổ thần trong trí nhớ của hắn thì vào năm đó đồ ti khi chưa thể xuyên giữa sao trời cũng thường xuyên nhìn lên bầu trời như thế này tâm trạng bình thản khiến cho linh khí xung quanh lại từ từ tụ tập nhưng lúc này vương lâm cũng chẳng chú ý tới linh khí bởi đây là lần đầu tiên hắn có thể cảm giác được lớp khí màu đỏ bên ngoài thân thể cái thứ màu đỏ đó sau khi tâm tình của hắn bình tĩnh liền tiêu tán một chút Vương Lâm suy nghĩ một lúc liền biết rằng nếu tâm trạng cứ được bình thản như thế này thì chắc chắn năm sau, lớp khí màu đỏ bên ngoài thân thể hắn sẽ biến mất toàn bộ. Đối với cái thứ màu đỏ này, trước đó Vương Lâm đã cảm ứng được. Nhưng thực tế tận mắt nhìn thấy thì đây là lần đầu tiên. Hắn biết cái này là do bản thân giết chóc trong 400 năm qua mà tạo thành. Tuy nói nếu cái thứ này tiêu tán, đối với hóa thần kỳ có lẽ sẽ có được trợ giúp nhất định nhưng vương lâm lại cảm giác có một chút nuối tiếc hắn suy nghĩ một lúc chợt nảy ra một ý nghĩ lớp khí màu đỏ ngoài thân thể chợt bắt đầu dao động từ từ ngưng tụ nhưng sau khi chúng ngưng tụ được một phần mười cho dù có làm như thế nào cũng không thể ngưng tụ được tiếp vương lâm hít một hơi thật sâu đang định thủ tiếp thì nét mặt chợt có sự thay đổi hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám nữ quyến chỉ thấy một cô gái chạc đôi mươi đang cầm trong tay tảng thịt hung khói cùng với bầu rượu đi về phía hắn. Một mùi thơm thoang thoảng lan tới mũi hắn. Thoáng cái, cô gái đã tới trước mặt. Sau khi đặt rượu thịt sang một bên, nàng tò mò nhìn Vương Lâm rồi cười, nói, cám ơn ngươi. Nàng đúng là nha hoàng ngồi cùng xe ngựa với vị tiểu thư lúc ban ngày. Vương Lâm mỉm cười, cầm lấy bầu rượu, sau khi dụng thần thức xem xét rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Một cảm giác cay, nóng nhất thời từ trong bụng Vương Lâm bốc lên. 400 năm qua, Vương Lâm có mấy lần uống rượu. Hắn nhớ rất rõ năm đó, khi mình chưa tu tiên, chỉ có tứ thúc của phụ thân hắn là mới có thể lấy rượu ra uống. Mỗi lần như vậy, Vương Lâm đều len lén uống trộn một hai ngụm. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn hồng lên, nhìn phụ thân và tứ thúc mà cười khúc khích mang theo nỗi buồn bã trong lòng vương lâm lại uống thêm một hớp nữa cô gái mở cái miệng nhỏ nhắn đang định nói gì đó thì đúng vào lúc này cách đó một khoảng không xa có tiếng người gọi nàng cô gái lên tiếng trả lời sau đó đôi mắt to xinh xắn khẽ liếc vương lâm một cái rồi xoay người cất bước với tu vi của vương lâm đã đạt tới cảnh giới ít cốc thì thực vật của người bình thường đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì hấp dẫn vì vậy mà chỗ thịt hung khói vẫn còn nguyên hắn chẳng hề đụng tới. Chỉ có bầu rượu là lôi cuốn tâm trạng của hắn nên chỉ một lúc là hết. Ban đêm, đám hộ vệ đốt lên một đống lửa rồi ngồi nói chuyện. Tiếng cười nói của bọn họ vọng vào tai, khiến cho Vương Lâm phải mỉm cười. Có một số hán tử sau khi uống chút rượu thì can đảm cũng tăng lên liền chạy tới tìm một vài cô gái mà tâm sự. Cái này là nói chuyện chứ không phải là tâm sự cái kiểu kia đâu nhá. Chứng kiến cảnh sinh hoạt của mọi người, Vương Lâm bất chợt lại nhớ tới Lý Mộ Uyển. Lúc này, Lữ Hưng cầm hai bầu rượu đi tới cạnh Vương Lâm. Sau khi đưa cho hắn một bầu liền ngồi xuống, cười nói, tiểu ca. Lá thuốc của ngươi quả là thần kỳ. Tiểu thư nhà ta đã tốt hơn nhiều rồi. Nào, ta kính ngươi một chén. Vừa nói, hắn nghiêng bầu rượu rót ra một chén. Nhưng ngay lúc đó, Vương Lâm chẳng cần đến chén mà nâng bầu rượu uống một hớp lớn hắn thấy vậy liền sửng sốt sau đó cười ha hả đặt chén rượu xuống cũng làm như vương lâm mà uống một hớp lớn lúc trước ngươi nói nha hoàng bị bệnh sao bây giờ lại đổi thành tiểu thư vương lâm cười cười nhìn hán tử trước mặt mình lữ hưng đỏ mặt xấu hổ vỗ vỗ bắp đùi nói tiểu ca việc này là ta sai thôi để tới kinh thành nếu ngươi gặp phải chuyện gì rắc rối thì tới các cửa hàng của thiên nam tìm ta chỉ cần là chuyện lữ mổ có thể làm thì không có gì phải lo lắng vương lâm liền mỉm cười không nói hắn từ từ thưởng thức bầu rượu lữ hưng nhìn cái bầu rượu rỗng trên mặt đất rồi lại nhìn bầu rượu trên tay vương lâm cũng chỉ còn có một ít mà cười nói tiểu ca tửu lượng của ngươi tốt đấy ban đêm ngồi không cũng chán ngươi đi với ta tới gặp mấy vị huynh để nói chuyện có được không tiềm thức của vương lâm đang định cự tuyệt nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn liền mỉm cười mà gật đầu sau khi đi với lữ hưng tới bên đống lửa thì thấy có vài hán tử đang ngồi quanh nói chuyện với nhau về một số sự việc hứng thú mà mình đã gặp lữ hưng tiến tới đá một người đang ngồi cười mắng vương lão ngủ tiểu cô nương đó ta đã nghe ngươi nói không biết bao nhiêu lần rồi được rồi lần này trở về ta sẽ đi xem một chút xem ngươi có thổi phòng lên không người đó cũng quay sang cười nói được rồi dù sao thì ngươi làm việc cũng nhanh chờ ngươi làm xong rồi đến cũng được dứt lời hắn tử ngồi quanh đều cười to lữ hưng cười mắng vài câu rồi ngồi xuống vương lâm tùy ý ngồi xuống một chỗ nhìn những người trước mặt mà trong lòng thêm cảm khái những người này tuy cuộc sống ngắn ngủi thậm chí hắn chỉ cần thổi một hơi là có thể giết chết được hết bọn họ nhưng bọn họ lại có một cuộc sống thoải mái mà hắn không thể có suốt đêm Vương Lâm uống không ít rượu. Tuy hắn nói không nhiều lắm, nhưng ngồi với mọi người cũng khiến cho hắn dần trở nên vui vẻ. Sau đó cũng có một số cô gái gan lớn tới tham dự. Trong đó cũng có cả cô gái đã mang rượu thịt tới cho Vương Lâm. Chỉ có điều nàng ngồi bên cạnh Vương Lâm chăm chú nhìn hắn. Dưới ánh lửa bập bùng, chẳng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Mãi cho tới gần sáng, đám người mới nằm xuống mà ngủ còn đám con gái thì quay vào trong xe ngựa. Ngoại trừ một số người phụ trách thủ vệ, cả đoàn xe hoàn toàn yên tĩnh. Tuy đống lửa thỉnh thoảng vẫn có những tiếng nổ tanh tách, nhưng nhưng âm thanh đó chẳng hề ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người. Ngược lại nó như có tác dụng thần kỳ khiến cho giấc ngủ của mọi người lại càng thêm ngọt ngào. Vương Lâm đứng lên, tới ngồi bên một gốc đại thụ cách đó không xa. Trong lòng hắn hoàn toàn bình thản khoảng khắc vừa rồi khiến cho hắn quên mất mình là người tu tiên, giống như một người bình thường. Sau khi ngồi xuống, hắn cảm giác bản thân, đột nhiên cảm thấy sợ hãi và vui mừng. Tu vi của hắn chẳng biết từ lúc nào đã đột phá nguyên anh sơ kỳ mà đạt tới trung kỳ. Tuy trước đó hắn đã đạt tới đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Chỉ có điều, lớp sương mù màu đỏ bên ngoài thân thể hắn lại tiêu tán thêm một ít. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn có cảm giác nếu một ngày nào đó, thứ màu đỏ đó biến mất thì hắn sẽ phải hối hận. Vì vậy mà tinh thần của hắn lại hết sức tập trung, bắt đầu ngưng tụ. Thời gian Vương Lâm ngưng tụ làn khí đỏ chậm chậm trôi đi. Ban đêm, ngoại trừ một số tiếng mũi bay vù vù cũng chỉ còn có tiếng ngáy của một số hán tử đang ngủ say. Từ từ, nơi chân trời bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên. Ánh sáng chậm chậm xua đi màn đêm đen tối vương lâm mở hai mắt quay mặt về phía đông hít một hơi thật sâu nhất thời hai luồng khí màu tím mà người thường không thể nhìn thấy được hắn hít vào trong mũi sau khi chạy trong cơ thể một vòng rồi lại phun ra nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha được vài vòng như thế vương lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng toàn thân có cảm giác như có thể nhẹ nhàng bay lên không trung cái cảm giác này trong suốt 400 năm qua chưa bao giờ Vương Lâm có được. Hiển nhiên, điều đó chỉ có khi nào tâm trạng có được một sự bình thản nhất định mới có thể cảm nhận được nó mà thôi. Qua một đêm, lớp khí đỏ bên ngoài cơ thể Vương Lâm đã mất đi một phần mười. Vương Lâm cũng chẳng hề nóng nảy. Hắn biết để có thể ngưng tụ được toàn bộ lớp khí màu đỏ đó không phải chuyện trong một thời gian ngắn có thể làm được. Có thể nói cái chuyện này mất nhiều thời gian và hơi nhàm chán. Sáng sớm, mọi người trong đoàn xe đều tỉnh dậy. Sau khi rửa ráy mặt mũi, vị Lan Trung đi theo đoàn xe mới từ trên xe ngựa bước xuống. Sau khi hít một hơi thật sâu, lão liền đứng ở chỗ đất trống bắt đầu hoạt động chân tay. Từ từ, lão liền thực hiện một loạt các loại động tác. Vương Lâm liếc mắt nhìn qua, trong lòng có phần kinh ngạc. Người này thực hiện những động tác đó tuy không có lực công kích nhưng cũng có tác dụng cường thân. Một lúc sau, lão liền thu tay, thở một hơi dài sau đó hơi do dự một chút lão liền đi về phía vương lâm khi tới gần lão nhân cười nói tiểu ca đêm qua nghỉ ngơi có tốt không vương lâm gật đầu nhưng cũng không mở miệng lão nhân do dự một chút rồi lại hỏi tiểu ca cái lá cây trăm năm kia không biết là tìm được ở đâu nói xong ánh mắt lão có nét cầu khẩn nhặt ven đường vương lâm nói nhất thời lão nhân cựng người lại ngập ngừng một lúc đành cười khổ tiểu ca thật là may mắn sau khi nói thêm vài câu với vương lâm cho dù lão có bóng gió thế nào cũng không thể tìm được tin tức từ miệng hắn lão nhân thầm than một tiếng rồi xoay người rời đi nếu thực sự mà nói thì tuổi của vương lâm còn hơn cả lão tổ tông của lão nhân vì thế mà lão nhân nói bóng nói gió với những người trẻ tuổi mới ra ngoài thì còn có tác dụng chứ với vương lâm thì chẳng hề có chút ảnh hưởng đi theo đoàn xe vương lâm từ từ điều chỉnh tâm trạng của mình mà hòa nhập với mọi người thoáng cái đã qua mấy ngày trong mấy ngày kia tiểu nha hoàng thường xuyên đến tìm vương lâm nói chuyện mỗi lần như thế khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên chẳng biết đang nghĩ gì trong lòng nhìn ánh mắt của tiểu nha hoàng trong lòng vương lâm cười khổ ánh mắt đó hắn vẫn thấy khi lý mộ uyển nhìn mình vì vậy mà trong lòng hiểu rõ chỉ có điều vương lâm tự vấn bản thân thì tuổi của hắn còn hơn cả lão tổ tông của nàng vì vậy mà trong lòng luôn có cảm giác quái dị cho tới hôm nay kinh thành đã hiện lên trước mặt kinh thành ở tứ cấp tu chân quốc trong mắt người bình thường thì hết sức hoa lệ tuy vậy trong mắt vương lâm nó lại hết sức bình thường chẳng có bất cứ một thứ gì đặc biệt nếu không phải trên cao có một dòng xoáy linh khí thì vương lâm cũng chẳng thèm để ý thần thức của vương lâm đảo qua toàn bộ ngôi thành lập tức hiện lên trong đầu hắn. Trong toàn bộ ngôi thành có tất cả chín dòng linh khí. Còn chúng xuất phát từ đâu thì cũng không phải là tu sĩ mà từ chính cây cột đá mà đen. Theo kích thước to nhỏ của cây cột mà linh lực phát ra mạnh yếu khác nhau. Trong đó, ngoại trừ một cây cột khổng lồ ra, tám cây cột còn lại chỉ khoảng chừng 10 người ôm. Nhưng cây cột còn lại thì kích thước của nó phải trăm người ôm mới xuể trong phạm vi của chính cây cột đều có người ngồi hơn nữa bao phủ bên ngoài cây cột còn có một tầng trận pháp ngăn cản thần thức dò xét chỉ có điều mấy cái trận pháp đó đối với vương lâm mà nói thì chỉ được hình thức hắn liếc mắt một cái thì thấy những người ngồi trong đó đều là tu sĩ tu vi cao nhất thì đạt tới kết đan hậu kỳ mà thấp nhất thì cũng là trúc cơ hậu kỳ vương lâm cảm thấy hứng thú đối với cái kiến trúc kỳ lạ trước mắt sau khi đoàn xe tiến vào trong thành lữ hưng thấy vương lâm cứ nhìn về phía chính cây cột liền thấp giọng nói vương lão đệ không nên nhìn chằm chằm như thế nếu bị người khác phát hiện sẽ rất rắc rối vương lâm sờ sờ bờm ngựa nghi hoặc hỏi lữ huynh cây cột đen này là cái gì ánh mắt lữ hưng có phần hâm mộ thấp giọng nói đó là tiên mục nơi đây là kinh đô của chúng ta được tiên nhân che chở gần đây mới có tiên dụ rơi xuống. Hoàng thượng liền triệu tập toàn bộ công tượng trong cả nước, căn cứ theo yêu cầu của tiên dụ mà tạo nên chính cây tiên mục này. Tiên mục, nét mặt phương lâm có chút quái dị. Bên trong tiên mục là nơi tiên nhân dừng chân. Khi cha ta còn trẻ đã từng tận mắt nhìn thấy từ bên trong có tiên nhân bay ra. Giọng nói của Lữ Hưng có một chút tự hào, như chính mình đã được nhìn thấy. Nếu lúc này, hắn mà biết rằng vương lâm vẫn đi cùng còn mạnh hơn cái người mà phụ thân đã thấy gấp trăm ngàn lần thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào phải biết rằng vị tu sĩ mà phụ thân hắn gặp qua cho dù nhìn thấy vương lâm cũng phải cũng kính kêu một tiếng tiền bối vương lâm thu mắt lại cười cười không nói gì sau khi đi vào trong thành vương lâm cáo từ với đám người lữ hưng tuy lữ hưng quen biết vương lâm không lâu nhưng lại có cảm giác hết sức thân mật hắn vỗ ngực cam đoan với vương lâm nếu có gì rắc rối cứ tới tìm mình là được còn mấy ngày qua đối ẩm hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục với khả năng uống rượu của đối phương vì thế mà lữ hưng cứ dặn đi dặn lại nếu có người khi dễ thì cứ đến tìm lão cuối cùng thì vị lang trung cũng từ trên xe đi xuống đi bên cạnh lão là một người con gái đeo chiếc khăn che mặt màu trắng bên cạnh nàng là tiểu nha hoàng xinh xắn thấy vương lâm phải đi ánh mắt nha hoàng có một chút buồn bã. Vị Lan Trung tiến lên nói chuyện với Vương Lâm vài câu. Sau đó người con gái đeo khăn che mặt hạ thấp người thi lễ với Vương Lâm rồi xoay người đi lên xe. Còn tiểu nha hoàng... Sau khi nói chuyện với người con gái đó mấy câu liền cầm một túi tiền bằng tơ tầm bước tới gần Vương Lâm. Nàng đưa túi tiền cho Vương Lâm, nhẹ nhàng nói, tiểu thư để ta cảm ơn ngươi. Trong này có 10 lượng vàng để ngươi sử dụng. Vương Lâm cũng không từ chối. Đây là thứ để giao dịch trong nhân gian. Ngoại trừ 400 năm trước hắn có cầm, cho tới tận bây giờ mới thấy lại. Vương Lâm ôm quyền, xoay người mà đi. Cho tới khi hắn đã đi rất xa, nha đầu liền thở dài, xoay người đi vào xe ngựa. Đoàn xe tiếp tục đi qua cầu tiến vào thành Nam. Cầm 10 lượng vàng trong tay, Vương Lâm chậm chậm đi trong kinh đô. Đúng là nơi dưới chân thiên tử có khác. Người đi đường rất động. Trên mỗi ngã tư lại có vô số cửa hàng, buôn bán đủ mọi loại đồ vật. Được một lúc, một tia sáng trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Sau khi dạo quanh một vòng, hắn vẫn không thể nhìn thấy một vị tu sĩ nào có tu vi dưới tầng thứ 12, 13 ngưng khí kỳ. Hiện tượng thế này, Vương Lâm gần như chưa hề gặp ở các quốc gia khác. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liếc mắt về phía chính cây cột đen, trong lòng thầm đoán, đáp án chính là ở đây. Mãi cho tới quá giờ ngọ, Vương Lâm vẫn nhàn nhã đi lại trên đường. Trong các cửa hàng tại Kinh Đô có một số đồ vật không phải phục vụ cho con người mà là để dành cho tu sĩ. Chỉ có điều bên ngoài những cửa hàng đó có một tầng cấm chế khiến cho người bình thường không thể vào được. Người Kinh Đô hiển nhiên là cũng biết những chuyện này, vì vậy mà gần như chẳng có ai đi vào những nơi như vậy. Vương Lâm cứ thế thông thả mà đi. Sau khi vào trong một cửa hàng xem xét rồi đi ra, bất chợt cách đó không xa có những tiếng ồn ào chỉ thấy một người toàn thân lôi thôi bị một đại hán đấm thẳng vào ngực lão nhân liền kêu lên những tiếng thảm thiết thanh âm của lão có phần thê lương đồng thời từng nguồn máu tươi từ miệng lão cứ thế phun ra giống như tuân theo một thứ tiết tấu nhất định cứ mỗi khi đại hán đánh một quyền lão lại phun ra một nguồn máu tươi đại hán đánh vài quyền liền đứng thẳng dậy mắng lão già kia ngươi tránh xa cửa hàng lão tử ra nếu ta còn thấy ngươi lần nào sẽ đánh lần đó không ngờ lớn tuổi như thế này rồi mà ngươi còn hạ lưu như vậy đại hán mắng xong liền nhổ một bãi nước bọt lúc này đứng cạnh vương lâm là một người trung niên hắn đang lắc đầu thở dài nói ôi cái lão già này gần như ngày nào cũng bị đánh cố tình xem nữ quyến nhà người ta thay đồ để bị đánh như vậy có đáng không vương lâm nghe thấy vậy ngẩn người liếc mắt nhìn lão nhân một cái rồi xoay người bỏ đi. Nhưng hắn đi chưa được mấy bước, đột nhiên xoay người lại. Chỉ thấy lão nhân kia vừa lau máu tươi trên miệng vừa dương dương tự đắc đi về phía mình. Vương Lâm khẽ lách sang một bên, ánh mắt từ từ lạnh lẽo. Lão nhân kia đi qua bên cạnh Vương Lâm, chợt xoay người. Ánh mắt lão có chút kinh ngạc nhìn Vương Lâm một cái, nói: "Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi thiên đỉnh đầy đủ, tử quan nhập thể." chắc chắn không phải là người bình thường có đúng không? Vương Lâm nhướng mày. Với thần thức của hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra lão nhân này chỉ là một người bình thường, không hề có một chút tu vi. Thậm chí trong cơ thể lão còn có rất nhiều vết thương, hiển nhiên là thường xuyên bị đánh. Vương Lâm chẳng hề có hứng thú đối với lão nên xoay người rời đi. Nếu lão vẫn cứ tiếp tục đi theo thì Vương Lâm cũng chẳng ngại mà tiễn lão đi tiếp thêm một đoạn đường nữa ánh mắt lão nhân có một chút đáng tiếc nhìn Vương Lâm, lắc đầu nói, nếu không có người nào chỉ điểm thì sợ rằng cuộc đời này không thể nào hóa thần được. Ôi! Vương Lâm chợt khựng lại. Hơi thở trên người hắn từ từ tỏa ra. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn lão nhân chầm chầm, lạnh lẽo nói, ngươi là ai? Lão nhân đối mặt với hơi thở của Vương Lâm cũng vẫn thản nhiên. Hai tay lão chấp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, nói, lão phu là ai ngươi cũng không cần biết nhưng lão phu lại biết làm thế nào để ngươi có thể đạt tới cảnh giới hóa thần ánh mắt vương lâm chớp chớp lão già này có thế nào thì cũng chỉ là một con người mà thôi nhưng tại sao chỉ nhìn qua đã có thể biết được tu vi của mình chuyện thế này chỉ có một giải thích đó là tu vi của người đó đã vượt qua hóa thần kỳ vì vậy mới khiến cho vương lâm không thể nhận ra ta phải làm thế nào mới có thể đạt tới cảnh giới hóa thần Vương Lâm nhướng mày nói. Lão đầu liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi nói, lão già này đang đói bụng, nên không thể nghĩ ra cái gì cả. Ta biết có một cái tửu lâu ở gần đây. Chúng ta đến đó vừa ăn vừa nói chuyện có được không? Nói xong, lão liếm liếm môi, trong bụng phát ra những tiếng ùng ụt. Phúc Thuận Tửu Lâu là một trong những tửu lâu xa xỉ nhất của Kinh Đô. Lão nhân ngẩng đầu, ưỡn ngực nhất chân bước vào. Đại sảnh dành cho mọi người ăn uống hiển nhiên là không thể lọt vào mắt lão. Sau khi tiến vào, lão liền đi thẳng vào một phòng riêng. Chủ quán và tiểu nhị đứng một bên nhìn lão nhân xuất hiện mà ngẩn người. Sau đó cả hai liếc mắt nhìn Vương Lâm đi sau lão rồi bước tới đón tiếp. Vương Lâm cau mày. Chung quy hắn cảm giác thấy có điều gì đó không hợp lý. Rõ ràng là lão nhân hoàn toàn biết rõ cái tử lâu vì vậy mà gọi toàn những món thức ăn mà Vương Lâm chưa bao giờ nghe thấy sau khi thức ăn bày kín cả cái bàn lão già giống như nhiều ngày chưa được ăn lập tức vồ lấy mà ăn như rồng cuốn vương lâm chẳng nói chẳng rằng ngồi đó uống rượu ánh mắt hắn nhìn lão già càng lúc càng lạnh nói đi tại hạ xin rửa tay để nghe đợi lão già ăn một lúc vương lâm lạnh lùng nói lão đầu cầm lấy một cái cẳng tiếp tục gặm miệng lão dính đầy mỡ nói việc đâu còn có đó ngươi cứ chờ ta ăn xong cái này đã lão già vừa nói vừa gặm thoáng một cái đã hết cả cái cẳng sau khi cảm thấy no nê hai tay lão xoa xoa vào nhau mà nói hóa thần kỳ muốn hiểu được thiên đạo thì ta xem ngươi cũng có thể lĩnh ngộ muốn đạt tới hóa thần cần phải sinh ra được ý cảnh ngươi có hiểu được ý cảnh hay không tiểu tử ngươi cứ thể ngộ một chút khi ngươi cảm nhận được ý cảnh thì khoảng cách đến hóa thần cũng không còn xa nữa chuyện này ta đi nhà xí một chút rồi trở lại nói tiếp với ngươi lão đầu đột nhiên sờ bụng vội vàng đứng dậy dường như sợ vương lâm không cho ra ngoài lúc lão đứng dậy liền rặn ra một tiếng nhất thời một mùi thối bay khắp phòng sau đó lão già cảm thấy xấu hổ mà đi ra vương lâm vung tay lên một luồng gió chợt xuất hiện xua tan mùi thối đang nồng nặc trong phòng. Trong lúc đó, thần thức của hắn vẫn theo sát lão già. Một loạt biểu hiện của lão già thể hiện một sự thấu triệt hoàn toàn. Những lời nói của lão về cảnh giới hóa thần đã chứng tỏ điều đó. Chuyện như vậy người bình thường cơ bản là không thể biết được. Trong lòng đang suy nghĩ, chợt trong mắt vương lâm lóe lên hàng quang. Hắn lập tức đứng phát dậy thần thức của hắn đã thấy lão già đi ra khỏi cửa sau của tử điếm. Sau đó, lão co cẳng chạy luôn vào trong đám dông. Thân thể vương lâm chợt lóe lên, biến mất khỏi tử lâu. Sau khi xuất hiện, hắn đã đứng ở bên ngoài, hai mắt lạnh như băng, từ từ theo sát lão già. Chỉ thấy lão nhân không biết thay đổi quần áo từ lúc nào, cầm cái tâm đang xỉa răng. Lão móc một miếng thịt từ kẻ răng ra ngắm nghía rồi lại nhét vào miệng. Đang đi trên đường, Lão chợt dừng lại, nhìn về phía một người trung niên mặc áo tím cách đó một đoạn. Hai mắt lão sáng lên, mỉm cười nhanh chóng đi tới. Người trung niên cau mày, liếc mắt nhìn lão già một cái rồi không để ý nữa. Lúc này, lão già chợt mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi khuôn mặt đầy đặn, tử quan nhập thể, chắc chắn không phải là người bình thường." Trung niên nam tử ngẩn người, dừng lại, liếc mắt nhìn lão già ánh mắt lão già lộ ra vẻ đáng tiếc lắc đầu nói đáng tiếc nếu không có người nào chỉ điểm chỉ sợ rằng cuộc đời này không thể kết đan hai mắt trung niên nam tự chớp chớp trầm giọng nói ngươi là ai lão già lắc dầu nói ta là ai cũng không quan trọng trước hết chúng ta cứ tìm một chỗ thư giãn rồi nói chuyện có được không sắc mặt vương lâm hết sức âm trầm nam tử trung niên cũng là một vị tu sĩ nhưng tu vi cũng mới chỉ đạt tới trúc cơ kỳ mà thôi hiển nhiên không biết lão già này học được những loại từ ngữ đó ở đâu mà chuyên dùng để hãm hại người tu tiên nhưng cho đến giờ lão vẫn còn sống thì việc này chắc chắn là không hề đơn giản trừ phi vương lâm là người thứ nhất bị lão lừa nếu không chắc chắn lão già cũng không thể sống đến bây giờ thân là người tu tiên mà bị một người bình thường trêu chọc cho dù là kẻ nào cũng không thể tha cho lão mà kỳ lạ ở chỗ lão già chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được tu vi của tu sĩ nếu là trúc cơ kỳ thì lão nói tới việc kết đan nếu là kết đan kỳ thì lão nói tới việc kết anh mà vương lâm là nguyên anh kỳ thì lão nói tới hóa thần lúc này đã quá ngọ vương lâm cứ nhìn lão già chăm chú hắn muốn xem cuối cùng thì lão có cái bí mật gì trong khoảng thời gian cả giờ ngọ tính cả vương lâm lão già đã lừa cả bốn người tất cả những người lão lừa đều dẫn tới chuyện ăn uống chỉ có một người là tới thanh lâu mà thôi nhưng trong ba người kia kể cả nam tử áo tím cũng không hề có ý định tìm lão gây phiền toái giống như lời nói của lão già có một thứ ma lực gì đó vương lâm càng xem càng kinh hãi lão nhân đối với việc đột phá tu vi có một sự kiến giải rất hay thường chỉ nói hời hợt mấy câu liền khiến cho sự bế tắc của tu sĩ liền biến mất vì vậy mà chẳng ai cho lão là người lừa gạt ngược lại còn có cảm giác như gặp phải tiền bối cao nhân vương lâm suy nghĩ một lúc rồi thu hồi thần thức không quan sát nữa người này hết sức thần bí vương lâm có dự cảm lão già này có điều gì đó rất tuyệt sau khi vương lâm thu hồi thần thức lão già đang ở trong thanh lâu ôm một nữ tử kiều mị chợt mỉm cười liếc mắt về phía vương lâm sau đó lão lẩm bẩm, Nguyên Anh Kỳ. Chính xác là Nguyên Anh Trung Kỳ. Có nên giúp hắn một chút hay không? Lão đang suy nghĩ thì nữ tử trong lòng lão chợt lên tiếng nũng nịu. Nhất thời, lão già liền gạt phát vương lâm ra khỏi đầu, mà cúi xuống. Sau khi không quan sát lão già nữa, vương lâm suy nghĩ một lát rồi xuất hiện ở một nơi hẻo lánh của thành Tây. Hắn lấy ra tám lượng vàng sau đó mua lấy một cái cửa hàng nhỏ. Sau khi thu dọn qua, Hắn liền đi vào bên trong cửa hàng. Nếu muốn hóa thần thì phải xuống phàm mà thể ngộ nhân sinh, hiểu được thiên đạo. Đây là phương pháp mà Vương Lâm nghĩ tới có thể đột phá nguyên anh. Sau khi bình tĩnh liếc mắt nhìn cửa hàng một cái, Vương Lâm An tĩnh ngồi khoanh chân, lặng lặng cảm thụ thế giới con người. Lúc này, Vương Lâm liền ẩn mình vào thế giới vùng hoa của kinh thành, lặng lặng cảm thụ thiên đạo, cảm thụ luân hồi, nhằm đột phá nguyên anh tiến vào hóa thần tất cả mọi chuyện đều được hắn cố gắng chuẩn bị trước nơi vương lâm thuê cái cửa hàng này cũng không phải là phố chính nó tương đối hẻo lánh rất khó tìm kiếm nhưng vương lâm cũng chẳng ngại qua một đêm đã tọa làn khí màu đỏ bên ngoài cơ thể hắn lại bị ngưng luyện thêm một chút sáng sớm vương lâm mở cửa hàng hắn giống như một người bán hàng sắp xếp lại mọi thứ sau đó hắn trầm ngâm một chút một tia sáng lóe lên vương lâm liền biến mất khi hắn trở về trong túi trữ vật đã có không ít đại thụ bị hắn nhổ tận gốc sau khi tách hết vỏ cây hắn cắt chúng thành những khối gỗ vuông vương lâm bắt đầu nhớ lại lúc còn nhỏ phụ thân đã dạy hắn điêu khắc gỗ như thế nào tất cả những ký ức hiện dần lên trong đầu vương lâm suy nghĩ một lúc rồi đưa tay trái nắm lấy một khối gỗ vuông tay phải hắn phất nhẹ một cái nhất thời khối gỗ vuông biến thành mười mấy đoạn trong tay phải của Vương Lâm chẳng biết có một con dao khắc từ lúc nào. Con dao này với con dao của cha hắn hoàn toàn giống nhau. Từ từ, Vương Lâm dần khắc lại những bức tranh suốt 400 năm qua. Theo mỗi một nhát dao khắc xuống, hắn quay lại khoảng thời gian lúc còn nhỏ, sống trong thôn. Vào lúc này, linh lực trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên lưu chuyển. Theo mỗi nhát khắc của hắn, linh lực từ từ dung nhập vào trong bức tượng bằng gỗ, càng lúc càng sâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thoáng cái, màn đêm đã lại phủ xuống. Vương Lâm đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhìn xuống đoạn gỗ trong tay. Lúc này, đoạn gỗ đã biến thành một bức tượng gỗ. Bức tượng gỗ đó thể hiện một trung niên nam tử đang mỉm cười một cách hòa ái. Nam tử mặc một bộ quần áo bằng vải thô, hai cánh tay săn chắc toàn những múi cơ. Bức tượng gỗ nhìn có chút thô thiển, nhưng như có một thứ linh tính nào đó từng làng linh lực từ bức tượng tỏa ra khiến cho Vương Lâm kinh ngạc. Nhìn bức tượng gỗ, Vương Lâm lại cảm thấy đau đớn. Tay phải của hắn xoa xoa lên bức tượng, thì thào nói, cha. Hài Nhi nhớ người. Rất muốn. Suy nghĩ một lúc, Vương Lâm liền đặt bức tượng sang một bên rồi lại cầm lấy một khúc gốc khác. Cả người hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong từng nét khắc. Sắc trời sáng dần. Một ngày qua đi đối với Vương Lâm cũng chẳng đáng gì. Năm đó, khi hắn bị đuổi giết còn phải thường xuyên bỏ chạy mất mấy ngày mấy đêm. Khi ánh sáng mặt trời đã lên được một khắc, bức tượng gỗ trong tay Vương Lâm cũng đã thành hình. Lần này là bức tượng của một phụ nhân trung niên. Khuôn mặt nàng lộ ra vẻ từ ái, ánh mắt đang nhìn ra xa như trong đợi hài tử trở về. Đặt hai bức tượng xuống một chỗ, Vương Lâm hít một hơi thật sâu rồi lại cầm một đoạn gỗ lên tiếp tục điêu khắc. Một ngày nữa lại chậm chậm trôi qua vương lâm vẫn tiếp tục điêu khắc chưa hề dừng lại chỉ khi nào quá mệt hắn mới ngồi xuống một chút trong nháy mắt một tháng đã trôi qua so với một tháng trước hàng hóa trong cửa hàng của vương lâm đã tăng lên rất nhiều bốn phía vách tường của cửa hàng có rất nhiều cái tủ bên trong tủ xếp một loạt những bức tượng gỗ được điêu khắc một cách sống động trong các bức tượng đó có cả nam nữ già trẻ nhân vật được thể hiện qua những bức tượng điêu khắc đó đều là những người dân trong thôn của vương lâm trước kia vào lúc này vương lâm thông qua điêu khắc mà tưởng nhớ đến họ một tháng qua cửa hàng của vương lâm vẫn chưa có một vị khách nào ghé qua nhưng vương lâm cũng chẳng để ý hắn chìm đắm vào trong việc điêu khắc thậm chí cả tu luyện cũng dừng lại cho đến hôm nay vương lâm cầm trong tay một bức tượng mới điêu khắc được một nửa trên đoạn gỗ không biết tại sao lại tản mát ra hồng hoang chi khí có thể khắc vạn vật nếu có tu sĩ của tu ma hải nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay đó là một con dao lông con dao lông này chính là con linh thú đầu tiên mà vương lâm gặp được khi cùng với lý mộ uyển sống ở tu ma hải trong lúc đang điêu khắc một tiếng chuông gió chợt vang lên cánh cửa của cửa hàng được mở ra một thiếu niên thò đầu cẩn thận quan sát khi thiếu niên nhìn thấy vương lâm liền sửng sốt nhưng hắn nhanh chóng bị vô số bức tượng gỗ điêu khắc xung quanh lôi cuốn hắn kinh ngạc nói thúc thúc tất cả những thứ này đều là do ngươi điêu khắc à xin quá có thể cho ta một cái không vương lâm cười cười buông bức tượng giao long đang khắc dở trong tay xuống hắn thuận tay lấy một bức tượng điêu khắc bức tượng đó chính là một người thân của vương lâm vương hạo thiếu niên trước mắt cùng với vương lâm có vài phần giống nhau Thiếu niên nọ sau khi cầm lấy bức tượng liền hoang hô một tiếng, cẩn thận cầm lấy. Hắn kêu lên một tiếng với Vương Lâm, thúc thúc. Ta ở cửa hàng đối diện, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng kêu lên, mẫu thân. Người nhìn này, đây là của thúc thúc cho ta. Vương Lâm đứng dậy đi ra cửa. Chỉ thấy trong một cái cửa hàng đối diện có một nam một nữ đi ra. Hai người từ ái nhìn thiếu niên sau khi thiếu phụ cầm lấy bức tượng điêu khắc hai mắt liền sáng ngời nàng ngẩng đầu nhìn vương lâm sau khi do dự một chút liền cầm bức tượng điêu khắc tới gần nói tiểu hài tử không biết chuyện tiểu ca thứ này bao nhiêu tiền vương lâm lắc đầu nói cho hắn chỉ là một khúc gỗ mà thôi phụ thân thiếu niên có chút do dự sau đó liếc mắt nhìn vương lâm cười nói ngươi mới tới đây phải không trước kia chưa từng thấy ngươi Vương Lâm mỉm cười, gật đầu. Phụ thân thiếu niên cười lớn, nói, tiểu ca. Nếu không chê thì lại đây ăn cơm. Ở đây, ta có rượu hoa quả. So với rượu trong tửu lâu thì tốt hơn nhiều. Trong lòng Vương Lâm chợt nổi lên một cảm giác khó tả. Cái cảm giác đó, hơn 400 năm qua hắn chưa bao giờ có. Sau khi do dự một chút, Vương Lâm liền gật đầu. Mẫu thân thiếu niên là một người hiền lành tuy tuổi không lớn nhưng tính tình có phần ôn hòa nhìn qua có thể thấy đây là một gia đình hạnh phúc hài tử thì ngoan ngoãn vợ chồng hòa hợp trong cửa hàng có kê một cái bàn trên bàn có đặt một chút thức ăn mặc dù vương lâm đã ít cốc nhưng vẫn cầm lấy đũa ăn vài món uống rượu hoa quả mà gia chủ tự hào ăn vài miếng thức ăn hàng ngày trong lòng vương lâm so với khi đi cùng với đội xe lại càng thêm bình thản Linh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu động. Thứ rượu này đúng là hảo tửu, nó có vị vô cùng ngon. Từ sau hôm đó, cuộc sống của Vương Lâm lại có thêm một nhân vật đó là rượu hoa quả. Gần như ngày nào thiếu niên cũng đến xem hắn điêu khắc. Mỗi lần đến đều cầm theo một bầu rượu. Trong cửa hàng của Vương Lâm, số lượng tượng điêu khắc đã có rất nhiều. Phần lớn trong đó đều là tượng thú. Gần như 400 năm qua hắn gặp được con thú nào cũng đều điêu khắc lại có điều thượng phẩm linh thú và hoang thú cho dù vương lâm có khắc thế nào cũng không thể thành hình trên một bức tượng điêu khắc đều có một luồng linh lực khổng lồ điều này thì con người bình thường không thể nhận ra nhưng nếu có người tu chân tới đây chắc chắn sẽ phải kinh hãi bởi uy lực của linh lực gần như không kém gì một số pháp bảo cấp thấp thậm chí trên một số bức tượng linh lực còn có thể so sánh với pháp bảo trung gia Tất cả những bức tượng ở đây đều được làm từ gỗ mục, ý nói là gỗ chất lượng thấp mà tạo thành pháp bảo. Sống giống như một chén nước trong, bình thường thản nhiên với mọi việc, Vương Lâm hiểu rõ về cuộc sống không có chém giết này, có cảm giác dường như tâm linh được cột rửa. Vào lúc này, hắn quên thân phận chính mình là người tu đạo, quên 400 năm giết chóc để thật sự hòa mình vào trong thế giới của phàm nhân, cảm nhận nỗi sướng khổ của người trần tục. Mỗi buổi sáng, Vương Lâm đều dậy sớm mở cửa hàng sau đó bình thản ngồi trong cửa hàng cầm một đoạn gỗ điêu khắc tượng. Trong cửa hàng của hắn, đã bày được rất nhiều tác phẩm. Những cửa hàng xung quanh dần dần đều đã biết cửa hàng này đã đổi chủ. Trông thấy Vương Lâm là một thanh niên tuy ít nói nhưng lộ ra một vẻ phóng khoáng nên tất cả đều rất có cảm tình. Thời gian trôi qua, cửa hàng của Vương Lâm cũng dần dần có khách đến mua. Những người này tuy không nhìn thấy được linh khí phía trên tượng gỗ, nhưng cũng có thể thấy được sự tinh xảo trong những tác phẩm của Vương Lâm. Dần già, cửa hàng của Vương Lâm cũng có được một chút tiếng tăm trong vùng. Nháy mắt đã qua một năm, trong một năm này, lão nhân thần bí kia cũng không còn xuất hiện. Vương Lâm tuy đôi lúc vẫn nghĩ về người này, nhưng dần dần cũng không còn để ý tới nữa. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào việc điêu khắc tương gỗ, tìm lại lạc thú đã mất từ lâu được bày nhiều nhất trong cửa hàng của vương lâm là một đám tượng khắc gỗ hình yêu thú trông rất sống động những tượng gỗ yêu thú này phần lớn phàm nhân đều chưa từng thấy qua quả thật không nói đến bọn họ ngay cả những người tu chân tới đây cũng ít người có thể nhận ra dù sao nơi đây cách tu ma hải quá xa thiên hạ rộng lớn chủng loại yêu thú vô số khó có thể có người nhận biết hết được lúc này vương lâm trong tay cầm khúc gỗ khúc gỗ này hình vuông theo từng đường khắc của Vương Lâm, dần dần tạo ra hình dạng thô sơ của một con yêu thú giống rùa. Nhìn tượng gỗ trong tay, Vương Lâm buông dao khắc, cầm lấy hồ rượu bằng sứ men xanh để bên cạnh. Đang lúc muốn uống rượu thì buồn cười thay, rượu trong hồ lại hết mất rồi. Thường thì vào lúc này, Đại Ngưu sẽ chạy tới tìm hắn để xem hắn khắc tượng gỗ. Mỗi lần đến, Đại Ngưu đều đem theo một hồ rượu trái cây. Quả nhiên, không lâu sau, đại ngư thân hình to lớn đẩy cửa đi vào gã đại ngư này là một thiếu niên mới chỉ có 12 tuổi nhưng vóc dáng rất là cao to thân thể hắn so với một năm trước cũng vạm vỡ lên không ít đi vào phía sau cửa hàng đại ngư than phiền một tiếng bước đến ngồi cạnh vương lâm nói vương thúc hôm đó thúc đến nhà ta cha ta nói cha luôn muốn ta học nghề rèn của cha nhưng ta không muốn học nếu học thì ta phải học nghề khắc tượng gỗ của thúc thúc nói xong hắn đem hồ rượu trái cây cầm trong tay đặt bên cạnh Vương Lâm, nheo đôi mắt bé tí chầm chầm nhìn bức tượng gỗ chưa thành hình trên tay Vương Lâm. Vương Lâm cười ha hả, cầm lấy hồ rượu uống một hớp lớn. Loại rượu trái cây này hương vị ngọt lành mang theo một chút vị cay, sau khi uống xong trong bụng dâng lên một tia lửa nóng. Thứ rượu này sau một năm, đã trở thành nhu yếu phẩm mỗi ngày của Vương Lâm. Vương thúc thúc, thúc đang khắc con vật gì thế, ta xem cứ như là con rùa vậy. Đại Ngưu nhìn tượng gỗ một cách mê mẩn nói, Vương Lâm xoa đầu Đại Ngưu, cười nói, con vật này không phải là rùa, nó là một loài sinh vật có tên là trung cổ. Loài này hình dáng không khác mấy so với loài rùa, nhưng thực tế chúng to lớn vô cùng. Đại Ngưu chỗ hiểu chỗ không cũng cứ gật đầu. Sau một năm, trong cửa hàng của Vương Lâm hắn được nhìn thấy vô số những loài động vật, loài nào hắn cũng chưa từng thấy qua. Vương Lâm cầm dao khắc, bắt đầu khắc lên tượng gỗ sinh vật này có vẻ giống như rùa nhưng thực tế đây là một loại linh thú trung phẩm tương đối hiếm thấy trong tu ma hải khi chúng nổi cơn thịnh nộ thì tu sĩ bình thường vô phương chống cự tuy nhiên đối với loại linh thú bậc thấp này vương lâm đã hạ sát rất nhiều nội đang nuốt vào không ít vì vậy giờ đây hắn điêu khắc loài thú này hình dáng đã thuộc nằm lòng từng đao hạ xuống liên tục không có nửa điểm tạm dừng sau nửa canh giờ vương lâm đưa dao khắc sâu vào mắt con thú này một chút lập tức bức tượng khắc gỗ trở nên sống động như thật dáng vẻ khí thế vô cùng độc ác con thú này ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt không cam lòng pha lẫn vẻ sợ hãi miệng mở rộng như đang phát ra những tiếng trống vô thanh một luồng khí người phàm không thể cảm nhận thấy từ trên tượng gỗ khuếch tán ra chỉ có điều luồng khí này mới khuếch tán ra chưa được ba tấc vương lâm tay phải điểm một cái luồng khí này lập tức trở nên mờ nhạt vương lâm hít sâu một hơi đem cái tượng gỗ này để bừa lên trên một cái giá tại đây sau một năm vương lâm phát hiện ra nhiều nhất mình cũng chỉ có thể chế tác được tượng trung phẩm linh thú mà thôi còn tượng thượng phẩm linh thú thì không có cách nào điêu khắc được mỗi lần điêu khắc thượng phẩm linh thú đến khi chỉ còn vài nét khắc cuối cùng liền không thể khống chế được làm cho bức tượng vỡ vụn vương lâm biết nguyên nhân chính là do bản lãnh của mình dù sao thượng phẩm linh thú cũng tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ Ánh mắt đại ngưu lộ ra vẻ vô cùng say mê. Một năm qua, ngày nào hắn cũng xem Vương Lâm điêu khắc, dần dần trở nên mê mẩn lúc nào không hay. Một năm qua, hắn cũng đã từng có lần vụng trộn thử cầm dao khắc nhưng không thể khắc ra được một bức tượng như ý. Lúc này nhìn Vương Lâm thuận tay khắc một hình, hắn không thể nhẫn nhịn được mới hỏi Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặt một chút, ngần đầu nhìn gã thiếu niên, suy nghĩ rồi nói: điêu khắc tượng gỗ cần phải cảm ngộ. Nếu ngươi muốn học thì phải xem ta điêu khắc liên tục 60 năm, 60 năm sau ngươi mới có thể chế tác." Đại Ngưu lè lưỡi nói, "60 năm, nhưng ta xem gã thợ một họ Chu ở phía Nam thành mới hơn 40 tuổi mà đã khắc tượng gỗ rất đẹp mà." Vương Lâm lại cầm lấy hồ rượu uống một ngụm, nói, "Ta với hắn không giống nhau." Ánh mắt Đại Ngưu lộ vẻ bối rối. Hiển nhiên hắn không hiểu lời nói này có chứa đựng hàm ý, đúng lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng động ồn ào đại ngư vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài thăm dò, không lâu sai liền chạy vào, ngạc nhiên vui mừng nói, vương thúc thúc, con cả của cửa hàng từ gia đã về rồi, theo sau hắn là hơn 10 cổ xe ngựa, còn có không ít người, trông vô cùng oai phong. Nói xong, hắn lại chạy ra ngoài. Vương Lâm không để ý, cầm lấy một khúc gỗ, nhớ lại một hình ảnh có ấn tượng khắc sâu trong lòng hắn, đó chính là một hoang thú to lớn ở nơi cổ thần năm đó. Sau một chút do dự, vương lâm liền cầm lấy dao khắc bắt đầu khắc lên khúc gỗ thời gian chậm rãi qua đi một vài canh giờ sau cửa hàng bỗng có người đẩy cửa chỉ thấy đại ngư phấn chấn chạy vào theo sau hắn còn có một thanh niên thân hình vạm vỡ thanh niên này đi vào cửa hàng nhìn tượng gỗ bày bốn phía hai mắt bỗng nhiên sáng ngời đại ngư bước nhanh đến bên cạnh vương lâm nháy mắt ra hiệu rồi thấp giọng nói đừng có bán đắt quá nhé nói xong hắn vội vàng xoay người lớn tiếng nói tiếp từ thiếu gia ngươi hãy xem ta đã nói tượng điêu khắc gỗ của cửa hàng này không hề kém của thợ một họ chu thế nào mua vài cái đi vương lâm bật cười tên đại ngưu này nhất định là thấy một năm qua khách đến cửa hàng của vương lâm không nhiều lắm nên khi gặp khách hàng có tiền hắn liền kéo đến cửa hàng của vương lâm trước tiên thanh niên họ từ kia nhìn một vòng ánh mắt ngày càng sáng lên hắn khác với đại ngưu hắn là một người từng trải trên đời, hiện tại đang là một trong những tùy tùng thân tín của Nam Vương Thế Tử. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra chất lượng của những tượng gỗ này so với của thợ một danh tiếng ở Kinh Thành cao hơn rất nhiều. Tuy rằng tượng điêu khắc gỗ của thợ một họ chu cũng sinh động như thật, nhưng luôn khiếm khuyết một vài thứ. Hắn trầm mặt một chút, bỗng nhiên hiểu được tượng gỗ của thợ một họ chu so với những vật trước mắt còn kém một chữ, đó là chữ sinh. Một bên là sinh động như thật, một bên là giống như đang sống. Chỉ kém một chữ nhưng khác biệt vô cùng lớn. Thanh niên họ từ ánh mắt sáng ngời, tiến lên cầm lấy một bức tượng gỗ. Bức tượng gỗ giao long này Vương Lâm đã điêu khắc đúng một năm trước. Con giao long này đầu và thân hướng lên nhìn trời, từng cái vẫy trên thân mình đều có thể thấy được rõ ràng, càng làm cho thanh niên họ từ cảm thấy khiếp sợ. Ngay khi hắn chạm đến bức tượng điêu khắc này, hắn bỗng cảm thấy con thú này giống như là đang sống hắn hoảng hốt buông tay bức tượng gỗ từ trong tay rơi xuống đại ngưu đã sớm để ý tới vẻ mặt của đối phương hắn biết một khi cầm trong tay những bức tượng này sẽ gặp phải một loại cảm giác kỳ lạ vì vậy hắn thường chỉ dám nhìn chứ không dám chạm vào loảng xoảng một tiếng bức tượng gỗ rơi xuống đất cũng may đây là một chế phẩm bằng gỗ nên một vài lần va đập cũng không gây tổn hại gì thanh niên họ từ đỏ mặt lên vội vàng nói vương sư phụ Bức tượng này là loài động vật gì vậy? Ta thấy có chút giống như rắn. Không đợi Vương Lâm trả lời, Đại Ngư ưỡn ngực nói, đây là Giao Long. Giao Long ngươi biết không? Đây là thần tiên hạng nhất. Giao Long. Thanh niên họ từ lẩm bẩm ghi nhớ, nói, tượng Giao Long này bán thế nào? Vương Lâm tùy ý cười, nói, mười lượng vàng. Đại Ngư vừa nghe thấy lời này liền thầm than một tiếng, trong bụng nghĩ lần này lại xong rồi một năm nay hắn đã dẫn không ít người đến cửa hàng này, nhưng chỉ cần Vương Lâm nói giá ra là mọi người đều lắc đầu rời khỏi. Nhưng hắn chẳng thể ngờ thanh niên họ từ kia chỉ nhướng mày một cái, lấy trong người ra 10 lượng vàng đặt trên bàn, dắt tượng gỗ vào phía sau áo khoác rồi vội vàng rời khỏi. Đại ngưu ngơ ngác nhìn 10 lượng vàng đặt trên bàn, hai mắt sáng rực, thì thào lẩm bẩm, không thể tin nổi, một bức tượng khắc gỗ mà cũng có thể bán được 10 lượng vàng. Cha ta rèn đồ sắt, một tháng cũng chỉ có thể thu được một lạng vàng, chuyện này đúng là hiếm có. Sau khi tự nói với mình, hắn hạ quyết tâm, bất kể 60 năm, hắn cũng phải học cho bằng được nghề này. Chỉ cần có nghề này trong tay, đại ngư hắn cả đời sẽ không phải lo cái ăn cái mặt. Lúc này hắn không nghĩ đến sau 60 năm, mặc dù có thể chế tác tượng gỗ giúp hắn không phải lo đến cái ăn cái mặt, nhưng 60 năm sau. Thanh niên họ từ kia cho tượng gỗ vào túi rồi ra khỏi cửa hàng, vội vã về nhà từ biệt cha mẹ. Thậm chí bữa tối cha mẹ chuẩn bị hắn cũng không động đến một chút, khẩn trương dẫn theo người lên xe ngựa, hướng về Đông Nam Vương Phủ phi nhanh mà đi. Vương Lâm cầm lấy vàng ở trên bàn, tiện tay ném vào một cái khay nhỏ bên cạnh, không thèm liếc nhìn một cái. Trong cửa hàng này, ngoài những bức tượng khắc cha mẹ người thân ra, những thứ còn lại Vương Lâm không thèm để ý đến. Hắn chỉ muốn tâm tính của bản thân được bình thản để cảm ngộ thiên đạo mà thôi hắn tin rằng nếu như có thể khắc được người hoặc yêu thú có tu vi hóa thần kỳ thì tu vi của hắn chắc chắn sẽ có đột phá đại ngư vẻ mặt có chút hoảng hốt rời khỏi cửa hàng vừa đi vừa thì thào tự nhủ không biết là hắn đang nói cái gì vương lâm uống một ngụm rượu trái cây tiếp tục mê mẩn điêu khắc một ít vụn gỗ theo đường khắc rơi xuống miếng gỗ trong tay hắn dần dần thành hình sinh ra một luồng khí tức vô biên chỉ có điều luồng khí tức này hoàn toàn bị hạn chế bên trong tượng gỗ không thể khuếch tán ra ngoài cứ mỗi một dao khắc xuống luồng khí này liền bị chia ra dần dần tạo nên hình dáng ban đầu của một con dao long chỉ có điều giờ đây dao khắc trong tay vương lâm lại có một chút do dự hắn trầm ngâm hồi lâu than nhẹ một tiếng tay phải khẽ phất dao khắc trong tay liền biến mất hắn tiện tay ném tượng gỗ mới khắc được một nửa ở trong tay sang một bên bức tượng liền rơi vào một cái thùng to trong chiếc thùng này có rất nhiều bức tượng gỗ cũng mới chỉ khắc được một nửa nếu nhìn kỹ những tượng gỗ này thì có cả người cả thú mạnh đà tử cổ đế lục dục ma quân thượng phẩm linh thú thậm chí là thú hoang đám tượng gỗ này tuy rằng khác nhau nhưng có một điểm chung đó là toàn bộ đều là hóa thần kỳ trở lên một năm qua vương lâm đã thử rất nhiều lần nhưng Thủy Chung vẫn không thể khắc ra được những nhân vật và yêu thú có tu vi hóa thần kỳ. Nếu cố gượng ép, kết quả chỉ có một, đó là tượng gỗ sẽ hóa thành tro bụi. Hắn trầm mặt một chút, hai mắt nhắm lại. Lập tức bên ngoài thân thể hắn xuất hiện một tầng sương màu hồng rộng chừng một bàn tay. Luồng sát khí màu hồng những ngày này co lại ngày càng nhanh, dĩ nhiên đang bị Vương Lâm nén ép tới mức độ này. Với tiến độ này, Vương Lâm cũng hơi vừa lòng. Một năm qua, hắn chưa từng cố gắng gượng ép nhưng ngay sau khi có tâm niệm này liền tự nhiên đã có thể làm được vương lâm tin rằng dần dần hắn sẽ có thể nén ép được toàn bộ khối sát khí này tuy việc nén ép sát khí đối với việc nâng cao bản lãnh hay hiểu được thiên đạo cũng không có gì liên hệ nhưng vương lâm luôn có cảm giác nếu một ngày sát khi màu hồng này tiêu tan thì hắn nhất định sẽ hối hận người tu đạo tu luyện đạt tới một trình độ nhất định mới có thể sinh ra được một loại khí tức như vậy Điều đó khiến Vương Lâm không chút do dự, bắt đầu nguyện luyện áp súc sát khí. Lúc này ở ngoài cửa hàng, cha của đại ngư lớn tiếng gọi, Vương Huynh Đệ, chị dâu ngươi hôm nay có làm một vài món ngon. Chúng ta đi uống vài chung nào. Vương Lâm mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng thâm thúy. Hào quang lúc này dần dần chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giờ đây, Vương Lâm lại biến thành phàm nhân. Hắn mang theo hồ rượu, sau khi đi được hai bước, do dự một chút, lấy nén vàng từ trong khay ra, sau đó đi ra ngoài. Lại nói đến thanh niên họ từ kia. Khi ngồi trên xe ngựa, trong lòng vô cùng kinh hoảng. Hắn nhìn vào vật được bọc trong áo khoác, miếm miếm môi, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Hắn không thể ngờ được rằng lần này về thăm cha mẹ lại có thể gặp được kỳ nhân bực này, có thể điêu khắc ra những tượng gỗ như vậy. Phải biết rằng, cuộc đời này vương gia chỉ yêu thích một thứ duy nhất. Bất kể là vật phẩm chế tác từ đá hay từ gỗ, hoặc từ bất kỳ loại vật chất nào, chỉ cần điêu khắc thành hình thì đều là thứ Vương gia yêu thích. Mà Thế tử lại là đứa con có hiếu. Nếu chính mình đem tượng gỗ này dâng lên, tất nhiên sẽ được Thế tử trọng thưởng. Nghĩ đến đây, cả thanh niên họ từ lập tức hít sâu một hơi. Đội xe này có hơn 10 cỗ xe ngựa, phi đi rất nhanh trong kinh thành. Tốc độ đã nhanh nhưng hắn hận là xe ngựa không thể đi nhanh hơn một chút mau chóng đưa mình trở lại vương phủ. Hồi lâu sau, xe ngựa dừng lại. Gã thanh niên họ từ lập tức đẩy cửa xe nhảy xuống, vội vàng đi vào trong vương phủ. Tới phủ nội đông, họ từ đứng ở bên ngoài một cung điện lộng lẫy, cao giọng nói, thế tử điện hạ, từ đào có chuyện quan trọng xin cầu kiến. Một lát sau, từ trong cung truyền ra một thanh âm trầm, từ đào, ngươi không phải về quê thăm người thân sao, quay trở lại làm gì. Có chuyện gì để ngày mai nói đi. Từ đào mơ hồ nghe thấy từ trong điện truyền ra vài thanh âm dịu dàng nũng nịu. Hắn do dự một chút, lẽ ra lúc này mình không tiện làm phiền, nhưng vật trong túi hắn làm cho hắn cảm thấy đủ tin tưởng. Sau một phen do dự, hắn cắn răng nói, "Thế tử đại nhân, tại hạ đúng là có chuyện rất quan trọng. Lần này về thăm người thân, tại hạ có tìm được một bức tượng khắc gỗ. Nếu vương gia nhìn thấy bức tượng này, chắc chắn sẽ rất vui sướng." Sau một chút im lặng, một thanh âm bất mãn vọng ra, "Vào đi. Nếu vật này không được như ngươi nói, tháng này ta sẽ cắt thưởng của ngươi." Từ Đào vội vàng đi vào. Chỉ thấy trong cung điện có một tấm lụa trắng từ trên trần nhà hạ xuống che một cái giường lớn. Một thanh niên sắc mặt tái nhợt, khoác một chiếc áo bào màu tím đang ở trên giường, ánh mắt có vẻ âm trầm. Từ Đào trong tay cầm áo khoác, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong lộ ra một bức tượng giao long bằng gỗ thanh niên kia nhìn bức tượng gỗ trong khoảnh khắc, lập tức đứng lên. Hắn nhanh chóng tiến đến bên cạnh, đưa tay phải cầm lấy tượng gỗ. Từ đào đang định nhắc nhở thì. Thanh niên kia bỗng hô lên một tiếng, sau khi tay phải phất lên, bức tượng gỗ trong tay liền biến mất. Mắt hắn tỏa ra hào quang mãnh liệt, cười to nói, từ đào giỏi lắm, ngươi đã lập được một đại công. Nói xong hắn vỗ bên hông lấy ra một thứ trông như túi tiền. Từ bên trong lập tức tràn ra một đám mây tía, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn chỉ thấy người thanh niên lúc này trên người đã mặc một chiếc áo trường bào màu tím trong nháy mắt khi đám mây tía xuất hiện một cơn gió nhẹ thổi qua cung điện tấm lụa trắng phía trên chiếc giường lớn bị thổi bay ra một góc từ phía phát ra hai tiếng kêu duyên dáng lộ ra hai thân thể mềm mại tuyệt vời từ đào không thể không liếc mắt một cái nuốt một miếng nước bọt sau đó lập tức cúi đầu xuống gã thanh niên này không phải phàm nhân mà là một tu sĩ chẳng qua là tu vi không cao mới chỉ đến tầng thứ tám ngưng khí kỳ mà thôi hắn nhìn từ đào vừa rồi từ đào làm gì đã bị hắn nhìn thấy vì thế hắn cười nói mị cơ đi ra từ hôm nay ngươi thuộc về từ đào một tiếng kêu yêu kiều từ trên giường phát ra đột nhiên một thân thể kiều diễm từ trên giường bước xuống lôi từ đào đang ngơ ngác ra ngoài cửa đi mất ánh mắt thanh niên đang nghe truyện trên TV audio CV kia chợt lóe lên, vội vàng rời khỏi cung điện. Hắn trực tiếp đi thẳng vào giữa đại điện của vương phủ. Ở bên ngoài điện, hắn nghe được từ bên trong truyền tiếng nhạc cũng như tiếng cười của phụ thân hắn. Lúc này bên ngoài đại điện có một đám hộ vệ đứng canh. Đám hộ vệ nhìn thấy thanh niên này lập tức quỳ một gối xuống. Thanh niên kia vội vàng đi qua, tiến thẳng vào đại điện. Trong đại điện có bày kỹ án, ngồi phía sau là hai tu sĩ mặc đạo bào. Hai người này tuy đều mặc đạo bào nhưng màu sắc lại có chút khác biệt, một màu đen một màu xanh. Trong đó, cả tu sĩ mặc đạo bào đen thủy chung nhắm nghiền hai mắt, không để ý gì đến màn ca múa. Còn gã tu sĩ áo xanh miệng lúc nào cũng tủng tỉm cười nhìn đám con gái nhảy múa. Phía trên đại điện là một người đàn ông trung niên dung mạo anh Tuấn đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt cũng không kém phần uy nghiêm, làm cho người ta thoạt nhìn cũng có thể nhận ra được khí độ vương giả sau khi thanh niên kia tiến vào đại điện người đàn ông trung niên cười ha hả nói không ở trong tẩm cung hành lạc chạy đến đây tìm cha làm gì thanh niên kia trước tiên cung kính hành lễ với hai vị tu sĩ sau đó nhìn người đàn ông trung niên nói phụ thân người hãy xem vật này hắn khẽ lật tay phải lập tức bức tượng giao long được đặt trên mặt đất trong nháy mắt ánh mắt của tu sĩ áo xanh đang nhìn ca kỹ bỗng nhiên ngừng lại chuyển sang bức tượng khắc gỗ người đàn ông trung niên ánh mắt cũng sáng ngời tay phải vung lên đám ca kỹ lập tức tản ra tu sĩ áo xanh bỗng nhiên đứng dậy cất bước đi tới gần bức tượng gỗ cẩn thận xem xét sau khi hít một hơi hắn nói đây là hắn trong lòng đã đoán ra được nhưng không dám xác nhận đây là tượng điêu khắc gỗ vị tu sĩ áo đen trước giờ thủy chung nhắm mắt lúc này mắt mở to lộ kỳ quan chậm rãi nói tu sĩ áo xanh ở đứng gần bức tượng lập tức ngẩng người ra cười khổ nói sư huynh ta đương nhiên biết đây là tượng điêu khắc gỗ cái mà ta muốn nói là con vật được khắc kia tu sĩ áo đen được gọi là sư huynh sau khi trầm ngâm một chút chậm rãi nói chưa gặp bao giờ tu sĩ áo xanh lập tức cười rộ lên đối với vị sư huynh cổ quái này dĩ nhiên hắn đã quen rồi người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn chầm chầm bức tượng gỗ, cười nói, hai vị tiên trưởng. Vật này thần kỳ ở chỗ nào? Tu sĩ áo xanh đang đứng gần tượng gỗ liền cầm tượng gỗ lên. Lập tức một luồng khí tan thương thổi ập vào mặt. Luồng khí to lớn lập tức khiến hắn tâm thần chấn động. Người này bản lĩnh trúc cơ trung kỳ, không ngờ cảm thấy trúc cơ trong cơ thể sắp sửa sụp đổ liền vội vàng hoảng hốt buông tay. Sư huynh của hắn, vị tu sĩ áo đen vung tay áo lập tức bức tượng gỗ bay lên bị hắn nắm trong tay vị tu sĩ này sắc mặt cũng lập tức tái nhợt kim đan trong cơ thể gần như bất ổn sau hồi lâu hắn cũng dần khống chế được chấn động của kim đan tượng gỗ này do vương lâm chế tác nếu bản lãnh càng cao thì cảm nhận càng lớn ngược lại phàm nhân hầu như ít bị ảnh hưởng vật này không phải tượng khắc gỗ bình thường con thú này với giao long trong điển tịch của môn phái ta ghi chép, gần như giống hệt nhau." Tu sĩ áo đen chậm rãi nói. "Sư huynh, không phải ngươi mới nói là chưa từng thấy qua hay sao? Sao bây giờ lại nói là giao long?" Tu sĩ áo xanh vẻ mặt cổ quái nói. Tu sĩ áo đen ngạc nhiên liếc nhìn sư đệ một cái, ánh mắt lộ vẻ không tin nổi, nói: "Sư đệ, ta rốt cục cũng biết được tại sao bản lãnh của ngươi mãi không thể đột phá." tu sĩ áo xanh bộ mặt co giật một chút không nói gì con thú được khắc này chính xác là ta chưa từng gặp qua nhưng ta đâu có nói là ta không biết tu sĩ áo đen thở dài nói tu sĩ áo xanh nói không lại phun ra máu tươi sau hồi lâu hắn mới rộ lên một tràng cười khổ đối với vị sư huynh này hắn coi như chịu thua trời tối đen không trăng vương lâm nằm trên giường trong căn phòng sau cửa hàng ở bên người hắn còn đặt một hồ rượu, thi thoảng cầm lên uống một ngụm. Một năm qua, Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng tâm tính của mình, chậm rãi thoát khỏi kiếp tu chân, trở nên giống phàm nhân. Ví dụ như giờ đây hắn tỉnh tọa thổ nạp rất ít, chuyện này trước kia là chuyện không tưởng. 400 năm qua, hắn chỉ có chạy trốn và giết chóc, gần như không lúc nào ngừng chuyển động linh lực trong cơ thể. Hắn dùng hết thời gian để nâng cao bản lãnh, cuộc sống đầy rẫy những xung đột, cá lớn nuốt cá bé chỉ cần hơi sơ ý sẽ lập tức bỏ mạng thậm chí hắn còn chưa từng có lúc nằm xuống ngủ như bây giờ cho dù là đêm khuya cũng chỉ ngồi thiền để chờ qua đêm loại cuộc sống này tuy rằng kích thích mang lại cảm xúc mạnh mẽ nhưng lại thường một chút tiếc nuối thiếu một chút bình thản nó là không trọn vẹn cuộc sống hiện tại của vương lâm không có sự tranh đấu tuy nói là bình thản nhưng lại giống như một dòng nước chảy nhỏ giọt gột rửa tâm linh Loại cảm giác này, khi Vương Lâm mới bắt đầu thấy cực kỳ xa lạ. Nhưng chậm rãi theo thời gian, tâm tính hắn dần dần tiếp nhận cách sống của phàm nhân này. Sau khi cầm lấy hồ rượu uống một ngụm, Vương Lâm bỗng nhiên nhướng mày. Vào giờ này, bên ngoài cửa hàng của hắn có hai tu sĩ đến thăm. Hai người này thân mình giống như hồn ma nhanh chóng bay tới. Trong đó, một người tay phải vung lên, lập tức cửa lớn của cửa hàng của Vương Lâm yên lặng mở ra không hề phát ra một chút tiếng động hai người nhanh chóng đột nhập vào ngay sau đó cánh cửa bị gió thổi đóng lại bên trong cửa hàng hai người này ánh mắt lóe sáng nhìn tượng gỗ bày quanh bốn phía ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhưng vẻ kinh hãi này lập tức biến mất mà thay vào đó là lòng tham không đấy không ngờ có nhiều pháp bảo như vậy một tu sĩ giữ hơi điều khí thuận tay cầm lấy pho tượng bên cạnh vừa ngưng thần nhìn thân mình lập tức trung lên, suýt chút nữa ném văn tượng gỗ đi. Hắn trong mắt càng đậm vẻ tham lam, vung tay áo. Lập tức toàn bộ tượng gỗ trên giá trong cửa hàng, từng cái một rơi vào trong túi trữ vật của hắn. Tu sĩ còn lại ngồi sổn bên một cái rương gỗ. Lật tới lật lui một hồi, bỗng nhiên hét lên một tiếng, trong tay cầm một bức tượng người bằng gỗ mới khắc xong một nửa. Sắc mặt hắn lập tức trở nên hồng hào kỳ lạ, từ trong cổ họng phun ra một nguồn máu tươi rất to. Bức tượng gỗ trong tay lập tức bị hắn nhanh chóng ném đi, vội vàng lùi lại vài bước. Dường như bức tượng khắc gỗ này là một loài viễn cổ mảnh thú vậy. Quả thật cũng khó trách hắn không chịu nổi. Bức tượng bán thành phẩm này khắc lục dục ma quân, mặc dù nói là bán thành phẩm nhưng bên trong ẩn chứa linh uy tương đương với bản lãnh Nguyên Anh Kỳ. Người này bản lãnh mới chỉ đạt kết đan kỳ nên căn bản không có khả năng chịu đựng may mà hắn nhanh tay buông ra, hơn nữa, linh uy của bức tượng khắc gỗ này vẫn chưa được mở, nếu không người này sẽ không đơn giản chỉ học máu như vậy. Bức tượng gỗ kia đang rơi xuống đất, đột nhiên bị một bàn tay lớn vô hình bắt lấy, rồi đặt vào trong tay Vương Lâm đang từ sau nhà đi ra. Vương Lâm thuận tay đem pho tượng để sang một bên, tay phải cầm hồ rượu uống một ngụm, nói, tổng cộng 4.500 lượng vàng, lấy ra đưa đây đi. Từ lúc Vương Lâm xuất hiện, Hai người kia vẫn không nhúc nhích, mắt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Vương Lâm chằm chằm. Nhất là gã tu sĩ vừa mới bị linh uy trong tượng gỗ làm cho bị thương, sắc mặt tái nhợt, trán toát mồ hôi. Trong mắt hai người này, sự xuất hiện của Vương Lâm quá sức kỳ lạ. Lúc họ tiến vào cửa hàng này, rõ ràng đã lấy thần thức dò xét. Tuy có phát giác ra một người đang nằm ở nhà sau, nhưng chẳng qua chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nhưng hiện giờ, họ không ngờ không thể phát hiện được gì. Phạm nhân này im hơi lặng tiếng xuất hiện, đột ngột hiện ra như sấm giữa trời quang, khiến cho hai người trong lòng vô cùng hoảng sợ. Thêm nữa, trong cửa hàng này xuất hiện rất nhiều tượng gỗ pháp bảo. Hai người này tuy ngu xuẩn nhưng giờ phút này cũng hiểu ra được trước mắt họ là một tiền bối cao nhân, bản lãnh quá cao để hai người có thể đụng chạm. Hai người nhìn nhau, vội vàng cung kính thấp giọng nói, tham kiến tiền bối. Bọn vãn bối là đệ tử của Bạch Vân Tông, hôm nay đắc tội mong tiền bối bỏ qua. 450 lượng vàng, có không? Vương Lâm Thanh âm bình thản nói. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ thân là người tu chân, nếu là linh thạch thì còn có một chút, chứ còn vàng bạc thì không có nhiều như vậy. Đương nhiên nếu cho bọn họ trở về chuẩn bị một chút, đừng nói bốn ngàn mà bốn vạn cũng có thể lấy ra. Vương Lâm nhìn hai người suy nghĩ, thở dài, tay phải đưa lên, cách không chụp lấy túi trữ vật bên hông một tu sĩ, thuận tay vung nhẹ một cái lập tức tu sĩ kia sắc mặt đỏ lên lui ra phía sau vài bước một nguồn máu tươi ở trong miệng bị hắn cố gắng nuốt xuống mắt hắn đậm vẻ cung kính vương lâm qua một cái vung tay kia đã xóa đi thần thức của hắn tất cả tượng gỗ nhẹ nhàng rung lên từng cái từng cái bay ra bốn phía hạ trên giá vào đúng vị trí cũ không có một chút sai lệch giống như chưa từng được động vào vậy trở về đi lần sau đến nhớ mang đủ vàng Vương Lâm nói xong, tay phải vung lên, túi trữ vật lập tức được đưa đến trong tay người kia. Sau đó, hai người không tự chủ được, bị một mảnh lực đẩy mạnh về phía cửa. Khi sắp đụng vào cửa, trong nháy mắt cánh cửa mở ra. Hai người bị cuốn ra ngoài, cửa đóng lại. Hai tu sĩ bị đẩy đi hơn 10 dặm mới vất vả dừng lại được, ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tưởng tượng pha lẫn hoảng sợ và kinh hãi. Trong mắt họ, người thanh niên này bản lãnh thâm sâu khó lường. Hai người trầm mặt một chút, từ trong đáy lòng đều thầm hô may mắn, sau đó nhìn nhau vội vàng rời khỏi. Hai người này chính là hai tu sĩ ở trong vương phủ. Bọn họ nhìn ra tượng thắt gỗ không phải tầm thường, tìm được từ đào tra hỏi, mới suốt đêm tìm tới nơi đây. Chỉ có điều sau khi trải qua tình cảnh vừa rồi, hai người dĩ nhiên bị dọa cho hết hồn, cơ hồ không còn can đảm ở trong cửa hàng kia nói ra ý định nữa. Hai người cũng không hề biết. Vương Lâm đã lưu lại thần thức trên người họ. Chỉ cần trong đầu họ có ý niệm gây bất lợi cho Vương Lâm, trong khoảnh khắc họ sẽ bị thần thức giết chết. Quả thật nếu hai người này có chút hiểu về Vương Lâm, bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng may mắn. Bởi vì, nếu là trước đây một năm, kết cục của hai người ngoài chết ra thì không còn con đường nào khác. Vương Lâm ngồi trong cửa hàng, uống một ngụm rượu, thở dài, thì thào lẩm bẩm, một năm chưa giết người. Hắn lắc đầu, xoay người đi vào trong phòng, lên giường đi ngủ. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã qua 2 năm. Vương Lâm sống ở Kinh Thành cũng đã được 3 năm. Thân thể đại ngưu ngày càng to lớn, thân mình cũng khỏe mạnh hơn. Hàng xóm xung quanh tăng thêm mấy nhà, ông chủ tiệm vải họ không bị bệnh mà chết, cửa hàng cũng bán cho người khác. Trên mặt cha mẹ đại ngưu dần dần đã có mấy nếp nhăn nhỏ. Tuy bọn họ vẫn còn trẻ, nhưng cũng không thể giấu đi dấu hiệu của tuổi già trong hai năm này hàng xóm xung quanh không ít người đã đến làm mai nhưng lần nào vương lâm cũng nhẹ nhàng nói lời từ chối con trai thứ hai của từ gia cũng đã cưới vợ sinh được một đứa con bụ bẩm hôm từ đào trở về cung kính đến thăm vương lâm dâng lên trăm lượng vàng nói là thế tử điện hạ kính biếu thực ra trong hai năm này cứ đến cuối năm từ đào lại mang rất nhiều vàng đến biếu vương lâm cũng không chối từ trực tiếp nhận xuân đi thu đến năm tháng trôi qua. Trong thời gian hai năm qua, Vương Lâm đã thấy được thế nào là sinh lão bệnh tử, trong lòng có chút cảm khái. Trong hai năm này, hắn chỉ tỉnh tọa thổ nạp có hai lần. Đối với bản lãnh của chính mình, hắn cũng rất ít để ý, rất lâu nay hắn không còn xem xét đám xương hồng bên ngoài thân thể, giờ đây chỉ còn lại một tầng mỏng manh, toàn bộ được ngưng kết thành ba hạt châu màu đỏ, bị hắn thu vào trong túi trữ vật theo hắn phân tích, nếu như hạt màu đỏ thứ tư được ngưng kết thành, đám xương hồng kia sẽ tiêu tan hoàn toàn. Cũng trong hai năm này, hai tu sĩ kia đã tới đây một lần. Sau khi dâng lên rất nhiều vàng bạc của phàm nhân, bọn họ cầm đi ba bức tượng gỗ với vẻ cung kính lạ thường. Hai năm nay, cửa hàng của Vương Lâm ở phía Tây Thành cũng dần trở nên có tiếng tăm. Khách đến tuy không phải rất nhiều, nhưng so với lúc chưa khai trương cách đây một năm thì nhiều hơn không ít. Chỉ có điều đến cửa hàng của Vương Lâm nhiều nhất không phải phàm nhân mà là tu sĩ thông thường cứ 10 người đến, sẽ có 6 người là người tu đạo. Mỗi một người tu đạo đến đây đều dùng vàng bạc của phàm nhân để mua tượng gỗ. Hai năm qua, tượng gỗ bán ra không ít, vàng bạc vương lâm tích lũy cũng phải được một trương to. Việc ở phía Tây Kinh Thành có kỳ nhân, ở khu vực tu chân giới này dần dần cũng có danh tiếng nhất định. Tâm tính của Vương Lâm Thủy chung vẫn bình thản, không có gì thay đổi. Cái hắn hướng tới chính là tâm tính của phàm nhân, Trải nghiệm của đời của phàm nhân cảm nhận được thiên đạo luân hồi cửa hàng này chỉ là công cụ để hắn cảm nhận được thiên đạo tượng điêu khắc gỗ cũng giống vậy mà thôi lúc này cũng đã gần hết năm trong kinh thành mọi người vui sướng hân hoan vương lâm từ trong cửa hàng đi ra ngồi ở trước cửa nhìn mọi người đi tới đi lui trong mắt hắn lộ vẻ hồi tưởng thật sâu đây là lúc hắn kết thúc năm thứ ba ở kinh thành sau mỗi năm cảm nhận tuy không giống nhau nhưng đều có một chút hoài niệm về thời thơ ấu. Từ trong cửa hàng bán đồ sắt phía đối diện, đại ngư chạy nhanh ra, trong tay cầm một ít pháo hoa, phấn khích chơi đùa. Nhìn đại ngư, ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ thoải mái. Ba năm qua nhìn đứa bé này lớn lên, từ một đứa nhỏ 11 tuổi nay đã biến thành một thiếu niên 14 tuổi. Năm trước, đại ngư thật sự không thể chịu nổi cha hắn cứ nói dông dài, miễn cưỡng bắt đầu học nghề rèn. Tuy nhiên, mỗi khi nhàn hạ, vẫn còn có thể chạy ra nhìn vương lâm chế tác tượng gỗ đại ngư tuy không thường đến đây nữa nhưng mỗi ngày đều có một hồ rượu trái cây không hề gián đoạn đặt pháo hoa xong đại ngư hô to một tiếng chạy đến cạnh vương lâm đặt mông lên ghế gỗ lạnh như băng mà như không hề biết lạnh hắn nháy mắt nói vương thúc mấy ngày trước ta nghe cha ta nói chưởng quầy họ lữ ở phía đông muốn đem con gái gả cho thúc vì sao thúc lại không đồng ý ta đã nhìn qua con gái hắn nhan sắc trông cũng được lắm. Vương Lâm mỉm cười, xoa đầu Đại Ngưu, nói, "Thúc thúc có vợ rồi." "Thật sao? Tại sao ta lại không thấy bao giờ?" Đại Ngưu đứng lên một chút, vẻ mặt kinh ngạc. "Nàng đang chờ ta ở một nơi rất xa. Sẽ có một ngày, ta sẽ đến tìm nàng." Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ nhu tình, trong đầu hiện lên hình ảnh một nữ nhân. "Ta biết rồi, Vương thúc." thúc định bao giờ việc buôn bán ở kinh thành trở nên phát đạt mới quay trở về để lấy vợ. Đại Ngưu cười ha hả, nói: "Vương Lâm đột nhiên cười lớn, gật gật đầu nói, đúng vậy, chờ đến lúc thúc buôn bán có lời rồi mới về cưới vợ." Đại Ngưu đang muốn nói chuyện tiếp thì cha hắn ở cửa hàng đồ sắt gọi vọng sang một tiếng, Đại Ngưu vội vàng lên tiếng trả lời, vẻ mặt không đành lòng nhìn Vương Lâm nói, "Trời, lại bắt rèn sắt đây." nói xong hắn bất đắc dĩ quay lại cửa hàng từ trong cửa hàng lại vọng ra vài câu trách cứ của cha đại ngưu vương lâm uống một ngụm rượu lẳng lặng ngồi ở cửa lúc này từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống vài bông tuyết dần dần tuyết rơi ngày một nhiều trận mưa tuyết đầu tiên trong năm đã lặng lẽ rơi xuống nhiệt độ nhanh chóng trở nên lạnh hơn bông tuyết rơi vào mặt vương lâm hòa tan trở thành nước lạnh vương lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la một lúc sau vương tay phải ra tùy ý nắm chặt thoáng chốc bông tuyết từ bốn phía lập tức ngưng tụ vương lâm thở sâu buông tay ra bông tuyết lại trở nên tán loạn hướng ra bốn phía bay đi cảnh tượng này xuất hiện cực nhanh cũng không có người đi đường nào phát hiện ra điều dị thường chỉ có một đám người cúi đầu vội vã chạy đi trời ngày càng tối người đi đường cũng thưa dần cuối cùng đã không còn ai đi lại trên con đường này nữa các cửa hàng xung quanh cũng bởi trận mưa tuyết lớn mà đóng cửa, không buôn bán nữa, cả nhà tề tự sưởi ấm quanh bếp lửa. Không chỉ thân thể, ngay cả tâm hồn mỗi người dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp khi cả gia đình quay quần bên lò lửa, nó có thể xua tan đi cái giá rét. Trong ánh mắt Vương Lâm dần lộ ra vẻ ảm đạm, bông tuyết xung quanh tuy mang đến cảm giác băng giá. Tuy vậy đối với hắn mà nói thì thực sự chẳng có gì đáng kể. Nhưng lúc này, Nhìn những cửa hàng xung quanh đã lên đèn, chỉ mỗi cửa hàng của hắn là tối đen như mực, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tia lạnh lẽo. Loại lạnh lẽo này không phải dùng lửa là có thể xua tan, không một loại pháp thuật thần thông nào có thể bù lại. Loại hàng ý này là cái giá cho việc cảm ngộ thiên đạo, là điều mà người tu tiên nào cũng đều phải trải qua. Nếu muốn hóa thần, trước phải hóa phàm. Nhưng hóa phàm, nói thì dễ dàng thực tế lại không hề đơn giản như vậy. Hiện tại, Vương Lâm cảm thấy cô độc. Hắn biết rõ ràng sự cô độc này sẽ mãi đi theo hắn. Năm tháng qua đi, những người thân bên cạnh lần lượt chết đi, cảm giác dường như cả đất trời chỉ còn lại một mình mình. Đó mới chân chính là cô độc. Vương Lâm trầm mặt, một lúc lâu sau mới tập tễnh đứng lên, cả người chỉ trong nháy mắt này dường như già đi nhiều lắm. Hắn chậm rãi xếp lại cái ghế, đi vào trong cửa hàng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hồi lâu sau, từ bên trong cửa hàng sáng lên một ánh lửa. Tuy thoạt nhìn cũng không khác những ngôi nhà xung quanh nhưng thực tế, ánh lửa này chỉ là cái vỏ bên ngoài che giấu một sự cô tịch ẩn sâu bên trong đáy lòng hắn. Vương Lâm ngồi bên cạnh lò lửa, trong cửa hàng rất ấm áp, chỉ là nội tâm hắn ngày càng lạnh lẽo. Trầm mặt hồi lâu, Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra một bức tượng đặt ở bên người. Khuôn mặt khắc trên bức tượng này chính là cha hắn nhìn bức tượng nội tâm của vương lâm càng lúc càng trở nên lạnh giá hắn lại lấy ra bức tượng mẹ hắn sau đó một loạt các bức tượng được hắn lấy ra từ trong túi trữ vật đặt ở xung quanh trong số các bức tượng này có nam có nữ có già có trẻ toàn bộ đều là những người thân quen của hắn ở quê nhà nhìn những bức tượng này vương lâm lộ ra một nụ cười tuy nhìn nụ cười này chứa đầy vẻ thỏa mãn nhưng nếu có bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều có thể nhận ra rằng hắn co phải đang cười mà rõ ràng chính là đang khóc không thành tiếng lò lửa chập chờn lúc sáng lúc tối chiếu thẳng vào mặt hắn khi chiếu lên mấy bức tượng gỗ được điêu khắc lại tạo ra cảm giác rất kỳ quái nhẹ nhàng cầm lấy từng bức tượng sự lạnh lẽo trong nội tâm của vương lâm cũng giảm đi đôi chút tuy nhiên sự cô độc giảm xuống thì sự bi ai lại càng tăng lên không buông được không buông xuống được vương lâm thì thào nói năm đó khi hắn bắt đầu bước vào con đường tu tiên hắn không bỏ lại được thân nhân cho tới hiện tại vẫn không thể buông tay tuy nhiên loại tình cảm này và tình cảm năm đó không giống nhau muốn hóa thần trước tiên phải hóa phàm nếu chân chính bỏ đi thân tình buông xuống hết thảy như vậy thì muốn hóa phàm căn bản là chuyện không có khả năng mỗi tu sĩ hóa thần kỳ sở dĩ cường đại Bên cạnh tu vị ở ngoài thì trọng yếu hơn là nội tâm luôn che giấu ẩn tình. Chính vì phần tình cảm này mới khiến họ hóa phàm, nương theo tình cảm, đột phá nguyên anh kỳ đạt đến hóa thần kỳ. Bởi vì phần chấp niệm này nên khi Vương Lâm hóa phàm cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn, mà dần cảm nhận được cảm giác của người phàm. Giờ khắc này, hắn đắm chìm trong sự tưởng niệm về cha mẹ, lặng lặng cảm nhận loại cảm giác này, linh lực trong cơ thể hắn một lần nữa lại bắt đầu điên cuồng xoay tròn loại xoay tròn này dần thấu xuất ra bên ngoài cơ thể tất cả các tượng gỗ điêu khắc trong cửa hàng này bỗng nhiên dâng lên một tia linh khí bắt đầu nhanh chóng xoay tròn cùng nhịp độ với linh lực trong cơ thể hắn dần dần linh lực xoay tròn ngày càng nhanh thấu xuất ra cả ngoài cửa hàng dưới bầu trời hàng ngàn bông tuyết rơi xuống mái nhà của cửa hàng cũng theo đó mà chuyển động hình thành một đoàn bông tuyết xoay tròn hướng ra bốn phía nhanh chóng tản ra tuyết càng rơi càng lớn một lúc lâu sau vương lâm dần dần thanh tĩnh nháy mắt khi hắn tỉnh ra những bức tượng gỗ điêu khắc xung quanh hắn có hơn một nửa bổng rắc một tiếng vỡ vụn tuy nói hơn một nửa số tượng gỗ vỡ vụn nhưng trên đó tràn ngập linh uy cũng là so với trước đây mạnh mẽ hơn nhiều thậm chí phẩm chất cũng được đề cao vương lâm nhìn thoáng qua hít vào một hơi thật sâu hắn đứng lên đẩy cửa cửa hàng đi ra trước mặt thổi đến một cổ hàng mang mang đến cái lạnh như băng vương lâm ngẩng đầu nhìn lên trời giọng nói bình thản vang lên hóa thần vương lâm ta sẽ sớm đạt tới những bông tuyết rơi xuống từ không trung đã lớn hơn phủ một lớp thật dày trên mặt đất lúc này cánh cửa của cửa hàng đồ sắt đối diện bỗng nhiên mở ra đại ngưu và cha hắn đang muốn đi ra thì thấy vương lâm đứng ở đối diện không khỏi ngay ra một lúc sau đó đại ngưu đạp tuyết chạy ra hắt xì mấy tiếng chạy tới bên người vương lâm kêu lên vương thúc người biết là chúng ta đi sang phải không nói xong đi vào phòng ngồi bên cạnh lò lửa cha của đại ngư cười nhẹ tay cầm một cái giỏ hướng vương lâm nói vương huynh đệ không bận chứ vương lâm miễn cười nhường đường nói không bận tiến vào nhà rồi nói cha của đại ngư vào phòng mắt nhìn những bức tượng gỗ điêu khắc bốn phía ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ sau đó buông cái giỏ xuống dường như muốn nói cái gì nhưng lại ngượng ngùng chưa dám mở miệng lúc này đại ngư ngồi bên lò lửa thấy được những bức tượng cha mẹ và thân nhân vương lâm liền thở nhẹ một tiếng nói vương thúc những bức tượng này sao cho tới giờ ta vẫn chưa thấy qua là thúc vừa làm phải không vương lâm đóng cửa lại ngồi xuống một bên nói đây là ta làm từ trước đại ngư nhìn những bức tượng này không chuyển mắt nói vương thúc những bức tượng này là thúc điêu khắc người nào vậy ánh mắt vương lâm lộ ra một vẻ hoài niệm chậm rãi trả lời đây là thân nhân của ta." Đại Ngưu ngẩn ra, không hề hỏi thêm nữa mà vội vàng đứng lên, chạy đến cái giỏ mộc, mở khăn che ra. Chỉ thấy bên trong đặt ba món ăn được chế biến tinh xảo và hai bầu rượu trái cây. Vương Lâm nhìn thoáng qua, khuôn mặt như cười như không nhìn cha của Đại Ngưu. Ba năm qua, hắn cùng đối phương cũng thường xuyên qua lại nhưng đây là lần đầu tiên thấy người đàn ông cởi mở này có thái độ như vậy, hiển nhiên hắn có chuyện gì cần nhờ mình giúp đỡ. Đàn đại ca, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra đi. Vương Lâm nói. Cha của đại ngư do dự một chút, xấu hổ nói, có chút việc. Có chút việc. Đại ngư nhìn giỏ đồ ăn, miệng nuốt nước miếng, đưa tay hướng vào bên trong chọc lấy. Cha hắn trừng mắt, dọa hắn phải vội vàng rụt tay lại, bất mãn nói thầm, không phải chỉ là muốn mượn chút bạc thôi sao, có gì mà ngượng ngùng khó nói. Cha của đại ngư lập tức đỏ mặt, mắng, tiểu quỷ, ngươi đi về nhà. Đại ngư thè thè đầu lưỡi ra, nhìn sang vương lâm nói, vương thúc, cha ta ngượng ngùng không nói thì để ta nói vậy. Mẹ ta chuẩn bị thuê lại cửa hàng bên cạnh, làm cho cửa hàng nhà ta rộng ra, nhưng tiền còn chưa đủ. Cha của đại ngư thở dài, nhìn vương lâm, bất đắc dĩ nói, vương huynh đệ, đại tẩu của ngươi bảo rằng cửa hàng của chúng ta hơi nhỏ, cho nên người đến mua bán cũng không nhiều thấy cửa hàng của Lý Gia bên cạnh cho thuê nên đang tính thuê lại. Vương Lâm mỉm cười gật đầu, cầm lấy bầu rượu trong giỏ, uống một ngụm, nói, cần nhiều không? Cha của Đại Ngư do dự một chút, nói, cửa hàng của hắn khá lớn, hơn nữa quan trọng nhất là phải thuê 2 năm, cần 50 lượng bạc. À, 32 lạng bạc, 30 lượng bạc là đủ rồi. Đại Ngư biểu môi, nhỏ giọng nói, rõ ràng là mẹ nói cần 82. Không đợi hắn nói hết, cha hắn đã hung hăng trừng mắt nhìn sang. Vương Lâm gật gật đầu, cũng không nói gì mà đứng dậy đi vào phòng trong, nơi này có một cái rương lớn, trong đó chất đầy toàn bộ đều là vàng bạc. Vương Lâm tùy ý cầm lấy một thỏi vàng, về lại ngoài cửa hàng, đặt trước mặt cha của Đại Ngưu. Sau khi nhìn thấy thỏi vàng, cha của Đại Ngưu lập tức ngẩn ra, vội vàng nói, không cần dùng đến nhiều như vậy đâu. Vương huynh đệ, ngươi mau cầm lại đi ta chỉ cần mượn 30 lượng bạc là đủ rồi. Hắn cho rằng thỏi vàng này ít nhất cũng đến 10 lượng, so với con số hắn cần thì lớn hơn nhiều lắm. Vương Lâm cầm lấy bầu rượu, cười nói, tặng đại ca, số tiền này không phải là cho ngươi mượn mà là tiền ta mua rượu. Từ nay về sau, mỗi ngày một bầu. Rượu trái cây của ngươi không tồi, số tiền này cũng đáng 10 năm tiền rượu. Cha của đại ngư do dự một chút, khuôn mặt lộ ra vẻ kích động, nói, vương huynh đệ, chuyện này. Ánh mắt đại ngư khẽ nhướng lên nói, cha, người cầm lấy đi. Vương thúc bán một bức tượng gỗ điêu khắc có giá tới 10 lượng vàng đó. Sau khi trừng mắt nhìn đại ngư một cái, cha đại ngư hít sâu một hơi, cầm lấy bầu rượu, hung hăng uống một ngụm, gật đầu nói, vương huynh đệ, cần gì phải nói 10 năm, 8 năm. Chỉ cần người còn ở nơi này một ngày, ta đều mỗi ngày đưa một bầu rượu này sang đây. Vương Lâm mỉm cười, nhìn phụ tử hai người, nội tâm đã dần không còn lạnh lẽo nữa mà đã có một tia ấm áp. Một đêm đó, cha của Đại Ngư uống rất nhiều, hai bầu rượu hiển nhiên không đủ. Đại Ngư một bên hầu hạ, lấy thêm đến bầu rượu thứ 10 mới đủ uống. Cuối cùng cha của Đại Ngư uống đến say nhưng bàn tay vẫn nắm chặt thỏi vàng, bị Đại Ngư dìu đỡ đi trở về. Trước khi về, Đại Ngư còn nhỏ giọng nói với Vương Lâm, Vương Thúc, loại rượu này của nhà ta còn nhiều, Cha không cho ta nói cho người khác biết. Thực tế, nhà ta có cả một hầm rượu, có đến mấy hũ rượu lớn, đều là do tổ tiên lưu lại, nghe bảo phía dưới đất còn có không ít. Nếu không phải vì cha ta kiên quyết không cho mẹ đem bán, thì mẹ cũng không bắt cha đi vay tiền. Cha con đại ngưu đi rồi, Vương Lâm ngồi bên cạnh lò lửa, nội tâm cảm động. Vàng bạc đối với phàm nhân mà nói là một số tiền lớn, nhưng đối với người tu tiên mà nói thì cũng chẳng khác gì rác rưởi cả nhìn cũng không thèm để vào mắt. Hắn lặng lặng ngồi trong cửa hàng, cầm lấy một đoạn gỗ, tay phải huy động khắc đao, một, tiến hành điêu khắc. Một loại dao chuyên dùng để chậm khắc gỗ thời gian thấm thoát, đã ba năm nữa trôi qua. Cửa hàng nhà đại ngưu đã mở rộng hơn gấp đôi, việc buôn bán quả nhiên cũng đúng như mong mỏi của mẹ đại ngưu, so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Nhưng theo đó, thời gian rỗi của đại ngưu cũng ít đi, cả ngày đều phải giúp đỡ cha hắn làm nghề rèn. Chỉ sau khi kết thúc những công việc có liên quan đến cửa hàng, đại ngư mới có thời gian lê tấm thân đã mệt nhoài, mang theo một bầu rượu trái cây sang chỗ vương lâm, nhìn hắn điêu khắc tượng gỗ. Thân mình đại ngư vì mấy năm làm nghề rèn mà càng thêm khỏe mạnh. Tiểu tử 17 tuổi này dù là giữa mùa đông giá rét cũng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, không biết rét lạnh là gì. Chỉ có điều những nếp nhăn trên mặt cha mẹ hắn dần nhiều thêm. Tướng mạo của Vương Lâm so với 6 năm trước cũng có biến hóa, Nhìn qua hắn không còn là một thanh niên nữa mà đã như bước vào tuổi trung niên, trên mặt dần có thêm nếp nhăn. Đây cũng là do hắn cố ý sử dụng pháp thuật tạo ra, dù sao nếu là một phàm nhân mà 6 năm cũng không có chút biến hóa nào thì đối với những người thuần phát thiện lương xung quanh cũng là một việc không thể tin nổi. Trong 3 năm qua, số lần từ đào đến chỗ hắn cũng thường xuyên hơn. Gần như tháng nào cũng đến một lần, mang theo rất nhiều vàng bạc cùng với rượu ngon chủ ý nhờ cậy dựa dẫm không cần nói ra cũng biết đôi khi trong lời nói cũng lộ ra mấy thứ này đều là thái tử hiếu kính đối với vị thái tử này vương lâm cũng không có nửa điểm hứng thú hắn sở dĩ ở lại kinh đô mục đích là thấu hiểu cảm giác người phàm khiến cho tu vi của mình đột phá tranh đấu quyền thế trong nhân gian lấy thân phận của hắn thật sự không muốn tham dự vào cuối mùa thu năm đó lá mấy cây liễu lớn hai bên đường bị gió thổi qua ào ào lìa cành rụng xuống bị gió cuốn đi thật xa để lại những cành cây trụi lá trên tất cả các con phố đều tùy ý có thể thấy được lá rụng vương lâm từ trong cửa hàng đi ra trên người mặc quần áo rất dày đầu đội mũ da lúc này nếu có người của triệu quốc hay sở quốc nhìn thấy vương lâm chắc chắn không thể nhận ra đây chính là tên sát tinh vương lâm nhân vật khoai hùng năm đó giết người vô số tay nhúng đầy máu tanh Mặc dù là một số ít kẻ được hắn tha chết cũng tuyệt không thể nhận ra. Lúc này đây, Vương Lâm và người phàm không có gì khác biệt. Không phải chỉ là vẻ tương tự bên ngoài mà thậm chí cả xương cốt bên trong cũng không có chỗ nào khác nhau. Trải qua 6 năm hóa phàm, Vương Lâm đã hoàn toàn trở thành người phàm. Hiện tại, khuôn mặt có chút già nua, tuy rằng thân hình vẫn cao như cũ nhưng không có gì khác một trung niên phàm nhân luôn bận rộn lo lắng việc làm ăn chỉ có một thứ hắn có chút không giống với người phàm, đó chính là ánh mắt của hắn. Trắng đen rõ ràng, không có tạp sắc, ẩn ẩn một tia hàng mang, khiến cho cả người hắn nhìn qua rất phi phàm. Trải qua ba năm, Vương Lâm cũng không có ngồi xuống tu luyện một lần nào. Dù là hồng vụ ngoài cơ thể hắn, từ hai năm trước cũng vô tình bị hắn ngưng luyện hoàn toàn, hóa thành hạt châu màu máu, thu vào trong túi trữ vật. Đi ra khỏi cửa hàng, một trận gió ập vào mặt, mang theo chút xe lạnh của mùa thu vương lâm kéo cổ áo lại đóng chặt cửa cửa hàng lại sau đó chậm rãi đi về hướng xa xa lúc này từ cửa hàng bán đồ sắt đi ra một tiểu tử khỏe mạnh trong tay cầm một thùng than bỏ đi ngay khi đi ra khỏi cửa hàng hắn thấy vương lâm nên nhoẻn miệng cười nói vương thúc lại đi nghe hát à vương lâm xoay người cười nói đại ngưu lấy cho ta một bầu rượu tiểu tử kia dạ một tiếng để thùng than sang một bên vội vàng đi vào cửa hàng không lâu sau hắn cầm một bầu rượu chạy đến ánh mắt lộ vẻ thân thiết nói vương thúc người lớn tuổi rồi uống ít một chút uống vài hớp làm thân mình ấm lên chút rồi thôi vương lâm mỉm cười gật đầu tiếp lấy bầu rượu vỗ vỗ bả vai đại ngưu xoay người chậm rãi rời đi đại ngưu nhìn bóng dáng của vương lâm trong lòng có chút cảm giác chua xót sáu năm qua trong mắt hắn Vương Thúc từ một người không có gì không làm được đã già đi rất nhiều. Hắn giờ vẫn còn nhớ rõ, 6 năm trước, Vương Thúc có khuôn mặt đầy anh khí cùng với ánh mắt sáng như sao. Một đám tượng gỗ rất sống động từ trong tay người này điêu khắc thành hình. Hắn vẫn nhớ Vương Thúc từng nói qua, chờ khi hắn buôn bán có tiền rồi sẽ trở về cưới người con gái đang chờ hắn làm vợ. Nhưng thoáng cái 6 năm đã trôi qua, Đại Ngư thủy chung vẫn chưa thấy mặt vợ Vương Lâm đối với việc này hắn cũng không có hỏi lại lần nữa đại ngư thở dài xoay người đi vào trong cửa hàng cha hắn cũng đã già rồi những công việc chủ yếu của cửa hàng giờ đều đến tay hắn dù sau khi cửa hàng đã đóng cửa cũng còn rất nhiều việc khiến hắn phải làm thói quen từ thời niên thiếu thường xuyên nhìn vương lâm chế tác tượng gỗ dĩ nhiên cũng không thể tiếp tục được nữa chỉ có thể cách vài ngày hắn lại bớt ra chút thời gian chạy đến tiếp chuyện với vị vương thúc cô độc này mà thôi trong tiết mùa thu, những cơn gió đã mang theo hơi lạnh, Vương Lâm một đường chậm rãi đi đến. Một lúc sau, rốt cục đến một quán trọ ở đầu phố, hắn liền bước vào. Tiểu nhị của quán trọ này, vắt một cái khăn trên vai, có chút lanh lợi, nói, ai da, vương trưởng quỷ đến đó ư, mau mời vào. Vương Lâm vào trong, cởi mũ da xuống, cười nói, ta cũng không có bạc để thưởng đâu, người có nhiệt tình hơn nữa cũng vô ích thôi. Tiểu nhị cười ha hả nói, chưởng quỷ đã căn dặn vị trí đẹp nhất sát cửa sổ phía đông vĩnh viễn lưu lại cho ngài nói xong hắn bước nhanh vài bước đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra hướng đông lấy khăn lao qua mặt bàn rồi lui người ra sau vương lâm ngồi lên ghế dài một lúc sau tiểu nhị liền bê lên mấy món lại mang lên một chiếc nồi nhỏ chứa đầy nước sôi vương lâm đem bầu rượu cầm theo cho vào trong nồi bắt đầu hâm nóng rượu thỉnh thoảng vương lâm lại lấy ra rót một ly uống cứ thế ngồi chỗ này nhìn những người lục tục tiến vào quán trọ dần dần quán trọ mỗi lúc một đông qua chừng nửa canh giờ có mấy cô đào cầm đàn từ phía sau phòng đi ra mấy người này vừa xuất hiện quán trọ liên tục vang lên những thanh âm trầm trồ khen ngợi náo nhiệt hẳn lên trong số mấy cô đào này có một cô gái tướng mạo có đôi chút xinh đẹp đại đa số người đến quán trọ này đều là đến để xem nàng đôi mắt đẹp của cô gái này đảo qua tay áo vũ động bắt đầu ngâm sướng thanh âm của nàng rất êm ái khiến cho những vị khách đến quán uống rượu không ngừng trầm trồ khen ngợi trong khoảng thời gian ngắn không khí đã đạt đến đỉnh vương lâm mỉm cười nhìn cô gái đang hát nhâm nhi rượu trái cây những ngày như thế này đã diễn ra được hơn một năm không lâu sau một trung niên hơi béo mặc một bộ y phục rất dày từ sau phòng đi ra bước nhanh đến bên cạnh vương lâm ngồi xuống Tiểu nhị vội vàng cung kính bê lên một bầu rượu. Người trung niên mập mạp lập tức rót đầy chén, một hơi uống cạn, liếc nhìn Vương Lâm, xấu hổ nói, Vương trưởng quỷ, chuyện này. Vương Lâm cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm, cười nói, Lý trưởng quỷ, hôm nay ta cũng không phải đến để thu địa tô, ngươi cứ yên tâm đi. Trung niên mập mạp lập tức thở vào một hơi, mỉm cười làm lành nói, kinh doanh không được tốt. Ngài đừng nhìn hiện tại ở đây có không ít người, nhưng để mời được đoàn hát này ta đã phải tiêu tốn khối bạc, làm ăn thật không dễ dàng. Vương Lâm cười cười, cũng không nói gì mà im lặng nghe khúc nhạc. Trung niên mập mạp họ lý tên gọi là gì đến bây giờ Vương Lâm vẫn chưa biết. Hai năm trước, người này đến tìm Vương Lâm, đem quán trọ này ra thế chấp để vay Vương Lâm 20 lạng vàng. Cho tới bây giờ, số tiền này còn chưa hoàn trả, nên đương nhiên quán trọ này đã tất cả thuộc về Vương Lâm. Một năm qua, hắn thấy vương lâm gần như ngày nào cũng đến đây, trong lòng luôn cảm thấy bất an, thường xuyên lại đây thăm dò ý tứ của hắn. đôi mắt đẹp của cô đào kia chuyển động, những người đàn ông trong quán trọ đều vang lên tiếng ủng hộ. đúng lúc đó, từ bên ngoài truyền đến giọng nói của một người, âm thanh có chút bị ổi. ái chà, tiểu nương tử này hát sướng thật hay, khiến cho ta từ phía bắc thành cũng bị câu dẫn đến đây. được. ngay khi thanh âm truyền tới, một lão nhân tóc tai lù xù trên mặt chỗ xanh chỗ đỏ mặc một bộ quần áo màu xám trên vạt áo phía trước ngực còn có một dấu chân rất lớn hắn vừa tiến vào lập tức lớn tiếng tán thưởng tiểu nhị nhướng mày lập tức quát lên trách mắng sao lại có lão ăn mày tới đây đi ra hôm nay không có tiền cho ngươi đâu nói xong hắn muốn tiến lên đẩy lão ra lão nhân kia trừng mắt lên nói ngươi đẩy ư ngươi nếu dám đẩy ta ta gục xuống đây không đi liền lão tử hôm nay tới để nghe hát. Ngay khi Vương Lâm nhìn đến lão nhân kia, đôi mắt nhiều năm ảm đạm bỗng nhiên lóe sáng như sao. Lão nhân này không phải ai xa lạ mà chính là kẻ 6 năm trước lừa Vương Lâm một bữa cơm. Lão trung niên mập mạp trưởng quỷ ngồi trước Vương Lâm lập tức nhướng mày, đứng lên, bước nhanh ra cửa, lấy túi tiền ra, sờ soạn một lúc lâu rốt cục rút ra một đồng tiền, sau khi ném cho lão nhân, nói, cho ngươi. Đi nhanh đi thật sự là xui xẻo. Lão nhân cầm lấy đồng tiền, cắn răng một cái, trên đồng tiền còn dính thêm một chút vết xanh, nhếch miệng cười với tiểu nhị, nói, ân, là thật, còn cứng hơn cả vàng, nhìn ngươi chắc là trưởng quỷ, hừ hừ. Nói xong, hắn ném đồng tiền trong tay cho tiểu nhị, đắc ý nói, một bình trà. Sau đó ánh mắt đảo qua, dừng lại trên người Vương Lâm, đi tới. Đây không phải là do hắn nhận ra Vương Lâm mà là trong cả quán trọ, chỉ có mỗi bàn của Vương Lâm là chỉ có một người ngồi. Tiểu nhị kia ngây người ra một lúc, nhìn nhìn đồng tiền trong tay, lại nhìn sang trưởng quỷ. Hắn cũng đã gặp nhiều ăn mày nhưng kẻ mà cắn đồng tiền một cái, lại lấy ngay đồng tiền vừa được cho mua trà uống thì là lần đầu tiên gặp được. Trung niên mập mạp trên khuôn mặt giật giật, sáng tay áo lên, đang định đi lên đuổi lão nhân này ra thì lúc này Vương Lâm khoát tay nói, bỏ đi. Trung niên mập mạp lập tức dừng lại, do dự một chút, nói thêm mấy câu rồi xoay người hướng vào phòng trong bước đi. Lão nhân cười ha hả, nhìn Vương Lâm nói, ngươi. Vừa mới thốt ra một chữ, bỗng nhiên sửng sốt, nhìn chầm chầm vào Vương Lâm, nhìn kỹ một lúc, sau đó khuôn mặt mới lộ ra vẻ cổ quái, kinh ngạc nói, là ngươi. Vương Lâm mỉm cười nói, tiền bối, bảy năm không gặp, phong thái vẫn không có gì thay đổi. Vẻ cổ quái trên mặt lão nhân càng đậm, nhìn chầm chầm Vương Lâm rất lâu, sau đó mới thở dài trong mắt không ngờ lộ ra một tia tán thưởng nói hóa phàm không ngờ ngươi thật sự đã hóa phàm vương lâm cầm lấy bầu rượu từ trong nồi nhỏ rót đầy một chén uống cạn rồi nói phản bối chỉ là vật lộn trong phàm nhân mà thôi đâu như tiền bối tự tại ngao du trong nhân gian lão nhân hít một hơi thật sâu đoạt lấy bầu rượu tự mình uống một chén nói bình sinh lão phu gặp vô số hóa thần kỳ tu sĩ nhưng có thể trong 6 năm thành công hóa phàm thì ngươi là người đầu tiên. Vương Lâm cũng không nói gì, tâm tình cũng không dao động, chỉ mỉm cười nhìn về phía cô đào đang ngâm sướng. Lão nhân nhìn thẳng vào Vương Lâm, hồi lâu sau, trong mắt càng lúc càng lộ vẻ tán thưởng, nói, tuyệt không phải chỉ là bề ngoài, mà là đã đạt đến cái thần. Tiểu tử, nếu là ngươi có thể lĩnh hội ý cảnh, thì trong vòng 100 năm, ta cam đoan ngươi có thể hóa thần. Vương Lâm quay đầu lại, Uống một ngụm rượu, hỏi: "Ý cảnh gì?" Lão nhân đang định nói tiếp, bỗng nhiên chớp mắt, cười nói: "Ngươi xem, cơ thể này đã già rồi, bụng đói thì không nghĩ ra được cái gì cả." Vương Lâm nhìn lão nhân một cái thật sâu, cười nói: "Tiền bối cứ chậm rãi mà xem hát, vãn bối cáo từ." Nói xong, hắn cầm lấy bầu rượu, đứng dậy rời khỏi quán trọ. Lão nhân ngẩn ra, hai mắt lập tức sáng lên, lẩm bẩm: "Có ý tứ." Vương Lâm mang theo bầu rượu, chậm rãi đi trên đường, dưới chân dẫm lên lá rụng. Về tới cửa hàng, hắn mở cửa sau bước vào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.